Sơn đi lôi lĩnh phía dưới, Ngưu Đăng, Giang giật ánh mắt quét qua Ngưu Đăng, hạ lệnh, người mỗi ngày an bài hai tên thiên quân, tại đế cung bên ngoài thủ hộ, trong đêm không cần phải để ý đến, một khi có người tới gần lập tức bóp nát khối ngọc phù này. Cẩn thận là hơn, Giang giật quyết định phái hai tên thiên quân đề phòng. Trong tay hắn bạch quang lóe lên, đế cung xuất hiện không ngừng phóng đại, cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung, hắn cùng Giang tiểu nô thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, tiến vào đế cung bên trong nghiêu đăng an bài hai tên thiên quân tại phụ cận thủ hộ mang theo những người còn lại trở về giang giật cùng giang tiểu nô cũng xếp bằng ở đế cung bên trong bế quan tu luyện nơi xa lôi sơn bên kia võ giả nhìn thấy một tòa bạch ngọc cung điện phù giữa không trung nhao nhao hiếu kỳ nhìn sang bất quá không ai dám nhìn nhiều lại không dám tới gần vị này giang ra thế nhưng là sát thần đâu chọc giận hắn bá đao cùng long ra hoành ca liền là kết quả của bọn hắn giang giật nhập định nhanh chóng tu luyện nguyên lực Hoàn Mỹ thể chất tăng thêm đế cung để hắn tốc độ tu luyện đạt tới gấp trăm lần. Nguyên khí giống như thủy triều tràn vào trong thân thể, tại toàn thân du tẩu sau cuối cùng tiến vào đan điền, tại viên thứ tư tinh thần bên trong xuất hiện. Cái này tốc độ tu luyện thật nhanh, đáng tiếc không thể đi thần tứ đảo, nếu không tốc độ tu luyện càng nhanh. Giang giật âm thầm cảm khái một tiếng, như thế tốc độ tu luyện viên thứ tư tinh thần dị biến, đoán chừng chỉ cần hơn nửa năm thời gian, đến lúc đó nguyên lực hùng hậu trình độ đoán chừng nhưng so sánh kim cương cảnh đỉnh phong. Viên thứ tư tinh thần dị biến sau liền có thể nhưng so sánh kim cương cảnh đỉnh phong thứ năm khỏa thứ sáu khỏa thứ chín khỏa tinh thần đều dị biến về sau của ta nguyên lực có thể đạt tới cảnh giới gì đến gần vô hạn thần tồn tại vẫn là cao hơn giang giật nấm lại tiểu kích động không thôi hắn bức thiết muốn đem từng khỏa tinh thần đều dị biến nhìn xem chính mình nguyên lực cảnh giới sẽ đạt tới loại tình trạng nào đến lúc đó nguyên lực hùng hậu không nói cái gì chỉ ít hắn đột phá thiên quân phóng thích thần thuẫn bình thường võ giả căn bản oanh bất phá thần thuẫn a. Viên thứ tư tinh thần dị biến về sau, liền có thể so kim cương đỉnh phong cảnh võ giả nguyên lực, thứ năm khỏa nhất định có thể so thiên quân võ giả. Thứ sáu khỏa nhưng so sánh thiên quân đỉnh phong, kia đệ thất khỏa không phải có thể đạt tới cửu đế loại kia đến gần vô hạn thần cảnh thứ tám khỏa, thứ chín khỏa đâu. Thần tứ đảo, nhất định muốn nghĩ biện pháp tiến vào thần tứ thành đi tu luyện. Giang giật âm thầm hạ quyết tâm, chỉ cần hắn có thể đem chín khỏa tinh thần đều dị biến, coi như hắn cảm ngộ không được quá cao thâm đạo văn, thực lực của hắn khẳng định cũng sẽ không quá kém, đến lúc đó liền có thể giết trở lại Đông Hoàng Đại Lục. Hắn không nghĩ nhiều nữa, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, bắt đầu tu luyện nguyên lực, đồng thời tiếp tục tham mộ vu thuật. Cái này trạng thái quá thần kỳ, hắn căn bản không cần đi quản thân thể, chỉ cần phân ra một lũ thần thức khống chế tu luyện là được. Hắn tu luyện cùng lính hội hay không lầm, thời khắc đều có thể tu luyện nguyên lực cùng vu thuật, cả mộ đạo văn gì gì đó. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, kia hai tên bảo vệ thiên quân đi theo lôi sơn dưới võ giả lui về thành nội, giang giật cũng theo đế cung bên trong ra. Đến trong đêm phụ cận lại có lôi hỏa du đáng, hắn không sợ lôi hỏa, nhưng đế cung cấm chế khẳng định sẽ bị lôi hỏa phá hư, sở dĩ hắn chỉ có thể ra phía ngoài, thủ hộ đế cung. Đương nhiên, hắn ra còn có chuyện trọng yếu hơn, hắn chuẩn bị tiếp tục bắt giữ lôi sơn bên trong kia tia đạo vật. Hắn không hiểu có loại cảm giác, một khi hắn bắt lấy cái này tia đạo vật, nhất định có thể cảm ngộ một loại phi thường cường đại đạo văn. Lôi Sơn, người đến cùng ẩn giấu đi dạng gì bí mật kinh thiên. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa 10 tòa Lôi Sơn, nỉ non một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại. chương 698, trở về điều người. Lần này cảm ngộ cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Không biết phải chăng là bởi vì Giang giật luyện hóa rất nhiều lôi thạch, trong thân thể ẩn giấu đi lôi điện chi lực. Còn là bởi vì Giang giật có thể thu phục lôi hỏa, bị lôi hỏa bên trong lôi điện oanh qua, hắn lần này tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái về sau, cảm giác kia tia đạo văn rõ ràng rất nhiều. Mặc dù vẫn như cũ không nhìn thấy sờ không được, nhưng lại thật sự cảm giác rõ ràng rất nhiều. Hắn không có vội vã đi nhào bắt kia tia đạo vật, mà là đem tâm thần yên lặng đi vào, tinh tế cảm ứng, từng điểm từng điểm cảm ứng. Lôi sơn, đây là thiên lôi đảo hạch tâm, là tụ lôi trận hạch tâm, cái này lôi sơn vì sao bên trong hấp dẫn lôi điện, vì sao lại có thể thai ngén lôi thạch, vì sao có thể sinh ra lôi hỏa đây hết thảy đều là bí mật. Lôi sơn tồn tại không biết bao nhiêu năm, bị lôi điện đánh nhiều năm như vậy, nhưng như cũ sừng sướng không ngã, cái này lôi sơn không cần phải nói bên trong ẩn chứa cực kỳ cường đại đạo văn. Giang giật không cần triệt để cảm ngộ cái này cường đại đạo văn, chỉ cần bắt được một tia đạo vật, liền có thể thu hoạch rất nhiều, ít nhất có thể cảm ngộ mộ một loại cấp thấp lôi hệ đạo văn. Tối nay sắc trời cũng có lờ mờ, trăng khuyết sao thưa, gió biển trận trận hóa thành từng đạo sóng nhiệt tại trên hải đảo quét sạch, lôi hỏa điểm điểm, lôi sơn bên ngoài càng là khắp nơi đều là lôi hỏa, như liên đèn trôi nổi du đáng, nhìn rất là quỷ mị. Một đêm thời gian rất dài, tu luyện lại là rất ngắn. Tại hưng đông thời gian, Giang giật bất đắc dĩ mở mắt, đạo văn này chân tâm khó khăn cảm ngộ, mặc dù hắn cảm giác tùy thời đều có thể bắt giữ cái kia đạo vật, nhưng chính là kém một chút, một đêm không công mà lui. Lôi sơn bên trong lôi hỏa nhanh chóng hướng lôi sơn dũng mãnh lao tới, biến mất tại lôi sơn bên trong, trên mặt đất vẩy xuống lấy rất nhiều lấp lánh lam quang lôi thạch. Giang giật không có đi nhật, hắn đã trở thành một đại bá chủ, cái này lôi thạch hưu lấy tự có quy củ, hắn lại đi nhặt liền là không chính cống. Cảm nhận được nơi xa có người đến, trong tay hắn bạch quang lóe lên, đế cung ra giữa không chung, thân thể lóe lên tiến vào đế cung bên trong. Giang tiểu nô xếp bằng ở đại điện bên trong chính trong tu luyện, nàng toàn thân đều bao phủ tại lục quang nhàn nhạt bên trong, một tấm tiếu mị trên khuôn mặt nhỏ nhắn tại lục quang chiếu dọi phía dưới, lộ ra phá lệ mỹ lệ, rung động lòng người. Giang giật yêu chiều nhìn qua tiểu nô một chút, xếp bằng ở bên người nàng tiếp tục tu luyện nguyên lực, lĩnh hội vu thuật. Cứ như vậy, Giang giật mỗi ngày vào ban ngày vào đế cung bên trong tu luyện, trong đêm thì theo đế cung bên trong ra, lĩnh hội lôi sơn bên trong đạo vận. Gần nhất thiên lôi thành rất an tính, sau đại chiến cần nghỉ ngơi lấy lại sức, cần ổn định, dạng này chưa vị bá chủ mới có thể thu được lợi ích lớn nhất, sở dĩ không có bất kỳ người nào dám nháo sự. Thời gian như như nước chảy trôi qua, chớp mắt tựu một tháng trôi qua. Giang giật vẫn luôn tại lôi sơn phụ cận, chưa có trở về thành một lần, tiền vạn quán tới một lần báo cáo tình huống, thanh ngư cùng Phượng Loan cũng tới một lần, gặp Giang giật một mặt, tại đế cung bên trong cá nước thân mật một lần, hài lòng trở về. Thành nội gần nhất vẫn là rất yên tĩnh, đáng nhắc tới chính là, gần nhất thành nội người mới nhiều rất nhiều. Nghe nói Bạch Long thành bên trong hai đại gia tộc ăn chơi thiếu ra sống mái với nhau, kết quả. Không có ngăn chặn trong thành khai chiến, lục gia gia chủ giận dữ, hạ lệnh đem hai đại gia tộc tộc trưởng toàn bộ chém giết, tộc nhân đều toàn bộ cầm xuống, phân công đi các đại phục dịch địa điểm phục dịch 10 năm. Còn có một cái sơn phỉ quân đoàn bởi vì không cẩn thận cướp bóc lục gia thương đội, mặc dù lục gia thương đội tổn thất cũng không lớn, nhưng lục gia làm thần tứ bộ lạc một đại thống trị giả, quyền uy của bọn hắn làm sao cho khiêu khích cuối cùng cái kia sơn phỉ quân đoàn tam đại đầu lĩnh toàn bộ bị giết, 4, năm vạn sơn phỉ cũng đều bị bắt rồi, phục dịch 30 năm. Giang giật đối với những sự tình này ngược lại là cũng không thèm để ý, tới người mới kia là chuyện tốt ha, có Linh đang tỉ lãnh ra bọn hắn tại, những này người mới cũng lật không nổi bọn nước, coi như náo cũng chỉ có thể náo nhất thời, cuối cùng đều muốn thành thành thật thật gia nhập các đại thế lực, bằng không đợi đợi bọn hắn chỉ có một con đường chết. Không ra gian giật ngoài ý liệu, hai gia tộc kia tộc nhân cùng Sơn Phỉ quân đoàn người tiến vào thành nội về sau, đều muốn tranh đoạt còn lại hai cái bá chủ danh ngạch, lãnh ra bọn người đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy để bọn hắn thượng vị. Thế là ngoài thành trong khoảng thời gian này mỗi ngày khai chiến, Chiến hỏa ngược lại là không có lan tràn đến lôi sơn bên này, lý ra hắc ra ưng ra bọn người nhao nhao xuất thủ, chiến mấy vòng, đem hai cái gia tộc phách lối khí diễm hoàn toàn ép xuống. Chỉ có cái kia sơn phỉ quân đoàn thủ lĩnh còn không phục, vẫn như cũ bên trên nghĩ thượng vị. Thành nội sự tình tự có lãnh ra bọn hắn đi xử lý, thực sự không được còn có một cái linh đang tỉ nha, chỉ cần không đánh tới bên này, giang giật hoàn toàn không để ý tới. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện liền là cảm ngộ đạo văn, thời gian ngược lại là trôi qua nhàn nhã. Hai ngày về sau, Giang Giật đang tu luyện nguyên lực, đột nhiên cảm giác thân thể chấn động, trong ngực hắn một khối ngọc phù tan vỡ. Hắn rời khỏi thiên nhân hợp nhất trạng thái, thần thức quét ra ngoài, khóa chặt phía ngoài một tên để phòng thiên quân truyền âm nói, xảy ra chuyện gì. Giang ra, phía ngoài thiên quân cung kính hành lễ nói, sơn phỉ quân đoàn lão đại bộ hà cầu kiến, nói muốn cùng ngươi nói một vụ giao dịch. Giao dịch, Giang Giật lông mày nhíu lại, truyền âm ra ngoài nói, để hắn thối tiền lẻ ra nói đi, về sau chuyện như vậy đều tìm tiền ra, không có việc gì không nên quấy rầy ta. Tuân mệnh, bên ngoài thiên quân chắp tay lĩnh mệnh, hướng nơi xa chạy như bay, giang giật cũng thu hồi thần thức tiếp tục tu luyện. Nhưng không có qua quá lâu đế cung đột nhiên chấn động cấm chế lấp lánh, hắn thoáng cái mở to mắt, nổi giận nhô ra thần thức quét qua, phát hiện tên kia thiên quân lại trở về, bất đắc dĩ hồi bẩm nói, giang ra, bộ hà điểm danh muốn gặp ngươi, giờ phút này bọn hắn dẫn người ngay tại chúng ta lôi sơn phụ cận, nói muốn chúng ta ít người, muốn phân ra một nửa địa bàn cho hắn. Ừ, Giang giật trong mắt hàn quang đạo đạo triệt để nổi giận, thân thể lóe lên ra đế cung bên ngoài, trầm giọng hỏi bọn hắn có bao nhiêu người thực lực như thế nào. Rất nhiều người, thiên quân thủ hạ trả lời, bọn hắn vốn có hơn 60 thiên quân, nhưng đoạn thời gian trước cùng Lý Gia Đông ca bọn người thủ hạ khai chiến chết không ít, giờ phút này còn có 40 tên thiên quân tả hiếu, còn lại kim cương cảnh thủ hạ sợ là có gần vạn người, bộ hà vẫn là trung giai thiên quân. Giang ra, việc này có quỷ dị a à? hoàn toàn chính xác có quỷ dị có người ở phía sau dở trò quỷ đi giang giật cười lạnh một tiếng lãnh ra lý gia lý ra chắc hẳn còn không phục đi công khai không dám khiêu khích phụng trộm châm ngòi cái này bộ hà đến đoạt địa bàn đâu tọa sơn quan hổ đấu bọn hắn có thể ngư ông đắc lợi trở về điều người giang giật phung tay lên nói sở hữu thiên quân đều điều đến mặt khác bắt ta lệnh bài đi gặp linh đang tỉ đem bọn hắn thiên quân cũng điều đến cái này bộ hà đã không thành thật tựu đánh cho hắn trung thực hơn 40 tên thiên quân, chỉ có một tên trung giai thiên quân đối với Giang giật tới nói hoàn toàn không có áp lực, hắn vốn có thể tự mình ra tay chấn áp, nhưng vừa đến đã lão đại xuất chiến, cái này thật mất mặt a. À. Linh Đang tỷ là thành nội đệ nhất đại thế lực, thủ hạ thiên quân nhiều nhất, có hơn 60 người. Đây là nàng không muốn thu quá nhiều người tình huống dưới, nếu không lãnh ra bọn hắn tuyệt đối mời chào không được nhiều như vậy thiên quân, Linh Đang tỷ thiên quân tăng thêm thủ hạ của hắn, hết thảy gần trăm tên thiên quân, đủ để nghiền ép cái này sơn phỉ quân đoàn. Thiên quân thủ hạ đôi mắt sáng lên, nhanh chóng chạy như bay, võ giả đều là nhiệt huyết, đều khát vọng đại chiến, mà lại mỗi lần đại chiến thắng về sau, đều sẽ có vô số chiến lợi phẩm. Cái này sơn phỉ quân đoàn nghe nói đã từng là trong hải vực một cái tương đối lớn quân đoàn vậy khẳng định rất giàu có A. chương 699, toàn bộ chặt, bộ hà hoàn toàn chính xác bị người châm ngòi. Hắn mang theo hơn một vạn người đến thiên lôi đảo, bọn hắn bị lục gia xử phạt 30 năm phục dịch, tự nhiên muốn trở thành thành nội một đại bá chủ, dạng này mới có thể an nhàn sống sót, nếu không tất cả mọi người hoặc là chết thảm, hoặc là trở thành thủ hạ của người khác, tùy ý nhào nặn. Lãnh gia cùng Lý gia ưng gia bọn hắn nhiều năm tương giao, gặp được ngoại lực tình huống dưới, tự nhiên sẽ liên minh cùng một chỗ chống cự ngoại địch. Bộ Hà muốn tìm hấn bất luận một vị nào bá chủ, còn lại bá chủ đều sẽ phái thủ hạ xuất chiến, liên thủ cự địch. Bộ Hà nếu muốn trở thành thành nội một đại bá chủ, chỉ có giết người lập uy, để thành nội các bá chủ xem bọn hắn thực lực, trong lòng có e dè từ đó ngầm đồng ý hắn thượng vị, phân cho hắn một phần lợi ích. Lãnh ra bọn hắn bộ hà không động được, linh đang tỉ hắn còn không có lá gan này dám động. Hắn duy nhất có thể động chỉ có vừa mới thượng vị không lâu giang giật, giang giật thượng vị mới mấy tháng thời gian, thủ hạ cũng không hề hoàn toàn quy tâm, một khi đại chiến, rất có thể hội làm phản loại hình, sở dĩ diệt giang giật, bộ hà mới có thể thượng vị. Đương nhiên, Bộ Hà đạt được tin tức, kỳ thật đều là lãnh ra bọn người cố ý tản cho bọn hắn, nếu không bộ Hà một chút tin tức cũng đừng hòng đạt được. Giang giật vừa mới bắt đầu lúc vào thành, Hồ Tam thế nhưng là nói, toàn thành mỗi lần con phố tin tức đều chỉ có thể hướng một người tìm hiểu, những người còn lại dám tiết lộ tin tức hẳn phải chết không nghi ngờ. Lãnh ra bọn người cố ý phân tán một chút tin tức cho bộ Hà, nhưng rất nhiều chân thực tin tức lại che giấu, tỉ như Giang giật chém giết bá đao long ra hoành ca, tỉ như Giang giật cùng Linh đang tỷ quan hệ, lãnh ra chiêu này rất cao minh, dù sao hắn cái gì cũng không làm, Giang giật cũng lấy không được nửa điểm chứng cứ, coi như đoán được hắn lại có thể thế nào bộ hà không tìm Giang giật liều mạng, cái kia chỉ có tìm bọn hắn liều mạng, bọn hắn cũng không muốn tiếp tục tiêu hao xuống dưới, lại không muốn bỏ mặc bộ hà thượng vị, tỏa sơn quan hổ đấu có thể được đến lợi ích lớn nhất. Bộ hà đần độn tới, hắn không đến vậy không có cách, bởi vì hắn cần lôi thạch. Không có lôi thạch dưới tay hắn hội từng mảnh từng mảnh bị chém giết, hắn đã hao tốn không ít thiên thạch mua sắm lôi thạch, cái này cũng xuống dưới mọi người tất cả bảo vật đều muốn bán thành tiền, đến lúc đó đồng dạng mặc người nhào nặn. Giang giật chỉ có một ngàn thủ hạ, nhưng lại chiếm đoạt một tòa lôi sơn. Khác lôi sơn đều có hơn một ngàn gần hai ngàn người, bộ hà tự nhiên đỏ mắt, hắn cũng không có mạo muội công kích, mà là lựa chọn tiên lễ hậu binh, để cho người ta đưa tin cho Giang giật muốn cùng gặp mặt hắn nói một chút, nào biết Giang giật hoàn toàn không nể mặt mũi. Hắn lúc này mới thả ra ngoan thoại, muốn phân địa bàn, hắn hôm nay cũng không có mang quá nhiều người đến, chỉ là mang theo 40 tên thiên quân thủ hạ, còn có 300 kim cương đỉnh phong, tự đứng tại lôi sơn phía tây 20 dặm giữa không chung, chờ đợi giang giật xuất hiện. Nhìn qua lôi sơn bên kia không ngừng phun trào lôi thạch, người phía dưới nhẹ nhõm thu hoạch lôi thạch, nhất là giang giật tòa kia lôi sơn, hôm nay chỉ vài trăm người, đều không cần tranh đoạt thản nhiên thu lấy, bộ hà mắt người đều đỏ. Lục gia cũng mặc kệ các người như thế nào, không lên giao lôi thạch tựu giết người, thiên lôi thành thành chủ là thiên quân đỉnh phong, ai cũng không dám trong thành làm loạn, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Đợi thời gian một nén nhang, giang giật bên kia còn không có động tính, bộ hà đôi mắt híp lại, hắn tướng mạo cực kỳ hung ác, má trái còn có một đạo rất sâu đau ba, một đôi âm lãnh con người quang mang lấp lánh bất địch, nhìn qua lôi sơn bên kia trôi nổi đế cung, hắn vung tay lên nói, lại đi thông bẩm thoáng cái giang ra, sau nửa canh giờ, như hắn còn không hiện thân, bộ con nào đó có thể mạo phạm. Một tên thiên quân thủ hạ nhẹ gật đầu, hướng nơi xa lao nhanh mà ra, vòng qua lôi sơn đi hướng đế cung lại bị giang giật thủ hạ ngăn lại. Người này đem bộ hà lời nói đưa đến, giang giật thủ hạ khoát tay trận lại nói, giang ra nói, hắn tại tu luyện, để các ngươi trở lấy. Hừ, bộ hà thủ hạ trong con ngươi hàn quang lóe lên, hướng đế cung nhìn mấy lần lui trở về, chờ hắn đi đến bộ hà phía sau người, nổi giận đùng đùng hồi bẩm nói, bộ ra, giang ra nói đợi lát nữa tới. Muốn ta nói dứt khoát khác đừng đợi, chúng ta nhiều người như vậy tiến lên, trực tiếp đem giết chém chết được rồi, chỉ cần chém chết hắn, bộ gia liền có thể thay vào đó. Không vội, bộ hà lắc đầu nói, thiên lôi thành tình huống không rõ, chúng ta căn bản không có dò xét đến quá nhiều tình báo. Có thể thường vị bá chủ ai cũng không thể coi thường, giống như có thể hòa bình đàm phán xuống tới, tốt nhất đừng vạch mặt, vạn nhất cái này giang ra cùng thành nội lục ra có quan hệ đâu đến lúc đó chúng ta chết như thế nào cũng không biết. Một nén nhan về sau, xa xa đế cùng biến mất về sau, giang giật mang theo một tên thiên quân thủ hạ từ đằng xa chậm rãi bay tới đến lôi sơn lúc ánh mắt của hắn hướng phía dưới người quét qua kia hơn một vạn người toàn bộ cung kính đứng dậy hành lễ giang ra hơn một vạn người bao quát các đại thế lực dẫn đội thiên quân đều cung kính vô cùng giang giật sở thuộc dẫn đội năm tên thiên quân cũng đằng không mà lên hướng giang giật bên này tụ tập mà đến cùng một chỗ hướng xa xa bộ hà bay đi giang giật đứng tại bộ hà bọn người ba dặm bên ngoài giữa không trung sáu tên thiên quân rất tự giác sừng sướng tại giang giật sau lưng ba dặm giang giật không có phóng thích bất luận cái gì khí thế trên thân hỏa vân khải đều không có hiển hiện cứ như vậy lạnh nhạt đứng tại giữa không trung ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa giữa không trung mấy trăm người lạnh giọng nói ra ai tìm ta hoa bộ hà người bên kia một mảnh xôn xao chủ yếu là giang giật quá trẻ tuổi thực lực làm sao dò xét đều là kim cương cảnh Đúng là một đại bá chủ mang theo sáu cái thiên quân tựu dám đến vừa ra tới còn như thế dầm dĩ trương bạt hỗ, Bộ hà khóe miệng co quắp động, má trái đào ba đi theo vặn vẹo, nhìn dị thường dữ tợn, người quen biết hắn đều biết hắn đã nổi giật, giờ phút này chịu đựng không có xuất thủ, đã coi như là đáng quý. Hắn khoát tay áp chế phía sau tiếng huyên náo, trên mặt miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, chắp tay nói tại hạ bộ hà, gặp qua giang gia. Giang giật không có hoàn lễ, ánh mắt xét lạnh nhìn chầm chầm hắn nói, người tìm ta chuyện gì. Bộ hà thủ hạ trong mắt toàn bộ đều phun lửa, nhưng bộ hà giờ khắc này ngược lại tỉnh táo lại, Giang giật lại là phách lối, càng nói rõ người này quỷ dị, bằng chừng ấy tuổi thực lực như thế có thể thượng vị thiên lôi thành cường giả đều chết hết sau sự tình khác thường tất có yêu, hắn cũng càng cần cẩn thận đối đãi. Hắn hít một hơi, trên mặt cơ bắp phạn vẹo, cười nói, Giang gia, huynh đệ chúng ta là không có cơm ăn, cùng đường mặt lộ, sở dĩ khẩn cầu Giang gia cho phần cơm ăn. Giang gia người lôi sơn địa bàn lớn như vậy, chia cho ta phân nửa như thế nào ta cam đoan để cho thủ hạ bất loạn đến, quay đầu còn có hậu lễ đưa lên, huynh đệ chúng ta ngày sau cũng duy giang ra như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bộ hà ngữ khí rất tốt, ý tứ vô cùng rõ ràng, hắn chỉ cần đạt được chút ít lôi thạch, cam đoan thủ hạ của hắn không bị giết, mặc dù không có thần phục giang giật ý tứ, nhưng cũng cho thấy về sau đứng tại giang giật một bên, theo lệnh mà làm. Giang giật trầm mặc, bộ hà mấy người cũng khẩn trương lên, mấy trăm đôi mắt khóa chặt giang giật chờ đợi quyết định của hắn. Hắn trọn vẹn suy tư nửa nén hương thời gian, lúc này mới ngẩng đầu lạnh lùng nói ra, thật có lỗi, đừng nói cho các người địa bàn, coi như các người muốn bái nhập môn hạ của ta, ta đều một cái không muốn, toàn bộ lăn đi, dám gây sự. Giết chết bất luận tội, soạt, giang giật vừa rơi xuống, bộ hà người toàn bộ đều vỡ tổ, tất cả thiên quân võ giả đồng thời nguyên lực lấp lánh, phong thích thần thuẫn, binh khí trong tay xuất hiện, đằng đằng sát khí liền chờ bộ hà ra lệnh một tiếng khai chiến. Bộ hà cũng nổi giận, giang giật đây là trần trụi tại nổi giận hắn, đừng nói giang giật với tác thực lực này, liền xem như Lý Gia ưng ra bọn người bộ hà cũng sẽ trở mặt. Trên người hắn thần thuẫn phóng thích, trong tay một cái trường kích xuất hiện, quát lớn kia bộ hà tụ lĩnh giáo giang ra cao chiêu, giết. Hiu hiu hiu, hắn một chữ cuối cùng còn chưa hô ra, nơi xa thiên lôi thành phương hướng chuyển đến vô số tiếng xé gió, như đang mang theo gần trăm tên thiên quân như từng tôn sát thần gào thét mà đến, như đang thật xa tự quát lớn nói, giang ra có lệch, toàn bộ chặt, không muốn sống khẩu. Cắt cắt chương 700 ta, suy tính một chút, gần trăm tên thiên quân cường giả, mà lại trong đó còn có một tên trung giai thiên quân, kia là Linh Đang tỷ thủ hạ đệ nhất chiến tướng, Dương Đông. Dương Đông là người rất điệu thấp, đối Linh Đang tỷ trung thành tuyệt đối, lúc đầu lần này Giang giật cùng Linh Đang tỷ thương nghị, chuẩn bị nâng đỡ hắn thượng vị trở thành một đại bá chủ. Có hai người duy trì, lãnh ra bọn hắn khẳng định nửa cái cái dám cũng không dám phóng, nhưng Dương Đông lại cự tuyệt, hắn nói đi theo Linh Đang tỷ an nhàn, cái gì đều không cần nghĩ, Linh Đang tỷ để hắn giết ai thì giết. Giang giật người lặng yên về tới thành nội, cầu kiến Linh Đăng Tỷ, nghe nói là Giang giật sở cầu, Linh Đăng Tỷ không có nửa điểm do dự, để Dương Đông triệu tập tất cả mọi người đi theo Nghiêu Đăng đến đây. Nghiêu Đăng vừa mới đến sa mạc bãi, nhìn thấy bộ hà bọn người muốn cùng Giang giật khai chiến, tự nhiên cái gì cũng không để ý chuẩn bị khai chiến, tại tiếp vào Giang giật truyền âm về sau, càng là trước tiên phóng thích thần thuẫn lấy ra binh khí, bạo giống một tiếng công kích. Giang giật thủ hạ hơn 30 tên thiên quân, tăng thêm Dương Đông bọn người hơn 60 người gần trăm người trùng trùng điệp điệp bay tới, xếp thành một hàng tại Ngưu Đăng bạo giống về sau, toàn bộ đều thả ra công kích. Xuy suy, ầm ầm, phanh phanh, hơn 90 tên thiên quân cùng một chỗ phóng thích công kích sẽ có cỡ nào kinh khủng xem giờ phút này giữa sân liền có thể biết rõ. Tại hơn 90 đạo công kích phóng thích về sau, Giang giật sắc mặt cũng thay đổi, trên người hắn hỏa vân khải hiển hiện, bằng nhanh nhất tốc độ lui nhanh, phía sau hắn 6 tên thiên quân thì đã sớm bắt đầu lui. Bầu trời phía bên kia, toàn bộ bị đủ mọi màu sắc quang hoa chiếu sáng, hơn 90 đạo lưu quang bay vụt mà đến, hư không tầng tầng chấn động, tiếng giết đâm thủng màng nhĩ, bốn phía không gian từng mảnh từng mảnh bị xé nứt, lộ ra đạo đạo kinh khủng vết rách. Những công kích này ẩn chứa nhiều loại đạo văn, cũng hình thù kỳ quái, có như một cái gai nhọn trường thương, như như độc xà vạn vẹo mà tới. Có như một cái hỏa phượng quét sạch một mảnh nhiệt độ cao, có ngưng tụ ra một cái dị thú đầu lâu, mang theo đinh tai nhức óc tiếng giống gào thét vào tới càng có rất lấy ngưng tụ ra một tấm to lớn mặt quỷ, đừng nói bị đập chúng nhìn một chút đều làm lòng người sợ, cũng không biết là cái gì đạo văn. Mau lui lại, bộ hà biến sắc, vốn định hướng giang giật công kích, nhưng đối mặt nhiều như vậy kinh khủng công kích, hắn làm sao dám tiếp tục công kích chỉ có thể một bên bạo giống, một bên hướng bên cạnh tránh né. Đồng thời trong tay hắn một cái trường kích đánh ra từng mảnh từng mảnh kinh thiên ngân quang, kia ngân quang như ngân hà đổ ngược uy thế kinh người, ngạo nghễ không sợ hướng phía trước hơn 10 đạo công kích nghênh đón. Bộ Hà Thiên quân thủ hạ đã sớm sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, đối phương nhân số là bên này gấp hai nhiều, bọn hắn vốn cho là cái này tuổi trẻ bá chủ không có thực lực gì. Xem ra lại so trước kia khiêu khích Lý Gia ưng ra bọn người còn muốn mãnh liệt, có thể triệu tập nhiều như vậy thiên quân, bản thân cái này liền là thực lực một loại, tự thân không có thực lực, thiên quân hội nghe theo người điều phối. Đương nhiên, giờ phút này bọn hắn cũng không có thời gian nghĩ quá nhiều, liều mạng đánh ra công kích, một bên quán chú nguyên lực vào thần thuẫn bên trong, một bên bằng nhanh nhất tốc độ hướng bên cạnh tránh né mà đi. Bộ ra cứu chúng ta, đầu hàng, chúng ta đầu hàng, cứu mạng A, chúng ta không muốn chết. Những cái kia thiên quân cường giả có được thần thuẫn, tốc độ rất nhanh, còn lại 300 kim cương cường giả tối đỉnh nhưng căn bản không thể tự vệ. Đối mặt phô thiên cái địa, hủy thiên diệt địa công kích, tất cả mọi người lộ ra tuyệt vọng gào lên đau xót. Công kích thực sự quá nhanh, cũng quá là nhiều, tốc độ nhanh thiên quân võ giả còn có thể tránh né, những cái kia tốc độ chậm thiên quân võ giả không thể tránh khỏi bị công kích đến, kim cương võ giả làm sao có thể đào tẩu. 300 kim cương võ giả từng mảnh từng mảnh bị rào sát thành thịt nát, rất nhiều không kịp đào tẩu thiên quân thần thuẫn cũng bị xé rách, tiếp lấy thân thể bị rào sát thành huyết vụ, bay khắp trời. Khắp nơi đều là tiếng nổ, không gian bị từng mảnh từng mảnh vặn vẹo, xé rách, tiếng nổ bên tai không dứt, chấn thiên động địa, liền đằng sau bầu trời bổ xuống lôi điện âm thanh đều bị dìm ngập. Một vòng, vẹn vẹn một vòng công kích, Bộ hà 300 kim cương cảnh thủ hạ toàn diệt, 40 tên thiên quân thủ hạ tự bị rảo sát ít nhất có 10 người, còn có mấy người thần thuẫn bị phá, mặc dù chạy ra, nhưng cũng thụ nặng nhẹ không đồng nhất thương thế. Trái lại giang giật bên kia chỉ là số ít người thần thuẫn bị phá, bị thương nhẹ, cục diện một mảnh đảo, hoàn toàn bị áp chế. a à, giang giật lui đến tương đối nhanh, mà lại hắn có hỏa vân khải phòng ngự cường đại nhưng so sánh trung giai thiên quân, điểm ấy công kích sư ba tự nhiên không đả thương được hắn, mặc dù như thế vẫn là bị đẩy lui mấy trăm trượng, ngược rất là khí muộn. Hắn quét mắt một chút phía trước bay đầy trời huyết nhục âm thầm kinh hãi, nếu là hắn bị mấy chục người đồng thời công kích, cho dù có hỏa vân khải cũng phải bị đánh chết tươi a. À. Còn tốt hắn có lôi hỏa căn bản không sợ vây công, phổ thông thiên quân cũng không có cơ hội vây công hắn. Hưu, phía sau hắn ngay từ đầu rút đi 6 tên thiên quân hóa thành thần hồng bay đi, đánh chó mù đường cơ hội tốt bọn hắn cũng sẽ không buông tha, đám này chiến từ trước có quy củ, trừ phi trí bảo ai có thể cướp đoạt đến đối phương bảo vật tự về ai. Giang giật không nhúc nhích, ngạo nghễ sừng sững giữa không chung. Nhìn xem mọi người như như ác lang vào tới, phân biệt tìm người vây công khai chiến chém giết. Trải qua vô số lần đại chiến, hắn tâm đã sớm lạnh, đừng nói cái này vài trăm người coi như một vạn võ giả, mười vạn võ giả tại trước mắt hắn chết đi, hắn cũng sẽ không có một tia mềm lòng. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng, giang ra chúng ta nguyện quy hàng, nguyện thần phục với ngươi. Bộ hà bị hù dọa, nhìn qua như mãnh hổ hạ sơn đánh tới Dương Đông Nghiêu đăng bọn người, hắn ngửi thấy khí tức tử vong. Một bên liều mạng ngăn cản Dương Đông cùng hai gã khác thiên quân vây công, vừa hướng giang giật giống to. Đúng, chúng ta đầu hàng, giang ra, chúng ta sau này sẽ là ngươi một con chó, ngươi nói cắn ai tựu cắn ai, chỉ cần ngươi cho chúng ta một đầu sinh lộ. Giang ra, tha mạng A, à, bộ hà vừa hô, những cái kia đau khổ ngăn cản thủ hạ cũng đi theo giống to, giờ phút này còn không hàng chỉ có toàn quân bị diệt. Những này sơn phỉ bản thân đều là du côn vô lại chi lưu, đừng nói đầu hàng, giống như có thể sống để bọn hắn quỳ xuống cũng sẽ không do dự. Ba ba bá, bá, rất nhiều ánh mắt nhìn về phía giang giật, như đang dương đông mấy người cũng hướng giang giật trông lại, chờ đợi quyết đoán của hắn. Giang giật dừng một chút, sờ lên cái mũi trầm giọng nói ta. Suy tính một chút, phốc, bộ hà bọn người toàn bộ phiền muộn đến thổ huyết, giang giật đang suy nghĩ, thủ hạ của bọn hắn cũng không có cân nhắc a, à, ngược lại công kích càng thêm hung mãnh, chỉ là hai cái trong trước mắt, lại có bốn năm người bị giết. Giang ra, Bộ Hà lần nữa quát lớn, giang giật trên mặt lộ ra một tia trần chờ, một cái tay chậm rãi nâng lên, nhưng chính là không có vung xuống, không có hạ lệnh ngừng công kích. A a a, lại là bốn năm người bị giết, Bộ Hà bọn người trông mong nhìn qua giang giật cái tay kia, suýt chút nữa thì khóc lên, giang giật còn tại cân nhắc, cái tay kia căn bản không có buông ra. Thời gian từ từ trôi qua, bộ hà người bên kia đợi trọn vẹn mười mấy hơi thở thời gian giang giật còn không có còn suy nghĩ kỹ càng bọn hắn rất nhanh minh bạch giang giật đây là tại chập trần bọn hắn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới muốn thả mọi người một con đường sống đây là tại cố ý nhiễu loạn mọi người phán đoán giảm xuống tinh thần của bọn hắn giết cái này cầu tạp toái bộ hà nổi giận hét lớn một tiếng liều mạng đánh ra một mảnh ngân quang đem dương đông bọn người bước lui thân thể như du long hướng giang giật phóng đi Đồng thời phụ cận 6-7 tên thiên quân cường giả cũng ôm hẳn phải chết chi tâm, hoàn toàn liều mạng sau công kích, hướng giang giật cuồng vút đi, cho dù chết bọn hắn cũng muốn kéo lấy giang giật cùng chết. Lui, như đăng bọn người ánh mắt quét qua, gặp giang giật trong tay hỏa long kiếm lặng yên xuất hiện, hỏa linh châu bên trên lóng lánh ánh sáng đỏ, toàn bộ sắc mặt đại biến hướng về sau mới lui nhanh mà đi. Dương đông bọn người mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng cũng bản năng cảm giác được nguy hiểm, hoảng sợ lui nhanh. Ha ha, làm ra là quả hồng mềm, tốt nhào nặn sao. Giang giật cười nhạt một tiếng, thân thể đột nhiên biến mất giữa không chung, một giây sau suốt chúng người trái phía trên, hỏa linh châu bên trên sáng lên một đạo hào quang sáng chói vô số lôi hỏa đổ xuống mà ra, bốn phía nhiệt độ đột nhiên tăng lên gấp mấy trăm lần, một cỗ kinh khủng sóng nhiệt quét sạch khắp nơi. Trường 701, cao chót vót lại xuất hiện. Bộ hà hoàn toàn chính xác có bóp quả hồng mềm ý nghĩ, giang giật quá nhiều người, mà lại không có đầu hàng khả năng, hắn chỉ có bắt giặc trước bắt vua, chém giết hoặc là cầm xuống giang giật, dạng này mới có thể sống sót. Nào biết quả hồng mềm kỳ thật so bất luận kẻ nào đều mạnh hơn, là cái chân chính kẻ khó chơi. Bọn hắn khoảng cách giang giật có ít bên trong khoảng cách, còn không có tới gần công kích, giang giật đã thuấn di đi, chờ bọn hắn phát hiện giang giật tại bọn hắn trái trên không ngưng tụ lúc, thân thể của hắn bên ngoài đã toát ra lôi hỏa. Sóng nhiệt quét sạch trời cao, loại kia cực nóng làm cho tất cả mọi người cảm giác được nguy hiểm chí mạng, tại nguy hiểm phủ xuống thời giờ nhân loại cùng có linh trí yêu thú đều sẽ bản năng đi tránh né mà không phải nghĩ đến liều mạng chỉ là nhiệt độ quá cao không chờ bọn hắn đào tẩu đã bao phủ khắp nơi bao phủ toàn thân bọn họ a à, thực lực thấp thiên quân võ giả thần thuẫn trong nháy mắt vỡ tan tiếp lấy toàn thân bốc cháy biến thành một cái biết bay hỏa nhân chỉ có bộ hà trốn mấy trăm trược nhưng thần thuẫn đồng dạng tan vỡ hắn phát ra một tiếng oán độc cùng không cam lòng gào lên đau xót toàn thân giấy lên hừng hực liệt hỏa, tại trời cao lăn lộn gào thét. Toàn trường yên lặng, vắng lặng một cách chết chóc, giờ khắc này, nơi xa lôi sơn người, bao quát bên này giang giật thủ hạ, linh đang tỉ thủ hạ, cùng bộ hà bên kia những người còn lại đều cảm giác được linh hồn tại rung động. Giang giật đây là lần thứ nhất trước mặt mọi người hiển lộ lôi hỏa, chỉ có nghiêu đăng bọn hắn gặp một lần, nhưng đồng dạng đều bị hù dọa, loại này thiên địa kỳ hỏa bá đạo cùng kinh khủng thật sâu rung động mọi người, để bọn hắn vĩnh thế ghi khắc. Vù vù, rất nhiều sát lại tương đối gần người rốt cuộc kịp phản ứng sợ hãi né ra bằng không bọn hắn thần thuẫn cũng muốn phá tất cả mọi người nhìn qua giang giật ánh mắt đều là e ngại tựa như nhìn xem một cái trong địa ngục ác ma đánh đáy lòng không dám có nửa điểm chiến ý giang giật thân thể lóe lên đem giữa không trung lôi hỏa thu vào đồng thời đem bộ hà cái kia thanh trường kích cùng cổ thần nguyên giới thu vào lúc này mới vung tay lên hướng đế cung bay đi để lại một câu nói toàn bộ chặt một tên cũng không để lại như đang quét dọn một chút chiến trường, dương đông, thay ta cảm ơn Linh đang tỉ. Bộ hà bên này còn lại không đến mười mấy người, chiến đấu hoàn toàn không có bất ngờ, giang giật cũng lười tiếp tục lẫn vào xuống dưới. Làm lão đại càng thần bí càng tốt, một trận chiến này hiệu quả đã đạt đến, thủ hạ bọn hắn trung thành hắn cũng nhìn thấy, còn lưu tại đây có gì ý nghĩa đương nhiên giang giật rời đi cũng là để mọi người tốt phân chiến lợi phẩm, khai chiến cũng nên có chỗ tốt, lần sau mới có thể càng thêm tích cực không phải. Cung tiến giang ra, giết, nhiều đăng bọn người đại hỉ chợt quát một tiếng, dẫn người lao đến một trận chém lung tung, đem còn lại 12 tên thiên quân sinh sinh diệt sát. Lúc này mới hạ lệnh đem sở hữu cổ thần nguyên giới nộp lên, đem thi thể thiêu hủy. Hắn cũng không phải là muốn nuốt một mình chiến lợi phẩm, giang giật câu nói kia ý tứ rất rõ ràng, chiến lợi phẩm chia đều, không chỉ là bọn hắn bên này người, linh đang tỉ bên kia thiên quân cũng nhất định phải có phần. Hơn 40 tên thiên quân, trước đó vẫn là Bạch Long quần đảo phụ cận hải vực nổi danh Sơn Phỉ Đoàn, bọn hắn cổ thần nguyên trong nhẫn tài phú đều rất khả quan như đăng điểm thoáng cái dương đông bên kia thiên quân cũng chia đến rất nhiều toàn bộ đều đại hỉ trở về thành như đăng để như vượng dẫn người về thành hắn thì mang theo bảy tám tên thiên quân đi lôi sơn về sau đế cung không ra như đăng ngoài ý muốn giang giật cũng không có vào đế cung bên trong tu luyện mà là tại phụ cận ngồi xếp bằng chờ đợi hắn đến đây giang ra đều chia xong cho dương đông bọn hắn sáu thành như đăng để bảy tám tên thiên quân ở một bên chờ cười đi qua báo cáo. Giang giật nhẹ gật đầu, chưa hề nói việc này, ngược lại lông mày nhíu lên nói ra, như đăng, ngươi đi về hỏi hỏi tiền ra cùng phượng tiểu thư, ta cố ý thu nhiều một chút thủ hạ, mở rộng thực lực, hỏi thăm thoáng cái ý của các nàng. Tốt, như đăng nghe xong hai con ngươi tỏa sáng, Giang giật trước đó quá vô danh, không muốn thu quá nhiều thủ hạ, hắn vốn có ý khuyên thoáng cái, giờ phút này Giang giật nói ra hắn tự nhiên mừng rỡ, nhiều người quyền thế của hắn liền sẽ càng lớn. Như đăng đi, giang giật còn không có vào đế cung bên trong xếp bằng ở trên tảng đá rơi vào trầm tư đi qua một trận chiến này hắn phát hiện một vấn đề lãnh ra bọn người cũng không hội triệt để cùng hắn thổ lộ tâm tình hình thành liên minh hắn cũng không muốn cùng lãnh ra bọn hắn đánh quá nhiều quan hệ đã như vậy điều thấp cùng nhường nhịn đã không có cần thiết hắn đã trong thành đặt chân vững vàng phía sau có linh đang tỉ sau trận chiến này thanh thế cũng sẽ phóng đại hắn có sợ gì chi thành nội giờ phút này tới nhiều như vậy người mới giống như hắn không thu, đều sẽ bị lãnh gia bọn hắn chia ăn, đến lúc đó thế lực của bọn hắn hội càng lúc càng lớn. Không thể hoàn toàn áp chế bọn hắn, về sau cũng sẽ có rất nhiều khó khăn chắc trở. Hắn giết bá đao lãnh gia hoành ca bọn hắn lúc, Linh đang tỉ để hắn không muốn thu hoành ca người, hắn rất nghe lời cũng rất hiểu chuyện, nhưng lãnh gia bọn hắn lần này vẫn như cũng ngượn đao giết người, âm thầm làm mưa làm gió. Khi đó hắn vừa thượng vị, thủ hạ cũng không có quy tâm. Tình huống không rõ, người của Lục gia cũng không có tán thành hắn. Giờ phút này khác biệt, thành chủ công nhận hắn, Lục gia thống lĩnh cũng cùng một tuyến, là khuếch trương thực lực thời điểm. Thần tứ bộ lạc bên trong không có luật pháp đạo nghĩa, chỉ thờ phụng cường giả vi tôn, thực lực ngươi càng cường đại người khác càng kính sợ ngươi, ngược lại giống như ngươi một vị nhường nhịn, lấy lòng, người khác hội lấn đến trên đầu ngươi tới. Một canh giờ sau, Như đang trở về, mang đến hai cái khác biệt ý kiến, Tiền Vạn quán đề nghị khuếch trương có thể thu cường giả đều thu, đồng thời nâng đỡ Ngưu Đăng cùng Dương Đông trở thành hai gã khác bá chủ, lại liên hợp linh Đăng tỉ triệt để xưng bá thiên lôi thành. Phượng Loan khá là cẩn thận, nàng đề nghị trước hiếu thu ta thiên quân võ giả, từng bước tăng cường thế lực. Dạng này không gặp qua kích, lãnh gia phản ứng của bọn hắn cũng sẽ không quá lớn, Lục gia thống lĩnh bên trong cũng sẽ không có ý kiến, dù sao lãnh gia bọn hắn cùng Lục gia thống lĩnh bọn họ liên hệ nhiều năm như vậy, quan hệ vững chắc. Giang gia, làm sao bây giờ? nghiêu đăng trong mắt cũng là xoắn suýt chi sắc hắn có thể trở thành bá chủ vậy dĩ nhiên là tốt nhất mặc dù hắn cũng biết chính mình là cái khôi lỗi bá chủ nhưng cũng là một đại bá chủ không phải không bằng hắn cũng biết rõ sự tình lần này nếu là xử lý không tốt có lẽ tất cả mọi người hội vạn kiếp bất phục giang giật trầm mặc dòng giã suy tư nửa canh giờ hắn thình lình đứng dậy thu hồi đế cung bay lên không hướng thiên lôi thành phương hướng bay đi quát lạnh nói đi về thành trước tốt như đăng vội vàng dẫn người bay lên không toàn bộ người đều đôi mắt lửa nóng. Hơn một tháng, Giang giật ở bên ngoài điệu thấp ẩn nhẫn, người bên trong thành tựa hồ cũng quên đi hắn bá đạo cùng hung ác lần này trở về nói không chừng hắn sẽ lần nữa lộ ra giữ tợn răng nanh, đem thành nội sở hữu dám làm mưa làm gió người đều ăn hết quả đắng. Sau gần nửa canh giờ, Giang giật trở lại thiên lôi thành, hắn trực tiếp về tới bản thân viện tử, cùng tiền vạn quán Phượng Loan thảo luận Chọn vẹn một canh giờ, sau đó lại một người đi linh đang tỉ viện tử, lần này lại trọn vẹn một canh giờ mới ra ngoài. Lần này ra hắn không phải một người, cùng đi còn có Linh đang Tỷ. Hai người tiến vào phủ thành chủ, gặp thành chủ nói chuyện phiếm nửa canh giờ, về sau hai người cùng một chỗ bái kiến thành nội thập đại thống lĩnh. Các loại chờ gặp qua tất cả thống lĩnh về sau, Giang giật để Nhiêu Đăng cầm hắn bái thiếp, phân biệt đi bái kiến còn lại bá chủ, còn có mới tới tam phương thế lực thủ lĩnh bộ hà mặc dù bị Giang giật xử lý, nhưng hắn thủ hạ nhưng còn có gần vạn người trong thành, thành nội cũng còn có mấy tên thiên quân võ giả. Bái thiếp bên trên cũng không có viết quá nhiều lời nói, chỉ là viết một hàng chữ, giờ tuất bách hoa lâu thiết hiến, không đến người tự gánh lấy hậu quả. chương 702, các ngươi nhưng có ai không phục. Tiểu thư, ngươi không phải nói còn có nửa năm ngươi liền muốn rời khỏi nơi này đi thần tứ đảo sao ngươi vì sao còn muốn dạng này phí sức giúp hắn. Đông thành bên trong, một cái lịch sử tao nhã trong tiểu viện, tiểu hồng trên mặt đều là không hiểu. Nàng theo Linh đang Tỷ nhiều năm như vậy, rất rõ ràng Linh đang Tỷ là tính cách gì nàng người này tốt tính không thích tranh đấu thực lực của nàng rất cường đại còn rất được thành chủ đại nhân yêu thích nếu nàng nghĩ nhất thống thiên lôi thành đã sớm thống nhất nhưng nhiều năm như vậy nàng chưa bao giờ làm thế nào lần này lại bởi vì giang giật liên tiếp phá lệ tiểu hồng gặp linh đang tỉ không nói gì tò mò nhìn nàng chế nhạo nói ra chẳng lẽ tiểu thư xem ra giang ra nghĩ thu làm nam sủng hi hi linh đang tỉ rốt cuộc có phản ứng trên mặt xuất hiện một tia ấm giận chừng tiểu hồng một chút sẵn giọng loạn tước cái lưỡi lần sau còn dám nói mỏ tự mình và miệng hi hi tiểu hồng cũng không sợ thè lưỡi một bộ quỷ nghịch ngợm bộ dáng ai linh đang tỉ khe khẽ thở dài nói là thời điểm cần phải trở về bạch long thành bên trong ân oán cũng nên hiểu rõ ta sở dĩ như thế giúp giang ra còn không phải là vì các ngươi nàng dừng một chút cảm khái nói lãnh gia cùng lục địch thống lĩnh quan hệ phi thường tốt người khác không biết ta thế nhưng là rất rõ ràng hai người tại hùn vốn vụng trộm buôn lậu lôi thạch mỗi tháng đều có thể kiếm lấy cách sổ tài phú. Lý gia ưng ra bọn người vì sao kiên định như vậy đứng tại lãnh gia bên kia còn không phải lục địch thống lĩnh chào hỏi nửa năm sau, ta như vừa đi lãnh gia tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp nhất thống toàn thành, người cùng tiểu đông tử kết quả của bọn hắn khẳng định sẽ rất thảm. a à, tiểu hồng nghe xong sắc mặt đại biến, nàng suy nghĩ đơn thuần thật không nghĩ quá nhiều, thoáng cái luống cuống vội la lên, tiểu thư, người không mang theo ta cùng đi sao người muốn vứt xuống tiểu hồng mặc kệ sao. Không phải ta muốn vứt xuống ngươi, người đi theo ta hội nguy hiểm hơn. Linh đang tỉ ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, thở dài, mấy năm trước ta bị người liên thủ đuổi ra khỏi Bạch Long Thành, ngay cả ta muội muội đều bị giết. Ta chịu nhục đi vào thiên lôi thành, chỉ vì đem linh hồn của ta chu ma thuật tu luyện tới đại thành chi cảnh, tiếp qua mấy tháng liền có thể đại thành, ta tự nhiên muốn trở về báo thù. Giang ra người này rất không tệ, ta sau khi đi các người đều đi theo hắn đi, lần này ta ra tay giúp hắn, để hắn trong thành triệt để đứng vững cước, kỳ thật cũng là vì các người a. À. Tiểu thư, tiểu hồng khóe mắt đã sớm ẩm ướt, khóc không thành tiếng, nàng rất rõ ràng Linh Đan tỷ sẽ không nói nói ngoa, nàng không mang theo các nàng cùng đi, khẳng định Bạch Long Thành bên kia nguy hiểm hơn. Đương nhiên, Bạch Long Thành là Bạch Long quần đảo lớn nhất thành trì, bên kia cường giả càng nhiều, thế lực phức tạp hơn, không cần nghĩ lại cũng biết khẳng định vô cùng nguy hiểm. Đêm xuống, thành nội lạ thường yên tĩnh, trên quảng trường không nhìn thấy mấy người, rất là quỷ dị. Mặt ngoài bình tĩnh, nhưng vụng trộm lại sóng ngầm mãnh liệt. Giang giật tại lôi sơn bên kia trước mặt mọi người đem bộ hà các loại chờ, 40 tên thiên quân sự tình đã sớm truyền qua thành nội, cái kia tấm thiệp mời cũng tựa như từng đạo bùa đòi mạng, dán tại vô số người trên đầu. Tự gánh lấy hậu quả, câu nói này rất bá đạo, lần nữa chọc giận tới lãnh ra bọn người, cũng làm cho thành nội lúc đầu khí diễm tự bị đánh đẻ xuống hai cái gia tộc tộc nhân thấp thỏm lo âu, cùng bộ hà cùng đi thiên lôi thành gần vạn người, càng là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Bộ hà chết một lần, bọn hắn cũng cảm giác như lục bình không dễ, ai cũng không biết chờ đợi bọn hắn chính là cái gì. Nổi giận về nổi giận, lãnh ra bọn người hành động, tại vào buổi tối đều riêng phần mình đi bái kiến thành nội thập đại thống lĩnh, nhưng mà ngoại trừ lục địch thống lĩnh gặp lãnh ra một mặt bên ngoài, còn lại thống lĩnh lại cũng không thấy khách. Cái này khiến còn lại bá chủ đều luống cuống, tại giờ tuất trước đều ngoan ngoãn đi bách hoa lâu, chờ đợi giang giật xuất hiện. Bạch Long thành kia hai cái bị lưu vong gia tộc, trước mấy ngày đi khiêu khích lãnh ra bọn người bị liên hợp giết rất nhiều người nhuệ khí mất hết giờ phút này hai nhà bọn họ chủ nhà cũng sớm tới bách hoa lâu tại nghiêu đang an bài xuống ngồi ở đại sảnh trong góc bộ hà thủ hạ còn thừa lại bốn cái thiên quân một người trong đó bị đẩy ra đại biểu sơn phỉ quân đoàn tới tham gia yến hội bọn hắn đều bị dọa cho bề mật gần chết như ban đêm không đến bọn hắn đoán chừng về sau liên thành cũng không ra được ra một cái giết một cái lãnh ra cũng tới sắc mặt âm trầm Linh Đan Tỷ đột nhiên nói rõ thái độ duy trì giang giật, để mọi người thoáng cái lâm vào bị động bên trong, giang giật một cái bọn hắn đều không tốt đối phó, còn nhiều một cái Linh Đang Tỷ. Cũng may bọn hắn tới về sau, phát hiện Linh Đang Tỷ không hề lộ diện, chỉ là phái một cái Dương Đông ra mặt, cái này khiến mọi người có chút giải sầu, như Linh Đang Tỷ tới tối nay mọi người nửa cái cái dám cũng không dám phóng, giang giật nói cái gì là làm cái đó. Giang ra đến, đám người ở bên trong uống một chén trà về sau, giang giật mới khoan thai tới chậm bên ngoài nghiêu đăng tiếng truyền báo vang lên linh đang tỷ thủ hạ đệ nhất chiến tướng dương đông cái thứ nhất đứng lên ninh đón bộ hà thủ hạ bộ quân hai cái bị lưu vong gia tộc trưởng lão tấm thiên cực mông điền nhao nhao đứng dậy nghênh đón giang giật lãnh ra người bên kia lại là một cái không nhúc nhích bất quá khẩu phật tâm xà cùng lý ra ngược lại là cười nhẹ nhàng hướng phía cửa nhìn lại truyền đạt thiện ý của bọn hắn giang giật nhanh chân lưu tinh đi đến không có xem mọi người trực tiếp đi đến chủ vị ngồi xuống lúc này mười ánh mắt quét qua nói, đều ngồi đi. Đa tạ giang ra, Dương Đông cùng bộ quân tấm thiên cực mông thiên vội vàng chắp tay nói tạ ngồi xuống. Giang giật hướng Dương Đông khẽ mỉm cười nói, Dương Đông tên ngươi bên trong cũng có cái đông chữ, về sau nếu là trở thành bá chủ, là bảo ngươi Dương ra vẫn là đông ra a. À. Bá bá bá, một đám người sắc mặt cũng thay đổi, nhất là bá chủ một trong đông ca sắc mặt càng khó coi hơn, Giang giật ý tứ này rất rõ ràng hắn cố ý nâng đỡ Dương Đông thượng vị, đông ra đây không phải nói rõ muốn áp đông ca một đầu sao. Dương đông đắng chát cười nói, giang ra, người có thể gấp sát ta, coi như ta làm bá chủ, cũng chỉ có thể gọi ca, gọi ra dương đông còn không có thực lực này. a à, toàn trường lại là một trận kinh dị âm thanh, dương đông muốn thượng vị trước kia liền lên, nghe nói bản thân hắn không thích quá kiêu căng, một lòng đi theo linh đăng tỉ, lần này ý không đúng, hắn lại cho thấy hắn có thượng vị chi tâm. Nhìn thấy vô số ngoại ý muốn ánh mắt quét tới, Dương Đông vừa khổ chát chát cười một tiếng. Thật sự là hắn không muốn làm bá chủ, chỉ muốn tập trung tinh thần tĩnh thu. Nhưng ngay tại hai canh giờ trước đó Linh đang tỉ tìm hắn, bảo hắn biết nửa năm sau nàng sắp rời đi, Dương Đông như muốn tiếp tục an nhàn trong thành còn sống, kia chỉ có thượng vị, cùng Giang giật hình thành liên minh. Khục, Giang giật ho nhẹ một tiếng, để toàn trường an tĩnh lại, ánh mắt của hắn như dao bốn phía quét qua nói, hôm nay triệu tập đại gia đến đây, là nghĩ thương nghị một chút còn lại hai vị bá chủ nhân tuyển, Thành nội quy củ cũ là 10 cái bá chủ A à, bá đao long ra hoành ca bọn người chết rồi, một mực chống đi hai cái vị trí, chống đi hai tòa lôi sơn, luôn luôn chống không không tốt A à chư vị nhưng có người tốt chọn trong mắt của ta Dương Đông cũng không tệ. Ta bản nhân đối với hắn thực lực cùng đức hạnh rất là bội phục, thành nội rất nhiều các huynh đệ cũng đều chịu phục, các ngươi nhưng có ai không phục có thể đứng ra nói thoải mái. Toàn trường yên tĩnh, người giang ra đều phục, ai còn dám không phục. Mà lại Dương Đông phía sau thế nhưng là Linh Đăng tỷ ai dám cùng linh đang tỉ vạch mặt vạn nhất nàng lão nhân ra nói muốn dạy dạy ngươi làm người ngươi lại nên như thế nào lãnh ra đám người sắc mặt triệt để trở nên âm trầm dương đông nếu là thượng vị không chỉ có muốn phân một tòa lôi sơn sẽ còn mời chào rất nhiều thủ hạ tỉ như bộ quân bọn người khẳng định vui lòng tìm nơi nương tựa dù sao tân bá chủ thượng vị khẳng định cần đại lượng thủ hạ không lên tiếng lời nói liền là ngầm thừa nhận cuộc diện sẽ trở nên càng hỏng bét Lãnh gia chỉ có thể hướng Lý gia ưng ra bọn người nháy mắt ra dấu, Lý gia lại làm như không thấy, khẩu Phật tâm xà cũng cười ha hả không nói lời nào, hắc gia tựa hồ ngủ thiếp đi, đông ca cũng cùng du một u cục không nói một lời, ưng ừ gia nhìn mấy lần, cắn răng mở miệng nói, giang gia, thường ngày bá chủ muốn thượng vị, cũng phải cần còn lại bá chủ bỏ phiếu ủng hộ phản đối, không bằng chúng ta tới bỏ phiếu như thế nào. chương 703, dị biến liên tục, bỏ phiếu, Giang giật hướng Như Đăng nhìn lướt qua hỏi, trước kia còn có quy củ này sao? Như Đăng đắng chát cười một tiếng, gật đầu nói, trước kia hoàn toàn chính xác có quy củ này, lịch đại bá chủ thượng vị, đều cần còn lại bá chủ bỏ phiếu, phiếu tán thành quá nhiều phiếu chống mới có thể thượng vị. Nói nhảm, Giang giật lông mày nhíu lại, đem trong tay cái chén trùng điệp vừa để xuống, âm thanh lạnh lùng nói, ta thượng vị thời điểm không có bỏ phiếu A có phải hay không đại gia cũng muốn bỏ phiếu thoáng cái ta mới có thể thượng vị. Ây, ưng ra khóe miệng giật một cái trong mắt lóe lên một tia ấm giận trong lòng mắng thầm Người cũng giết ba vị bá chủ còn lực áp lãnh ra còn ném cái giám phiếu a à. ai nếu là dám phản đối theo tính cách của ngươi khẳng định phải giáo dục một chút hắn làm người đi còn lại bá chủ cũng nội tâm thẳng mắng bất quá đều không nói lời nào chỉ là đưa ánh mắt về phía ưng gia ý tứ rất rõ ràng đã ngươi đưa ra cái này bỏ phiếu như vậy tiếp xuống trò vui ngươi dù sao cũng phải diễn tiếp a à. mẹ nó ưng gia nhìn thấy tất cả mọi người nhìn xem hắn lập tức phiền muộn đến thổ huyết, cũng chỉ có thể cắn răng nói ra, giang ra ngươi lực chảm bá đao long ra hoành ca bọn người, thực lực đã được đến đã chứng minh, như đăng bọn người đối ngươi cũng tâm phục khẩu phục, tự nhiên không cần đoàn người bỏ phiếu. Dương Đông, mặc dù chiến lực biêu hán, nhưng cũng không có cùng còn lại bá chủ giao thủ qua, không nói sao còn lại bá chủ mạnh, ít nhất cũng phải để mọi người tâm phục khẩu phục a. À. Ừ, Dương Đông sắc mặt trầm xuống, ưng ra đây là nói rõ nói hắn không có thực lực, không đủ để phục chúng. Bất quá Dương Đông mặc dù là trung giai thiên quân, thực lực ngược lại là hoàn toàn chính xác cùng các vị bá chủ có chút tranh lệch, coi như ra ngoài so một lần, cũng tuyệt đối là thua. Giang giật khoát tay chặn lại để Dương Đông an tâm chớ vội, cười nhạt một cái nói, vậy thì tốt, tự theo ưng ra lời nói, bỏ phiếu đi. Đoàn người có thể tán thành, phản đối, hoặc là bỏ quyền. Đầu tiên ta tìm tới phiếu, ta duy trì Dương Đông thượng vị. Đông ca, ý của ngươi thế nào? Đông ca bị Giang giật điểm danh, nhìn thấy tất cả mọi người khóa chặt chính mình trên mặt hắn cơ bắp khẽ nhân một cái tốt nửa ngày mới nói ra ta không tán thành cũng không phản đối ta bỏ quyền tốt giang giật cười ha hả đông ca người này không tệ quay đầu uống rượu với nhau hổ ca người đây ba ba bá, bá sở hữu ánh mắt lại hướng khẩu phật tâm xà nhìn lại khẩu phật tâm xà không cười được nhất là giang giật cặp kia hàn quang bắn ra bốn phía con ngươi để hắn cảm giác áp lực rất lớn hắn cắn giang nói ta cũng bỏ quyền Giang giật chọn đột phá khẩu không tệ, đông ca trời sinh tính chất phác, không thích tranh đấu, coi như trong lòng của hắn là đứng tại lãnh ra bên kia, nhưng dạng này trường hợp tự nhiên không dám đắc tội giang giật cùng Linh Đăng Tỷ. Khẩu Phật tâm xà người này càng là mặt ngoài một bộ, phía sau một bộ, mặt ngoài chưa từng đắc tội bất luận kẻ nào. Soạt, bách hoa lâu bên trong hôm nay tới rất nhiều người, các bá chủ thiên quân thủ hạ đều tới, hai người bỏ quyền lập tức gây nên vô số người một mảnh xôn xao, tổng cộng tựu tổ tám cái bá chủ, hai người đều bỏ cuộc tiếp xuống không phải là một mảnh bỏ quyền âm thanh a nghe được bốn phía tiếng ồn ào giang giật trong con người sát khí lóe lên đột nhiên vỗ bàn một cái nói nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo ai lên tiếng nữa cút ra ngoài cho lão tử toàn trường lập tức tĩnh lặng im ắng giang giật hung danh bên ngoài vị này chính là sát thần a lãnh ra xem xét tình huống này không đúng như cho giang giật tiếp tục áp chế xuống toàn bộ đều phải bỏ quyền a hắn ho nhẹ một tiếng mở miệng nói ta bỏ phiếu phản đối đi sau khi nói xong lãnh gia che lấp ánh mắt hướng ưng ra hát ra lý ra bọn người nhìn lướt qua giang giật lại đột nhiên cười to nói tốt ta tự thích lãnh gia dạng này tính cách yêu hận rõ ràng linh đang tỉ thường xuyên cùng ta nói thành nội nàng ai cũng không phục tự phục lãnh gia tốt kế tiếp lý ra ý của ngươi thế nào bá 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 sở hữu bá chủ sắc mặt cũng thay đổi lãnh gia ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi giang giật câu nói này uy hiếp ý vị quá đậm Linh đang tỷ phục lãnh ra ý tứ này Linh đang tỉ chuẩn bị tìm lãnh ra lính giáo một phen sao. Lý ra con người lấp lóe vài vòng, hít một hơi thật dài, trầm giọng nói ta cũng bỏ quyền đi. Giang giật khẽ vuốt cằm rất là hài lòng, tại hắn đem ánh mắt quét hắc ra lúc, hắc ra không đợi Giang giật nói chuyện, tự mở miệng nói ta vứt bỏ. Ha ha ha, hắc há, ra còn chưa nói xong, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo tiếng cười to, một tên mặc màu trắng chiến giáp thống lĩnh mang theo mấy quân sĩ nối đuôi nhau mà vào, còn không có vào đây tự cười to nói lãnh ra, ngươi tại cái này uống rượu a à hải ta một phen dễ tìm ta còn chuẩn bị tối nay tìm người uống rượu hai chén đâu người người này quá không đủ ý tứ lục địch thiên lôi thành thập đại thống lĩnh một trong người của lục gia bên trong hết thảy mọi người sắc mặt cũng thay đổi giang giật cùng dương đông liếc nhau trong con ngươi đều là chấn kinh lục gia thống lĩnh thế mà công nhiên ra mặt còn nói rõ đến duy trì lãnh gia giang giật trước đó bái phỏng qua lục địch không bằng hắn chỉ là thu lễ cũng không có quá nhiều trò chuyện, biểu đạt bất luận cái gì thái độ, Giang giật cho là hắn coi như không chúng lập, cũng chỉ hội mịt mờ truyền một câu, nào biết lại công nhiên duy trì lãnh ra. Lãnh ra mặt thoáng cái cười nở hoa, vui vẻ đứng lên nói, địch ca, là lỗi của ta, lỗi của ta ha. À. Quay đầu ta nhất định đến nhà bồi tội, ta còn có một bình trăm năm ủ lâu năm, quay đầu cùng một chỗ nâng ly một phen như thế nào. Ha ha ha, lục địch cười một tiếng dài, ánh mắt quét qua chúng nhân nói, ừm, um, chư vị đều tại A, à, xem ra các người đang đàm luận vậy các người tiếp tục nói đi, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, lãnh ra, quay đầu nhớ rõ người ủ lâu năm nha. Lục địch dạo qua một vòng dẫn người đi, hắc ra trong mắt chợt lóe sáng, còn lại nửa câu mạnh mẽ nuốt xuống, cắn răng nói ra ta phản đối. Ta phản đối Dương Đông Thượng Vị, Linh đang tỉ hoàn toàn chính xác kinh khủng, nhưng lục địch là ai? Đây chính là thành nội thập đại thống lĩnh một trong, như thế công khai tỏ thái độ, hắc ra giống như nếu không muốn chết, kia chỉ có duy trì lãnh ra. Lục gia tại Bạch Long quần đảo thế nhưng là tuyệt đối bá chủ, bọn hắn có thể đơn giản tài quyết viện có người sinh tử, Linh Đang tỉ mạnh hơn cũng là dịch nô, lục địch lại là lục gia con em. Sang giật cùng Dương Đông Nghiêu đang trong lòng đột nhiên trầm xuống, u u thở dài, lục địch ra mặt, mọi người ném không bỏ phiếu đã không có ý nghĩa. Coi như Linh Đang tỉ giờ phút này xuất hiện bỏ phiếu cũng vô ích, tại lục địch xuất hiện giờ khắc này, bọn hắn đã thua. Bát đại bá chủ, ba cái bỏ quyền, một cái tán thành, hai cái phản đối, còn lại ưng ra tuyệt đối bỏ phiếu phản đối, giang giật mới vừa nói bỏ phiếu, luôn không khả năng lật lọng a. À. Hôm nay cái này bại một lần, không chỉ là sĩ khí vấn đề, còn quan hệ đến bộ quân tấm thiên cực mông biển đám người quy thuận vấn đề. Ai nếu là chiếm cứ thượng phong, bọn hắn ba nhóm người khẳng định hội dành trước tìm nơi nương tựa, dù sao bọn hắn cường giả bị giết không ít, đã không có thượng vị có thể, chỉ có xem phụ thuộc người nào. Ha ha, lãnh ra mặt thoáng cái trở nên mặt mày tỏa sáng, đứng dậy ánh mắt hướng toàn trường quét qua, khóa chặt ưng ra nói, diều hâu, ý của ngươi thế nào, đến, nói cho Giang ra nghe một chút đi. Tạch tạch tạch, dương đông trên tay gân xanh nổ lên, trong tay một cái cái chén bị hắn xinh xinh bóp nát. Lãnh ra phách lối như vậy, nhiễm nhiên biến thành của hắn sân nhà, đôi này Giang giật là trần trụi nổi giận, bởi vì hắn thượng vị sự tình, dẫn đến Giang giật bị rơi xuống mặt mũi, hắn tự nhiên giận dữ không thôi. Giang giật không nói chuyện, chỉ là ánh mắt hít lại, nội tâm cũng rất là nhức cả trứng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới lục địch vậy mà to gan như vậy quang minh chính đại gia dạng này trường hợp, tỏ rõ ý đồ duy trì lãnh gia. Không bằng hắn cũng chỉ là đi một chút đi ngang qua sân khấu, cái gì cũng không làm, cũng không tính vi phạm tộc pháp, lục gia truy cứu xuống tới khẳng định bắt hắn không có cách. Hắc hắc, ưng gia đứng lên, đùa cợt hướng giang giật cùng dương đông nhìn lướt qua, liền muốn chuẩn bị mở miệng bỏ phiếu. Nhưng ngay một khắc này, bên ngoài truyền đến một tiếng thông báo âm thanh, Linh đang Tỷ đến. a à, ưng ra miệng vừa mới mở ra, lại nhắm lại, xưa nay không ra loại trường hợp này Linh đang tỉ thế mà tới lãnh ra cùng lý ra bọn người liếc nhau, lãnh ra ánh mắt lộ ra một vòng đùa cợt. Hắn lặng yên hướng ưng ra nháy mắt ra dấu truyền âm một câu, hôm nay coi như đắc tội Linh đang tỉ, hắn cũng muốn ngăn cản Dương Đông thượng vị. Lục địch thống lĩnh như thế tỏ thái độ, Linh đang Tỷ nếu là dám lấy thế đè người, cái kia chính là đánh lục địch mặt, lượng nàng cũng không có lá gan này a. À. Chương 704, mua bán lớn, Linh Đang tỷ cũng không có mang một đám thủ hạ trùng trùng điệp điệp đến đây, chỉ là mang theo tiểu hồng một người, nàng hôm nay mặc một thân màu đen váy tơ. Nữ tử người bình thường không dám mặc màu đen váy dài, vậy sẽ lộ ra cổ lỗ, nhưng xuyên tại Linh Đang tỷ trên thân lại có vẻ ung dung hoa quý, gợi cảm mê người, diễm quang tứ xạ. Nàng đạp trên bước liên tục bồng bềnh mà tới, khóe miệng ngậm lấy cười nhạt ý, tựa như bách hoa lâu bên trong hoa khôi, nhưng không có người nào dám lộ ra nửa điểm ý niệm, ngược lại đều cung kính đứng lên nghênh đón. Linh đang tỉ, lãnh ra miến cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, những người còn lại cũng nhao nhao khom mình hành lễ, giang giật đứng lên nói, Linh đang tỉ, ngồi đi. Không ngồi, Linh đang tỉ cười nhạt một tiếng như trăm hoa đua nở, để bên trong đại sảnh tia sáng đều sáng lên mấy phần, nàng đôi mắt đẹp bốn phía quét qua, nhẹ giọng mở miệng nói, ta tới là nghĩ bỏ phiếu ủng hộ thoáng cái tiểu đông tử, theo ta nhiều năm như vậy, thực lực mặc dù không có quá lớn tiến bộ bất quá đức hạnh coi như không tệ tốt các ngươi tiếp tục nói đi ta chỉ là đi ngang qua mà thôi mới vừa cùng thành chủ đại nhân hàn nguyên nửa canh giờ hơi mệt chút đi về trước nàng nói xong cũng cùng giang giật dương đông nhẹ gật đầu đi ra phía ngoài đi tới cửa đột nhiên nhớ tới cái gì nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua ưng ra nói đúng rồi mới vừa rồi cùng thành chủ đại nhân nói chuyện phiếm Giống như nói gần nhất cái này hai thiên thành bên trong thống lĩnh lại có điều động lục hàn cùng lục địch thống lĩnh sẽ điều đi rõ ràng thủy thành hẳn là hai người xảy ra điều gì tình trạng vẫn là đắc tội thành chủ đại nhân. Linh đang tỷ phiêu nhiên mà đi, toàn trường lại trợn tròn mắt, nhất là lãnh ra bọn người mắt khốt khốt nhìn qua Linh đang tỉ bóng lưng, tựa như giờ khác này đều đã mất đi hồn phách. Lục địch thống lĩnh sẽ bị điều đi đắc tội thành chủ đại nhân. Lãnh ra bọn người trong đầu đều là hai câu này, hai câu này Linh đang tỉ nói đến nhẹ nhàng nhưng lại như sấm kích bổ đến mọi người triệt để hoảng hốt, giống như Linh Đang Tỷ nói là nói thật, kia lãnh gia tộc đã mất đi tối cường hữu lực chỗ dựa. Linh Đang Tỷ nhân vật như vậy, sẽ nói lời nói dối sao đại sự như thế nàng dám trước mặt mọi người tung tin đồn nhảm cái này nếu là giả đến truyền đến thành chủ đại nhân trong tai, nàng tuyệt đối chết không có chỗ chôn Sở dĩ, việc này tuyệt đối là thật, Linh Đang Tỷ kẹp lấy thời gian điểm tới. Nói chuyện này cũng tại hướng mọi người truyền lại một cái ý tứ, các người chỗ ỷ lại lớn nhất chỗ dựa, đã bị ta xử lý, tại cái này thiên lôi thành ta mới thật sự là vương giả. Lãnh ra bọn hắn mượn chính là lục địch thống linh thế, linh đang Tỷ lại dùng một chiêu rút củi dưới đáy nồi, đem mọi người chỗ dựa cho điều đi. Các ngươi không phải đắc chí sao tiếp tục đắc chí a? À. Giang giật cười, Nhiều Đăng cùng Dương Đông cũng cười, lúc đầu mọi người coi là tối nay triệt để thua một trận, không nghĩ tới linh đang Tỷ ra một chiêu, để mọi người triệt để không có cách nào chờ mình. Không có lục địch ở phía sau duy trì, Giang giật cùng Linh đang Tỷ liên hợp lại, có thể nhẹ nhõm đem tất cả mọi người cho đùa chơi chết, nhất thống thiên lôi thành. Ưng ra khóe miệng có quắp động, bản hạ quyết tâm các loại chờ, Linh đang tỉ sau khi đi, lập tức phản đối Dương Đông thượng vị, trong miệng đều là đắng chát, triệt để không biết làm sao bây giờ. Ha ha, Giang giật cười nhạt một tiếng mở miệng nói, ưng ra, là hai so hai, tự xem người bỏ phiếu. Dương Đông lạnh giọng xen vào nói, ưng ra giống như rất xem thường ta Dương Đông ta đoán hắn khẳng định bỏ phiếu phản đối ta, ưng ra muốn tự tử đều có, hắn nếu là dám bỏ phiếu phản đối, chờ trời, trời, sáng lục địch bị điều đi về sau, cái thứ nhất chết khẳng định chính là hắn. Hắn nuốt xuống một miếng nước bọt, hướng lãnh ra nhìn lướt qua, nhìn thấy hắn đôi mắt lấp lóe đều là mê mang, cũng triệt để luống cuống, chỉ có thể cắn răng nói ra, dương ra nói đùa, ta khẳng định là ủng hộ ngươi, ta tán thành dương ra thượng vị. Ba hai, giang giật khóe miệng nụ cười càng dày đặc, đứng lên nói tốt, bỏ phiếu hoàn tất, phiếu tán thành nhiều một phiếu, sở dĩ dương đông từ đây cắt ra bắt đầu trở thành một đại bá chủ dương gia chúc mừng chúc mừng dương gia khẩu phật tâm xà cùng lý ra đông ca bọn người đứng lên nói chúc nhất là khẩu phật tâm xà nụ cười chân thành thân mật không thôi người không biết còn tưởng rằng là thân huynh đệ đâu chư vị khách khí dương đông đứng dậy đáp lễ hướng giang giật thở dài nói đa tạ giang gia ha 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 giang giật tâm tình thật tốt ánh mắt hướng lãnh gia quét qua chế nhạo nói, lãnh gia giống như không cao hứng a à thế mà đều không có chúc mừng dương gia thượng vị. Lãnh gia trên mặt cơ bắp co rúm thoáng cái, miễn cưỡng nở nụ cười, lại so chết cha ruột còn khó nhìn hơn, hắn tùy ý chắp tay nói, dương gia chúc mừng. Dương Đông làm người rất hiện thực, đều chưa có trở về lễ, chỉ là cười lạnh hai tiếng xem như đáp lại. Giang giật trong mắt lãnh quang lóe lên, mở miệng nói ra, đã xác định một vị bá chủ, dứt khoát hôm nay đem một tên khác bá chủ cũng xác định A à ta để cử nghiêu đăng, Nhiêu Đăng người này thực lực cùng Đức Hạnh không cần nhiều lời, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, quy củ cũ bỏ phiếu đi. Ay, toàn bộ người lật lên bạch nhãn, tự liền bộ quân cùng mông điền bọn người nhìn không được, làm người không thể quá vô sỉ a. À. Nhiêu Đăng có cái gì thực lực hạ giai thiên quân, cái này bách hoa lâu bên trong tùy ý vừa nắm một bó to, Đức Hạnh thứ này ai có thể nói rõ được bỏ phiếu còn ném cọng lông a, à, ai còn dám phản đối đề cử Nhiêu Đăng ra, người không bằng đem các ngươi ra cái kia tiền mập mạp đẩy ra tính toán làm sao đều không nói lời nào a à. giang giật lạnh lùng mở miệng nói ta cái thứ nhất bỏ phiếu đi tán thành dương gia ý của ngươi thế nào tán thành như huynh đệ khổ ca đâu tán thành đông ca đâu tán thành lý gia đâu tán thành đến đằng sau đều không cần hỏi bởi vì đã năm phiếu ủng hộ lãnh ra bọn hắn phản đối cũng vô ích như đăng thành công thượng vị tiếp nhận một mảnh tiếng chúc mừng như đăng biểu đệ như vượng càng là cười đến miệng đều không khép lại được như đăng mặc dù là khôi lỗi bá chủ nhưng cũng là bá chủ không phải theo giang giật hơn một tháng, theo mặt người nhào nặn tiểu nhân vật, thoáng cái biến thành bá chủ, loại này tranh lệch quá lớn, người bình thường sợ là đều muốn mừng như điên. Sự tình nói xong rồi A à Giang ra, ta còn có việc, đi trước. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, lãnh ra mặt đen đến so hắc ra còn muốn hắc đứng dậy rời đi, hắn bức thiết muốn đi chứng thực, lục địch đến cùng phải hay không thật muốn bị điều đi. Nếu như là thật, hắn nhất định phải tìm kiếm mới chỗ dựa, nếu không sẽ bị Giang giật từng bước chiếm đoạt. Lý ra mấy người cũng nhao nhao cáo từ, cuối cùng chỉ còn lại bộ quân cùng mặt khác hai cái lưu vong gia tộc trưởng lão, ba người liếc nhau, nhao nhao đứng dậy hướng Giang giật chắp tay nói, Giang ra, chúng ta nguyện quy phục ngươi, chỉ cần có thể có phần cơm ăn, có thể sống là đủ. Thập đại bá chủ đều đủ, bọn hắn tự nhiên không có tư cách trở thành mới bá chủ, cũng đoạn mất cái này tưởng niệm, bộ hà cùng 40 tên thiên quân, còn có kia 300 kim cương võ giả thế nhưng là buổi sáng mới bị giết a, Đã không thể trở thành bá chủ, kia chỉ có tìm thế lực lớn nhất quy thuật, giang giật cùng linh đăng tỷ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất từ đêm nay biểu hiện đó có thể thấy được hai người là thành nội tuyệt đối chúa tể giang giật nhẹ gật đầu chỉ vào dương đông cùng như đăng nói về sau ba người các ngươi tự về bọn hắn thống lĩnh đi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời ta bảo vệ các ngươi an gối không lo nếu dám có nửa điểm nghịch phản chi tâm bộ hà liền là các ngươi hạ tràng như đăng thuộc về giang giật dương đông thuộc về linh đăng tỷ hai người đem ba cái quân đoàn nuốt xuống tới cũng liền tương đương linh đang tỉ cùng hắn mỗi người phân đến một nửa người, thế lực đại tăng, phải biết ba cái quân đoàn cộng lại thế nhưng là có hơn hai vạn người, mặc dù cường giả không nhiều, còn bị giang giật giết không ít, nhưng cộng lại thế nhưng là khả quan. Đem hợp nhất và chỉnh hợp sự tình giao cho Ngưu Đăng cùng Dương Đông, giang giật nhanh chóng rời đi, hắn chưa có trở về nhà của mình, mà là trực tiếp đi Đông Thành, tiến vào linh đang tỉ viện tử, chuẩn bị cùng nàng hồi báo một chút chiến quả, hỏi thăm một chút tình huống. Nào biết Linh đang tỉ gặp Giang giật vừa tiến đến, lập tức cười tuồng tỉm nói ra, Giang ra, ta cái này có một vụ làm ăn lớn, không biết người có dám hay không làm nếu là dám làm. Ta cam đoan người hai năm bên trong liền có thể tích lũy 100 triệu công huân, có thể đi thần tứ thành ở lại tu luyện. chương năm, buôn bán lôi thạch, mua bán lớn, trong vòng 2 năm 100 triệu công huân, Giang giật thân thể run lên, Linh đang tỉ như thế thân phận địa vị, tự nhiên không có khả năng nói láo, vậy cái này liền là chuyện thật, Công huân rất khó được, 100 triệu công huân kia muốn 100 triệu lôi thạch, coi như hắn đem lôi lĩnh tất cả lôi thạch đều đào xong, đoán chừng nhiều nhất hơn 10 vạn lôi thạch. Một tòa lôi sơn một ngày có thể phun trào mấy ngàn lôi thạch, vấn đề những cái kia lôi thạch rất nhiều đều muốn bị bọn thủ hạ điểm, hắn chỉ có thể đạt được một thành, tính toán 500 mai lôi thạch một ngày, một tháng cũng là một vạn năm, một năm gần 20 vạn, muốn kiếm đủ 100 triệu lôi thạch, cần tại thiên lôi thành xương vương xương bá hơn 500 năm. Nhân loại cường giả thọ nguyên rất dài, Giang giật không biết mình có thể sống bao lâu. Lui một vạn bước nói, coi như hắn có thể sống nhiều năm như vậy, có thể tích lũy nhiều như vậy công huân vào thần tứ đảo, 500 năm sau tô như tuyết còn sống không hắn đi đông hoàng đại lục còn có cái gì ý nghĩa. Đương nhiên đây chỉ là tùy ý tính toán, lôi lĩnh không ngừng có lôi điện đánh xuống, đã nhiều năm như vậy, bên trong cụ thể có bao nhiêu lôi thạch ai cũng không biết. Mà lại coi như đào xong về sau lại có thể đào, giờ phút này dưới tay hắn nghiêu đang chiếm đoạt một tòa lôi sơn, thu nhập cũng có thể tăng lên gấp đôi, nhưng vô luận như thế nào tính toán, không có trăm năm là không thể nào thu hoạch được một trăm triệu lôi thạch. Giang giật nguyên bản cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, có thể có được trăm vạn công huân, tiến vào thần tứ đảo cũng không tệ rồi, tại thần tứ thành ở lại kia là nằm mơ. Linh Đang tỷ nói thời gian hai năm có thể giúp hắn cho tới một trăm triệu công huân, lời này nếu không phải Linh Đang tỷ nói, Giang giật đã sớm tắt qua một cái, để nàng thanh tỉnh một chút. Hắn nuốt nước, nước miếng một cái, để cho mình hô hấp dần dần trở nên bằng phẳng, hắn mắt hổ bên trong quang mang bắn ra bốn phía nhìn chằm chằm Linh đang tỉ nói, tỉ ngươi nói đi, chỉ cần không phải gọi ta bán nhi bán nữ, ta cái gì đều làm. Phốc, Linh đang tỉ bị giang giật chọc cười, cười đến nhánh hoa run rẩy trước ngực một trận sóng lớn mãnh liệt, này chuỗi Linh đang cũng vang lên không ngừng, nàng đưa tay tại giang giật trên bờ vai nện cho hai quyền nói, ngươi tên bại hoại này, muốn cười chết ngươi tỉ a à, ha ha ha. Hắc hắc, giang giật cười ngây ngô một trận, nghiêm mặt nói tỉ, nói đi, cái này mua bán lớn nguy hiểm cỡ nào. Ừm, Linh đang tỉ thở hổn hển hai cái ngừng cười to, bay giang giật một chút, lúc này mới đưa tay đánh ra một đạo lưu quang đem vòng bảo hộ mở ra, lại phát ra thần thức giò xét một trận, lúc này mới nói ra, lợi ích càng lớn thường thường nguy hiểm càng lớn, việc này nếu là bộc quang, ngươi sẽ gặp lục ra toàn lực truy sát, thần tứ bộ lạc không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa. Mà lại nếu là bọn họ mở ra cửu long diệt thần đại trận, người trốn cũng không thoát, chỉ có chờ chết a à, giang giật sắc mặt trầm xuống hắn cũng nghĩ đến việc này khẳng định rất nguy hiểm lại không nghĩ rằng nguy hiểm đến loại trình độ này lục gia đây chính là cử vô phách tại thần tứ bộ lạc cùng cửu đế gia tộc không có khác nhau chỉ là một cái thiên lôi đảo lục gia tự có hai tên thiên quân tỏa trấn bạch long thành bên trong khẳng định có được đến gần vô hạn thần tồn tại nếu là mở ra cửu long diệt thần trận giang giật rất có thể trốn không chạy trốn chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết trên thế giới này quả nhiên không có cơm trưa miễn phí Giang giật rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới trầm giọng nói ra, Linh Đang Tỷ cụ thể muốn ta làm cái gì giết người càng hàng vẫn là phóng hỏa hay là ẩn núp đi Đông Hoàng Đại Lục bắt cóc cửu đế gia tộc tiểu công chúa? Phốc, Linh Đang Tỷ lại bị chọc cười, giận dữ bay hắn một cái nói, nói chuyện thật đâu có thể hay không đứng đắn một chút? Giang giật nhẹ gật đầu, lôi kéo Linh Đang Tỷ tay đi tới một bên, để nàng tỏa hạ cho nàng rót một ly trà, chính mình cũng đầy bên trên một chén ngồi ở một bên, chờ đợi Linh Đang Tỷ giải thích việc này a. À, không cần giết người phóng hỏa, thậm chí chỉ cần sự tình không bại lộ, người không có nửa điểm nguy hiểm, đương nhiên. Nếu là sự tình bại lộ, tất cả mọi chuyện người cũng nhất định phải chịu lấy. Linh đang tỉ nói xong, nhấp một gấp nhỏ nước trà, u u nói ra, việc này nói đến rất đơn giản, liền là tự mình buôn bán lôi thạch. Buôn bán lôi thạch, giang giật hổ khu chấn động, hắn mơ hồ đại khái hiểu, buôn bán lôi thạch có thể kiếm lấy đại lượng thiên thạch, có thiên thạch lại mua sắm công huân. Thiên lôi đảo là lục gia, Lôi thạch tự nhiên cũng là lục gia, như việc này bị lục gia biết rõ, lục gia cao tầng tuyệt đối tức giận, hắn cũng nhất định sẽ bị đuổi giết. Chỉ là lôi thạch bán cho ai lôi thạch có thể đáng nhiều như vậy thiên thạch phải biết một viên lôi thạch đổi lấy một điểm công huân, nói một cách khác một điểm công huân cần một ngàn thiên thạch, một trăm triệu công huân muốn một trăm triệu lôi thạch, vậy liền cần trăm tỷ thiên thạch. Không đúng, Linh đang tỉ, hắn nhướng mày, nghi hoặc hỏi ta muốn đạt được một trăm triệu công huân, kia muốn trăm tỷ thiên thạch a à vậy ta không giống muốn bán 100 triệu lôi thạch thời gian 2 năm ta đi kia làm nhiều như vậy lôi thạch. Đồ đần, Linh đang tỉ gõ giang giật đầu thoáng cái, im lặng nói ra, người đi phủ thành chủ đổi công huân khẳng định cần 1.000 thiên thạch a à. tìm lục ra đổi công huân, bọn hắn làm sao lại không hắc ngươi trên thực tế bộ lạc hắc thị nội công huân phi thường tiện nghi, 10 cái thiên thạch liền có thể mua một điểm công huân, sở dĩ ngươi chỉ cần kiếm 1 tỷ thiên thạch là đủ. Giang giật sờ lên cái mũi, vẫn còn có chút không hiểu hỏi, vậy dạng này tính được, ta cũng cần buôn bán rất nhiều lôi thạch A mà lại ta đi buôn bán lôi thạch, giá cả khẳng định không có 1.000 A trên chợ đen đồ vật càng tiện nghi A. Người sai, Linh đang tỉ lắc đầu nói, trên chợ đen không có lôi thạch bán, ai dám tại thần tứ bộ lạc buôn bán lôi thạch, phát hiện hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao đây là lục gia đồ vật, một khi có người báo cáo, bất kỳ cái gì gia tộc đều sẽ động thủ truy tra. Không bán hắc thì kia lôi thạch bán cho ai? Giang giật mơ hồ, đột nhiên trong đầu của hắn linh quang lóe lên, kinh hô lên, chẳng lẽ là bán cho người bên kia. Không sai, liền là bán cho đông hoàng đại lục thương nhân, mà lại một viên lôi thạch có thể bán 5.000 thiên thạch. Linh đang tỉ trịnh trọng gật đầu nói, người hẳn phải biết việc này nghiêm trọng tự mình buôn bán lôi thạch đã là tội chết, còn cùng đông hoàng đại lục người cấu kết, bị phát hiện sau mười ba người của đại gia tộc đều sẽ truy sát ngươi. Một khi mở ra cửu long diệt thần trận, người coi như có được vô tận tiếp cận thần thực lực, đều phải chết. Hắc hắc, ta đã hiểu. Giang giật không chỉ có không sợ, ngược lại trong mắt quang mang bắn ra bốn phía, hắn bốn phía liếc nhìn một vòng, đột nhiên hạ giọng nói, Linh đang tỉ, việc này. Thành chủ đại nhân cũng lẫn vào ở bên trong A. Xuyệt, Linh đang tỉ duỗi ra một ngón tay ngăn chặn Giang giật bờ môi, trịnh trọng nói ra, nhớ kỹ, việc này cùng thành chủ đại nhân không có một chút quan hệ, phủ thành chủ bảo vệ ngươi chính là lục phong thống lĩnh, từ đầu tới đuôi liên lạc với ngươi cũng chỉ là lục phong thống lĩnh. Mà lại coi như bộc quang, người bị bắt, người cũng muốn chết cắn lục phong thống lĩnh hiểu không hiểu hiểu giang giật nhếch miệng nở nụ cười lục phong thống lĩnh lừa gạt quỷ đâu việc này thành chủ đại nhân không gật đầu ai dám đại quy mô buôn bán lôi thạch một cái nho nhỏ thống lĩnh chết như thế nào cũng không biết giang giật thậm chí hoài nghi thành nội còn lại thống lĩnh đều nhúng vào việc này ít nhất có chia hoa hồng lục địch cùng lục hàn thống lĩnh đột nhiên bị điều đi đoán chừng cũng là thành chủ đại nhân trong bóng tối bố cục an bài hắn vừa cẩn thận hỏi tham linh đang tìm một ít chuyện rất nhanh làm rõ suy nghĩ, cũng minh bạch vì sao hắn hội dính vào tiền căn hậu quả. Hắn trọn vẹn trầm tư thời gian một nén nhang, cắn răng nói ra, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Vì vào thần tứ thành tu luyện, việc này ta làm. chương 706, đánh cược, buôn bán lôi thạch, kỳ thật việc này từ trước đều có, có quang minh địa phương tự có hắc ám, có người địa phương tự có giang hồ, có lợi ích địa phương tự có người bí quá hóa liều. Lịch đại thiên lôi thành thành chủ rất ít không hề động ý đổ xấu, coi như mình không buôn bán lôi thạch, thủ hạ thống lĩnh cũng sẽ buôn bán, hắn lấy hoa hồng. Lục gia gia đại nghiệp đại, lục gia tộc nhân rất rất nhiều, mặc dù gia tộc tộc Pháp xâm nghiêm, nhưng ngầm chỗ làm sao lại không có không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình thủy chi tình thì không có cả. À. Thế hệ này thiên lôi thành thành chủ lục bình, trước đó cũng không phải là không nghĩ tới buôn bán lôi thạch, nhưng một mực tìm không thấy người tốt chọn. Buôn bán lôi thạch một khi bại lộ, như chủ yếu chấp hành việc này nhân phẩm đức không được, khẳng định hội liên quan đem nàng cũng bộc ra, đến lúc đó không chỉ có nàng muốn chết, nàng nhất mạch kia cũng sẽ triệt để tại lục gia thất thế. Linh Đang tỷ là cái không tệ nhân tuyển, tại 3 năm trước đây Linh Đang tỷ lúc vào thành, thành chủ Lục Bình tựu chú ý nàng. Tại nàng cố ý tiếp xúc cùng điều tra phía dưới, tại một năm trước Lục Bình hướng Linh Đang tỷ đưa ra chuyện này. Nào biết, Linh Đang tỷ cự tuyệt, nàng một mực không thích tranh đấu, đến Thiên Lôi thành cũng chỉ là muốn ẩn núp mấy năm, chờ thực lực đạt tới nhất định tình trạng hồi trở lại Bạch Long thành báo thù. Lãnh gia kỳ thật cũng là một cái không tệ nhân tuyển, lãnh gia trước đó từ trước đến nay lục địch cấu kết tại buôn lậu lôi thạch, vấn đề là lãnh gia lai lịch cũng không trong sạch, hắn trước kia tại Hắc Long quần đảo bên kia ngây người hơn 10 năm. Lục địch cùng lục bình cũng không phải nhất mạch, sở dĩ lục bình không tin được lãnh gia, tối nay cũng sẽ xuất hiện lục địch bị điều đi xử tình. Còn như lý gia bọn người thì càng không được, thực lực bọn hắn không được, không có tư cách nhất thống thiên lôi thành sở hữu dịch nô. Không thống nhất dịch nô, kia rất có thể hội tiết lộ phong thanh, đến lúc đó có người báo cáo, lục gia cao tầng khẳng định hội tức giận, cha một cái xuống tới cũng phải xong đời. Giang giật đến đến bên ngoài, trước đó không có tại tội đảo đợi qua. Thực lực không tệ hoàn toàn có năng lực nhất thống thiên lôi thành dịch nô, tăng thêm phẩm hạnh thật là không tệ, theo hắn có thể đề cử nghiêu đăng thượng vì có thể thấy được lốm đốm. Mà lại người này giết chóc quả quyết, làm việc lôi lệ phong hành, cận kề cái chết cũng không tâm phục khẩu phục tại cái khác bá chủ, coi như hắn bị bắt, lục bình bại lộ khả năng cũng thấp, nhiều nhất hy sinh một cái lục phong thống lĩnh. Mấu chốt nhất là lục bình thành chủ còn có thời gian 3 năm liền bị điều đi, dựa theo lục gia tộc quy thiên lôi thành thành chủ nhiều nhất chỉ có thể đảm nhiệm 10 năm. Lục bình tới 7 năm, cũng không có thu hoạch được rất lớn lợi ích, cho nên nàng cũng chỉ có thể dùng giang giật, tăng thêm linh đang tỷ cực lực đề cử, lúc này mới có cái này một vụ làm ăn lớn. Lôi thạch rất chân quý, Thứ này không chỉ có thể bố trí cường đại cấm chế đại trận, vẫn là luyện chế thánh khí siêu thánh khí trọng yếu vật liệu, trọng yếu nhất chính là có thể thối thể, bị lôi thạch thối thể sau võ giả, nhục thể hội cường đại hơn nhiều rất nhiều. Thứ tốt như thế lục ra lại không bán, ngoại trừ bản thân dùng bên ngoài, sẽ chỉ xuất ra một phần cùng còn lại 12 gia tộc trao đổi tài nguyên. Thần tứ bộ là cùng đông hoàng đại lục là đối lập, nhưng không ảnh hưởng có gan to bằng trời thương nhân tới này vụng trộm hành thương, đông hoàng đại lục rất nhiều bảo vật, mang vào bên này đều có thể bán giá cao tội trong đảo đặc sản mang về đông hoàng đại lục cũng có thể bán đi giá trên trời thiên lôi đảo là lục gia sản nghiệp lục gia cũng không có để cho mình tộc nhân đến đảo lấy lôi thạch liền là phòng ngừa con em lục gia trung gian kiếm lời túi tiền riêng phụng trộm buôn bán lôi thạch thậm chí con em lục gia đều không cho phép đi lôi sơn lôi lĩnh nội hết thảy đều bởi dịch nô hoàn thành dịch nô nếu muốn mạng sống muốn thu hoạch được công huân kia chỉ có đem đảo lấy sở hữu lôi thạch nộp lên dạng này có thể thật to bảo trụ lục ra lợi ích. Bên trên có chính sách, dưới có đối sách, thiên lôi thành lịch đại thành chủ, đều thích cấu kết dịch nô, để bọn hắn đi buôn bán lôi thạch, thu hoạch to lớn lợi ích sau chia hoa hồng. Dạng này coi như phía trên điều tra ra, cũng là dịch nô sự tình, bọn hắn nhiều nhất một cái thiếu giám sát chi trách nhiệm. Giang giật việc cần phải làm liền là khống chế thiên lôi thành, để thành nội chỉ có hắn một thanh âm, sau đó tổ kiến một cái thương đội, mang theo ngoại trừ nhất định phải lên giao bên ngoài toàn bộ lôi thạch, Đi bên ngoài cùng Đông Hoàng Đại Lục thương nhân giao dịch. Còn như dịch nô sao có thể ra khỏi thành ra đảo đi cái nào cùng Đông Hoàng Đại Lục người giao dịch trên đường có thể hay không an toàn, Đông Hoàng Đại Lục thương nhân phải chăng đáng tin, vậy cũng không cần hắn quản, Lục Bình người toàn bộ sẽ làm định. Đương nhiên, làm việc này nguy hiểm, không chỉ là lộ ra ánh sáng sau bị đuổi giết. Lục Bình có thể hay không hố hắn sau đó có thể hay không giết người diệt khẩu bên trong thành là có phải có người hội báo cáo đây đều là vấn đề. Giang giật chuẩn bị đánh cược một cái. Giống như cược thắng, hắn liền có thể mang theo mọi người tiến vào thần tứ thành nội, coi như lục bình nghĩ âm thầm giết người diệt khẩu lại như thế nào thần tứ thành nội cũng không phải bọn hắn lục ra địa bàn. Hắn trong thành tu luyện không ra, lục bình cũng bắt hắn không có cách. Coi như thua cuộc, hắn cũng sẽ không thua đến thất bại thảm hại, bởi vì hắn có một tấm vương bài, một tấm có thể tùy thời có thể thoát đi thần tứ bộ lạc vương bài độn thiên thần kỹ lộ ra ánh sáng lại như thế nào chỉ cần hắn tại cửu long diệt thần đại trận mở ra trước độn thiên mà đi, hắn có thể nhẹ nhõm thoát đi tội đảo. Trừ phi đối phương vận dụng đến gần vô hạn thần tồn tại đuổi giết hắn, bình thường cường giả cho dù có chiêm tinh sư cùng thần văn sư hắn đều không sợ, cùng lắm thì không ngừng độn thiên, tiếp tục tìm kiếm chỗ dung thân thôi. Ngươi quyết định, Linh đang tỉ nghe được giang giật trả lời chắc chắn. Cắn môi một cái nói ra, ngươi là có hay không còn cần suy nghĩ thêm một chút dù sao ngươi cũng không phải một người, ngươi còn dẫn một đám người, nếu có thể thuận lợi ngươi thật sự có thể được đến rất lớn lợi ích, cũng có thể đi thần tứ thành ở lại tu luyện, nhưng vạn nhất bộc quang, hậu quả khó mà lường được a. À. Hắc hắc, Giang giật khẳng định gật đầu nói, Linh đăng tỉ, con người khi còn sống có vô số kỳ ngộ cùng khiêu chiến, nếu là sợ đầu sợ đuôi những cái kia kỳ ngộ sẽ bỏ lỡ cơ hội. Phó đạo chi lộ, không phải vượt khó tiến lên sao thuận là phàm, nghịch thì mạnh, ta có rất rất nhiều việc cần hoàn thành, ta không có thời gian chậm rãi chờ đợi, ta nhất định phải trở nên cường đại, càng cường đại sở dĩ ta nhất định phải vào thần tứ thành đi. Tốt ha, Linh đang tỉ gật đầu gật đầu, khe khẽ thở dài nói ta nửa năm sau sẽ rời đi, cái này một hai tháng bên trong ta sẽ vì ngươi đem đường trải tốt, còn như về sau sẽ như thế nào, tựu xem ngươi tạo hóa cùng vận khí. Đệ đệ, đáp ứng ta một sự kiện, ta sau khi đi giúp ta chiếu cố tiểu hồng tiểu đông từ các nàng. Đi, Giang giật nhướng mày, hỏi tỉ, ngươi muốn đi đâu nhưng là muốn làm cái gì đại sự cần ta hỗ trợ sao? Linh đang tỉ lắc đầu nói, người đừng hỏi nhiều như vậy, chuyện của ta ngươi cũng không giúp được, ngươi chỉ cần giúp ta chiếu cố các nàng là được. Các nàng theo ta mấy năm, ta cũng không có cho các nàng quá nhiều. Tốt, Giang Giật cũng không phải lề mề chậm chạp người, hắn trùng điệp gật đầu nói tỉ, có bất kỳ sự tình nói một tiếng, ta về trước đi bố trí an bài một chút. Ừm, Linh đang tỉ đứng dậy đưa tiếng nói, cái này mấy trước tiên đem thu phục người chỉnh hợp một phen, không nghe lời toàn bộ giết. Việc này không giống tiểu khả ngoại trừ tuyệt đối trung thành người bên ngoài, những người còn lại không thể lộ ra nửa điểm phong thanh, người biết càng ít càng an toàn. Cái này mấy ngày ta cũng sẽ cùng lục phong thống lĩnh thương nghị một phen, chờ hết thảy xác định, ta nâng đỡ người trở thành thiên lôi thành đệ nhất bá chủ. Hắc hắc, giang giật xưa nay không là nhân từ nương tay người, trong mắt của hắn hiện lên một tia hàn quang, ám đạo lần này cần là lãnh ra bọn hắn không nghe lời, kia chỉ có đưa bọn hắn lên đường, qua một thời gian ngắn thiên lôi thành khẳng định lại muốn nhắc lên tinh phong huyết phú chương 707, được ăn cả ngã về không? Giang giật trở về cùng liền đem tiền vạn quán cùng Phượng Loan gọi tiến vào viện tử, ba người dòng dã thương nghị đến nửa đêm, cuối cùng quyết định được chủ ý, việc này nhất định phải làm. Ba người phân công, Giang giật không cần phải để ý đến quá nhiều, ngoại trừ nhất thống thiên lôi thành, uy hiếp quần hùng bên ngoài, còn lại sự tình đều giao cho Phượng Loan cùng tiền vạn quán. Phượng Loan chủ quản đại cục, cái khác thương đội cùng nội bộ quản lý đều giao cho tiền vạn quán. Phượng Loan đã từng là đại lục chi chủ, cái nhìn đại cục tương đối mạnh, có nàng tỏa chân ở giữa điều hành sẽ không ra nhiễu loạn. Tiền vạn quán là cái siêu cấp kinh thương quản lý nhân tài, hơn một tháng qua hắn một người liền đem nghiêu đăng bọn người quản lý đến ngoan ngoán, trung thành tuyệt đối, theo giang giật cùng bộ hà khai chiến điều người đến mức như thế nhanh chóng có thể thấy được lốm đốm, có tiền vạn quán phụ trách, buôn bán thiên thạch chắc chắn sẽ không ra nửa điểm cái sọt. Chuyên nghiệp sự tình, nhất định phải bởi người chuyên nghiệp mới đi làm, Giang giật bản thân không am hiểu cái này sự tình, hắn cũng không có thời gian đi quản. Hắn nhất định phải nắm chắc mỗi một phần mỗi một khắc thời gian tu luyện tăng thực lực lên, hắn thực lực càng mạnh, mọi người an toàn bảo hộ cũng sẽ càng mạnh. Việc này ngoại trừ Kim Giao, Giang giật không định để những người còn lại dính vào. Kim Giao sau này sẽ là tiền vạn quán bảo tiêu cùng tùy tùng, đây là hắn hồn nô, trung thành phương diện tuyệt đối sẽ không có nửa điểm vấn đề. Thậm chí Giang giật cùng Phượng Loan còn chuẩn bị, buôn bán lôi thạch lúc liền do tiền vạn quán cùng kim giao dẫn đội, như đăng dương đông bọn người không thể cho bọn hắn dính vào, chí ít không thể để cho bọn hắn hiểu rõ nội tình. Lòng người khó dò, như đăng cùng dương đông nhìn hoàn toàn chính xác trung thành tuyệt đối, nhưng vạn nhất hai người bị to lớn dụ hoặc làm phản rồi đâu một khi lộ ra ánh sáng mọi người chỉ có đảo mệnh, triệt để mất đi tội đảo khối này đất sung thân. Tiền vạn quán liên hợp như đăng bọn người công việc lưu bù lên, gấp rút hợp nhất chỉnh hợp tiếp thu thủ hạ, toàn bộ đánh tan tiến vào chính mình quân đoàn, chia làm một tiểu đội một tiểu đội, dẫn đội người thì là trước kia quy thuận giang giật thủ hạ. Tiền vạn quán rất biết quản lý, uy bức lợi dụng ngay cả đánh mang lừa, ban bố rất nhiều thưởng phạt điều lệ, đem thủ hạ toàn bộ chập trờn đến sửng sốt một chút, cảm giác một lòng đi theo giang giật tiền đồ sán lạn, dám can đảm có hai lòng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiền vạn quán quản lý phương pháp có chút cùng loại tẩy não, vẫn là từng bước một đến, chậm chậm tiến dần, đây là tiền ra phương pháp quản lý chăm thử khó chịu, tiền vạn quán rất được tiền quỹ chân truyền, bản thân đối với kinh thương quản lý có thiên phú cực cao hắn cũng ưa thích làm những sự tình này gần nhất hắn tựa như điên cuồng liền tu luyện đều mặc kệ dù sao hắn tu luyện tới cực hạn cũng chỉ có kim cương đỉnh phong giờ phút này thủ hạ của hắn lại có một đám thiên quân ngày thứ ba linh đang tỷ triệu kiến giang giật tại nàng trong tiểu viện giang giật gặp lục phong thống lĩnh một mặt hai người nói chuyện một canh giờ cuối cùng song phương đều vui mừng mà tán ngày thứ tư giang giật tiếp tục cùng lục phong thống lĩnh tại linh đang tỷ trong sân mật đàm lần này hắn mang theo tiền vạn quán, đem tất cả chi tiết trình tự đều quyết định. Xong một ngày, tại vào buổi tối, Lục Phong thống lĩnh mới hài lòng rời đi. Ngày thứ năm, Giang giật một người ra khỏi thành, bất quá tại hắn ra khỏi thành không bao lâu, như Đăng liền mang theo hắn bái tiếp đi gặp lãnh gia, ước lãnh gia đi lôi sơn bên kia mật đàm. Thương lang một người ra khỏi thành, lãnh gia các loại chờ như Đăng người sau khi rời khỏi đây, sắc mặt thoáng cái trở nên âm trầm vô cùng, quay người cùng thủ hạ hỏi thăm về đến, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn sau hắn cũng không có ra khỏi thành, chỉ là tại trong biệt viện đi qua đi lại, một lát hắn lại hỏi, hai ngày trước lục phong thống lĩnh thật cùng thương lang, tại linh đang tỉ trong tiểu viện nói chuyện hai ngày. Thiên chân vạn xác hắn một tên thiên quân thủ hạ trùng điệp gật đầu, lo lắng nói ra, lãnh ra, theo ta thấy lục phong khẳng định cùng giang ra hợp tác, bọn hắn chuẩn bị buôn bán lôi thạch. Sở dĩ muốn hướng lãnh ra lĩnh giáo làm sao buôn bán lôi thạch hay là chuẩn bị kéo lãnh ra nhập bọn, ngươi biết cái gì lãnh ra giận mắng một tiếng lục địch đột nhiên bị điều đi là hắn biết sự tình không có đơn giản như vậy hắn cười lạnh lục phong một cái nho nhỏ lục phong dám buôn bán lôi thạch ngươi cũng đã biết lục địch thúc thúc là ai đây chính là lục ra một tên trưởng lão lục phong phía sau không ai hắn dám làm như thế đại nghịch bất đạo sự tình thiên quân thủ hạ con ngươi nhất chuyển nuốt nước miếng một cái nói chẳng lẽ là vị kia muốn buôn bán trời ạ à? kia lãnh ra ngươi ngàn vạn không thể ra khỏi thành a nếu không thương lang cái kia cầu tặc khẳng định sẽ đối với ngươi bất lợi. Đến lúc đó ngươi hoặc là thần phục với hắn, hoặc là chỉ có chết. Nếu không, lãnh ra, chúng ta rời đi thiên lôi thành đi, thương lang có nàng duy trì, cái này thiên lôi thành chúng ta lăn lộn không được. Rời đi, lãnh ra đùa cợt cười một tiếng, nói tại thần tứ bộ là cái nào đều không tốt lăn lộn, rời đi này chúng ta chẳng lẽ đi làm sơn phỉ bằng vào chúng ta chút người này, chết như thế nào cũng không biết. Không thể rời đi, ta tại cái này kinh doanh nhiều năm như vậy, làm sao có thể từ bỏ. Vậy làm sao bây giờ thiên quân võ giả luống cuống, hoàn toàn không biết làm sao. Chịu, lãnh gia rất nhanh hạ quyết định quyết thầm nghĩ, chịu ba năm, chờ lục bình cái kia lão độc phụ đi, đời tiếp theo thành chủ thượng vị, ta lại nghĩ biện pháp liên thủ với hắn. Làm sao chịu, thiên quân càng không hiểu, ngưng tiếng nói thương lang sẽ không bỏ qua cho chúng ta, như lãnh gia không đi ra, hắn khẳng định hội dẫn người chiếm lấy lôi sơn, đem chúng ta địa bàn đều cho đoạt, chẳng lẽ chúng ta một mực tại thành nội có đầu rút cổ không đi ra? Sai, lãnh ra trong mắt hàn quang lóe lên, đằng đằng sát khí nói ra, chúng ta không chỉ có muốn đi ra ngoài, còn muốn oanh oanh liệt liệt chiến một trận, chúng ta muốn đem thương lang giết. Chỉ cần giết thương lang, lục bình tự không người có thể dùng, linh đang tỷ lập tức sẽ đi, cái này thiên lôi thành chính là chúng ta thiên hạ. Lục bình hoặc là tìm chúng ta hợp tác, hoặc là chỉ có thể ba năm sau ngoan ngoãn rời đi, chúng ta không ra khỏi thành, không vi phạm lục gia luật pháp, các nàng không dám giết chúng ta. Lãnh giả ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, cắn răng nói ra, người lập tức phái người đi gặp Lý gia, ưng gia, hổ ca, hắc gia, đông ca. Nói cho bọn hắn lập tức tới ta cái này nghị sự. Phái người khác thời khác giám thị linh đang tỉ, vừa có dị động lập tức thông bẩm, thương lang đã như vậy có loại giám một người ra ngoài, ta liền để hắn gieo gió gặt báo. Một nén nhang về sau, Lý gia bọn người vội vàng tiến vào lãnh gia đám người phủ đệ, thương nghị sau nửa canh giờ, lãnh gia mang theo năm tên thủ hạ ra khỏi thành, lệnh làm toàn thành người đều nghi ngờ là lãnh gia thế mà mang theo năm tên bình thường nhất thiên quân thủ hạ ra khỏi thành, lý ra bọn người lại riêng phần mình trở về, sau khi trở về cũng không có nửa điểm động tính. Đồng dạng, Linh đang tỉ bên kia cũng không có bất cứ động tính gì, Linh đang tỉ một mực tại trong sân, chưa bao giờ ra ngoài qua. Lãnh ra ra khỏi thành gần nửa canh giờ, Linh đang tỉ còn không thấy nửa điểm động tính, như đang bọn hắn một cái thiên quân đều không nhúc nhích, thành nội bầu không khí quỷ dị đến đáng sợ. Tiểu thư, ngươi thật không đi sao? Linh đang tỷ trong sân, tiểu hồng khẩn trương hỏi, giang gia thực lực rõ ràng so ra kém lãnh gia A, à, như hai người khai chiến, giang gia bị giết nên làm thế nào cho phải A? À? Linh đang tỉ nửa năm sau liền muốn rời khỏi, tiểu hồng thế nhưng là đem giang giật xem như chủ tử nhìn, giang giật mà chết, bọn hắn cũng sẽ rất thảm. Linh đang tỉ nhắm mắt lại, nhẹ người người hương trà không có trả lời, sắc mặt cũng không có nửa điểm cải biến, nàng rất là say mê người một hồi mới nhấp một lớp nhỏ từ từ mở mắt nói người sai lần này lãnh gia đi không phải một người mà là sở hữu bá chủ đều đi lãnh gia có một loại rất cao cấp dịch hình đan hắn giấu giếm được người khác nhưng không giấu giếm ta thành nội lý ra ưng gia bọn hắn đều là giả a à ha ha lãnh gia lần này chuẩn bị được ăn cả ngã về không a à. a à, tiểu hồng kinh hô một tiếng tay nhỏ che miệng đầy mắt sợ hãi nói tiểu thư kia còn không xuất thủ lục đại bá chủ liên thủ Giang gia hẳn phải chết không nghi ngờ a. À. Ha ha, Linh đang tỉ không có trả lời, chỉ là lộ ra một tia sâu xa khó hiểu nụ cười, sau đó lại nhắm mắt mặt mũi tràn đầy say mê nhẹ người người hương trà. Chương 708, đem người đầu người cho ta chơi đùa. Lôi Sơn bên trong rất náo nhiệt, Giang giật ra khỏi thành sau an vì tại Lôi Sơn bên kia lôi lĩnh bên trên, lặng lặng chờ đợi lãnh gia đến đây, hắn tự hồ tính toán định lãnh gia nhất định sẽ tới, an tâm xếp bằng ở đỉnh núi tu luyện. Cái này mấy ngày thành nội phong vân biến ảo, Giang giật lần nữa đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, lôi sơn phía dưới giờ phút này có gần hai vạn người, toàn bộ người ánh mắt đều khóa chặt nơi xa Giang giật thân ảnh mơ hồ, trong ánh mắt hoặc là cực nóng, hoặc là oán hận, hoặc là hâm mộ, hoặc là ghen ghét, hoặc là kính sợ. Rất nhiều người cúi đầu cũng nghị luận ầm ý, Giang giật một người tới đây là ý gì thành nội thế cục chưa định, Giang giật tới này tu luyện không thể nào nói nổi a à chẳng lẽ hắn tại bực này người nào. Vù vù. Tại lãnh gia mang theo năm người từ đằng xa bay tới về sau, lôi sơn tiếp theo phiến xôn xao, sở hữu ánh mắt đều phát sáng lên, lãnh gia cùng giang giật mâu thuẫn ngày một rõ bén nhọn, hai người ngoài thành gặp mặt, chẳng lẽ là lại muốn phát sinh đại chiến. Lãnh gia ánh mắt như dao bốn phía liếc nhìn, đem lôi sơn phía dưới tất cả mọi người dò xét một lần, xác định không có cường giả giấu ở bên trong, xác định linh đang tỉ không ở phía sau, hắn hướng bên người năm người nhìn thoáng qua, chậm chậm hướng xa xa giang giật bay đi. Giang giật không nhúc nhích, con mắt đều không có mở ra, chờ lãnh gia dẫn người tới gần 10 dặm về sau, ánh mắt hắn mở ra, cười nói, lãnh gia, giang mỗ xin đợi đã lâu. Lãnh gia không có dừng lại, tiếp tục chầm chậm hướng bên này bay tới, trên mặt cũng mang theo ý cười nói, giang gia, người triệu kiến ta, làm sao có thể không đến giang gia tìm lão lãnh thế nhưng là có chuyện tốt vì sao không trong thành nói đâu. Hắc hắc, giang giật u u cười một tiếng, đột nhiên truyền âm nói, lãnh gia, ta tìm ngươi là muốn nói một kiện đại sự, trong thành không tiện, sở hữu đến bên ngoài nói. Việc này là tuyệt đối không thể tiết ra ngoài, nếu không người ta đều muốn rơi đầu, hy vọng lãnh gia có thể hiểu được. Đại sự, lãnh gia trong mắt chợt lóe sáng, cũng truyền âm nói, giang gia không có gạt ta. Giang giật cười cười truyền âm nói, lãnh gia, nếu không tin ta liền về thành đi, như nghĩ cùng một chỗ làm đại sự tựu vào lôi lĩnh bên trong nói, nhiều người ở đây, tiết lộ tin tức cũng không tốt. Nói xong giang giật thân thể đằng không mà lên, hướng lôi lĩnh chỗ sâu bay đi, lãnh ra thì ngây ngẩn cả người, đôi mắt lấp lóe hướng bên cạnh mấy người nhìn lại. Năm người kia nhìn tựa như phổ thông thủ hạ, khí tức trên thân cũng cùng hạ giai thiên quân đồng dạng, nhưng ở giang giật bay lên không hướng lôi lĩnh chỗ sâu bay đi lúc, năm người trong mắt đều bắn ra hàn quang, một người mở miệng nói, lãnh ra, sẽ có hay không có lừa dối. Có thể có cái gì lừa dối. Một người khác lại cười lạnh nói, Linh đang tỉ giờ phút này còn tại thành nội, giang gia thủ hạ một cái không nhúc nhích nếu có một người động lãnh ra người khẳng định hội đưa tin người của lục gia không thể vào lôi sơn bên này giang gia còn có thể đại biến người sống không thành không sai lãnh ra trong mắt sát ý lóe lên nói chúng ta đợi hội bằng nhanh nhất tốc độ liên thủ đem thương lang diệt coi như linh đang tỉ muốn cứu viện binh cũng không được thương lang chết một lần lục bình cái kia lão vu bà cùng linh đang tỉ không có khả năng bởi vì một người chết đắc tội chúng ta có làm hay không một câu không làm người có thể lập tức rời khỏi về thành Bất quá lãnh mỗ cảnh cáo nói ở phía trước, như ngày sau ta làm đại sự, tuyệt đối không mang theo hắn đùa. Năm người đôi mắt co rụt lại, bọn hắn đều tin tưởng lãnh ra nói tới đại sự là cái gì, cũng minh bạch lần này không đi theo lãnh ra một lòng, về sau như hắn đắc thế khẳng định sẽ rất thảm, chí ít thiên lôi thành không có bọn hắn đất dung thân. "Làm đi." Một người quát khẽ, những người còn lại cũng chỉ có thể cắn răng phụ họa nói. Lãnh ra khóe miệng lộ ra nụ cười, vung tay lên hướng phía trước bay đi, quát khẽ nói: "Đi." đợi lát nữa nghe ta hiệu lệnh, đại gia trước tiên vận dụng công kích mạnh nhất, cần phải nhất kích tất sát. Sáu người trên thân mở ra thần thuẫn, vạch phá bầu trời hướng lôi lĩnh nội bay đi. Xa xa lôi sơn bên kia võ giả, toàn bộ đều nội tâm bắt đầu thấp thỏm không yên, bọn hắn không hiểu cảm giác lại có đại sự phát sinh, nói không chừng thiên lôi thành thiên lại hội thay đổi. Giang giật bay không nhanh không chậm, hắn bay vào lôi lĩnh bên trên hơn 40 dặm sau sừng sướng tại một đỉnh núi phía trên, chờ đợi lãnh ra bọn người vào đây, lãnh gia đã tới lôi sơn tự nhất định sẽ vào lôi lính, hắn cùng Linh đang tỉ đều đem hết thảy đều tính toán chết rồi. Hưu, quả nhiên, không có qua quá lâu sáu thân ảnh phá không mà đến, tất cả mọi người trong đôi mắt đều là lãnh quang, sát khí nghiêm nghị, tại phát hiện giang giật sau lưng vài dặm có một đoàn lôi hỏa về sau, ánh mắt của mọi người càng lạnh hơn mấy phần. Lãnh gia, để ngươi thủ hạ ở bên kia chờ xem, việc này chỉ có thể hai người chúng ta biết rõ. Lãnh ra bọn hắn còn khoảng cách hơn 10 dặm, giang giật tự u u quát lạnh lãnh gia nhướng mày chẳng hề để ý nói ra giang ra năm người này là ta thủ hạ trung thành nhất liền không có tất yếu tránh hiểm nghi đi ha 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 nói thực ra ta còn sợ giang ra người ám toán ta đây ha ha giang giật cười một tiếng dài nói ta muốn ám toán lãnh gia lãnh ra cái này năm tên thủ hạ cũng không có tác dụng a à. có chút ít còn hơn không lãnh gia kiên chỉ nói ra giang ra yên tâm đi kỳ thật năm người này là của ta hồn nô là tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài tin tức a à nha Giang giật nhìn tựa hồ yên tâm, hắn hướng ba dặm bên ngoài một đỉnh núi chỉ một cái, nói, lãnh ra các ngươi đi nơi đó, khác đừng áp quá gần, ta cũng sợ các người đánh lén đâu. Lãnh ra mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, nói, Giang ra nói đùa, lãnh mỗ là bại tướng dưới tay ngươi, Giang ra kỳ hỏa vừa ra, lãnh mỗ cũng đỡ không nổi. Lãnh ra bọn người bay đến Giang giật chỉ định ngọn núi bên trên, mọi người bốn phía liếc nhìn, xác định không có bất kỳ cái gì phục binh về sau, trong mắt đều lộ ra vẻ vui mừng, ánh mắt hướng lãnh ra nhìn lại, liền chờ hắn một tiếng hiệu lệnh. Lãnh ra không hề động, tiếp tục tinh tế cảm ứng bốn phía, trong lòng của hắn không hiểu có loại cảm giác bất an, nhưng lại không biết cái này bất an bắt nguồn từ nơi nào, ánh mắt của hắn như dao bốn phía liếc nhìn, một vòng lại một vòng, nhưng vẫn không có bất luận phát hiện gì. Lãnh ra, Giang giật mở miệng, rất chân thành mở miệng nói, lục địch đi, người chỗ dựa không còn, người muốn làm làm ăn lớn cũng không có đường. Mà ta có môn lộ, ta có thể làm làm ăn lớn so ngươi. Lớn hơn gấp trăm lần, sở dĩ ta chân thành mời ngươi cùng một chỗ phát tài, chỉ cần ngươi chân tâm thần phục với ta, giang mỗ nhất định bất kể hiểm khích lúc trước, như thế nào. Lớn hơn gấp trăm lần, lãnh ra sau lưng năm người trong mắt chợt lóe sáng, bọn hắn đều hiểu cái này cái gọi là làm ăn lớn là cái gì. Giang giật xem ra hoàn toàn chính xác cùng lục bình thành chủ thông đồng ở cùng một chỗ, lần này cũng rất có thể là muốn mượn lãnh ra kinh nghiệm cùng phương pháp, đem làm ăn này triệt để làm thành lãnh ra mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm lại là nổi giận vô cùng. Bảy năm, hắn nhiều lần biểu thị muốn cùng Lục Bình hợp tác, nhưng Lục Bình liền là không tin tưởng hắn, mà giang giật mới đến mấy tháng, Lục Bình lại quyết định cùng hắn hợp tác, người nói lãnh ra làm sao không nổi giận. Thần phục, đây không phải lãnh ra muốn, thần phục giang giật hắn có thể chia được bao nhiêu làm tiểu đệ vĩnh viễn chỉ có thể cầm đầu nhỏ, còn muốn đi cho lão đại bán mạng, mặc cho lão đại nhào nặn, lãnh ra làm nhiều như vậy niên lão đại, lại thế nào không hiểu đạo lý này sở dĩ lãnh ra cười hai tiếng đùa cợt nói ra ha ha giang ra nói tới làm ăn lớn liền là buôn bán lôi thạch a à rất hổ thẹn lãnh mỗi năm năm trước tựu cùng lục địch thống lĩnh bắt đầu chơi thứ này ta chơi chán cũng không muốn chơi ta tương đối cảm thấy hứng thú chính là giang ra đầu của ngươi không bằng đem ngươi đầu người cho ta chơi đùa như thế nào lý ra hắc ra ưng ra hổ ca đông ca động thủ ong ong lãnh ra lời còn chưa nói hết phía sau hắn năm người khí thế đại thịnh toàn thân quang mang lóe lên dáng người cùng tướng mạo đều cũng đều đại biến dạng, nhao nhao biến thành lý gia ưng ra bọn người bộ dáng lúc trước. Sáu người cũng cùng một thời gian lấy ra riêng phần mình binh khí, bằng nhanh nhất tốc độ thả ra riêng phần mình công kích mạnh nhất. Suy suy, lục đạo kinh khủng công kích hướng giang giật mãnh liệt cuồng bạo mà đi, bốn phía không gian từng mảnh từng mảnh bị xé nứt, loại kia kinh khủng uy áp vẫn đang đếm bên trong bên ngoài, liền để giang giật cảm giác được ngạt thở. chương 709, Ấn Thạch, lãnh ra công kích rất đơn giản, chỉ là đánh ra một trường lệnh làm hư không chấn động, sóng chấn động hướng bốn phương tám hướng phúc tán, bốn phía sơn phong đều bị hư không chấn động đến lay động, như ngập trời sóng biển bên trong cỏ lao thảo tả hữu lay động không ngừng, tùy thời đều có thể sụp đổ. Hắn phóng thích loại này đạo văn, mục đích không cần nói cũng biết, để giang giật không cách nào chạy trốn. Lý ra công kích tương đối hung tàn, hắn đánh ra là một kiện bảo vật, kia là một ngôi tháp cổ, bảo tháp có bảy tầng, mỗi một tầng quang mang cũng khác nhau, bảo tháp lớn lên theo gió, biến thành một tòa cự đại sơn phong nghiền ép mà xuống. Bảo tháp vẫn đang đếm ngàn trượng không chung, giang giật chỗ sơn phong tự ầm vang chìm xuống, loại kia kinh khủng uy áp làm người sợ hãi, liền xem như thiên quân cường giả bị nghiền ép đoán chừng đều muốn biến thành thịt nát. Đông ca công kích cũng rất cường đại, hắn dùng nguyên lực ngưng tụ ra một cái sư tử dị thú, kia sư tử dị thú thân cao vài chục trượng, so lý ra bảo tháp còn muốn khí thế phi phàm, toàn thân như đúc bằng vàng ròng, tràn ngập kim loại cảm nhận. Hết lần này tới lần khác cái này dị thú giống như là sống, một đôi tròng mắt bên trong chiếu sáng rạng rỡ, nhìn một chút đều làm lòng người hoảng khí muộn, giống như bị đụng vào ai cũng không biết hậu quả sẽ như thế nào. Khẩu Phật tâm xà công kích rất âm hiểm, hắn đánh ra là từng đạo trong suốt chỉ phong, kia chỉ phong hoàn toàn không nhìn thấy, chỉ có thể phát hiện chỉ phong những nơi đi qua, không gian không ngừng phun trào, tựa như từng đầu tiểu xà trong hư không tiềm hành, muốn xé rách hết thảy. ưng ừ gia cùng Hắc ca công kích cũng rất bưu hãn, mọi người đã đều công kích tự nhiên là phóng thích nhất cường đại bảo vật thần thông hoặc là đạo văn công kích, phải nhất kích tất sát. Chính như lãnh gia hôm nay cùng bọn hắn nói tới, bọn hắn triệt để cùng giang giật không có quay về đường sống, tại Dương Đông như Đăng trở thành bá chủ kia một ngày, mọi người đã đi lên mặt đối lập. Bọn hắn chỉ có hai con đường đi, hoặc là xám xịt rời đi thiên lôi thành, mặt khác tìm địa phương phát triển kiếm lấy công huân, hoặc là chờ lấy giang giật từng bước từng bước xâm chiếm bọn hắn, cuối cùng tất cả mọi người chết. Lãnh ra buổi chiều đem buôn bán lôi thạch sự tình cùng mọi người nói, cũng biểu thị lục địch thống lĩnh hội tranh thủ trở thành đời tiếp theo thiên lôi thành thành chủ, đến lúc đó mọi người cùng nhau phát tài, chờ kiếm đủ thiên thạch, tất cả mọi người có thể đi bạch long thành hoặc là thần tứ thành ở lại tu luyện. Lui một bước vực sâu vạn trưởng, tiến một bước trời cao biển rộng, bọn hắn chỉ có đánh cược một lần, mọi người tại thiên lôi thành xưng vương xưng bá nhiều năm như vậy, ai cũng không muốn trơ mắt nhìn xem quyền lực địa vị tài phú mất đi, chỉ có chém giết giang giật suy suy lục đạo công kích như sáu thanh lấy mạng tử thần liêm đao đem giang giật bao phủ đi vào giang giật còn sừng sướng trên đỉnh núi bất qua thân thể theo đỉnh núi tả hữu lay động trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn cũng không có phóng thích hỏa vân khải cùng lôi hỏa càng không có thuấn di tại mọi người công kích sẽ đập chúng hắn lúc hắn đột nhiên mở miệng thành chủ đại nhân lãnh đạo thiên cấu kết lục địch thống lĩnh buôn bán thiên thạch năm người này liền là hắn đồng bọn chứng cứ vô cùng xác thực này còn không xuất thủ chờ đến khi nào ừ lãnh ngạo thiên bọn người nghe được giang giật toàn bộ thân thể run lên ánh mắt của bọn hắn cũng bản năng hướng trên không trung nhìn lại bởi vì trên không trung giờ khắc này đột nhiên phong vân tề động thiên địa nguyên lực nhanh chóng hướng nơi đó hội tụ rất nhanh ngưng hiện ra khuôn mặt một tấm vừa giả lại xấu nữ nhân mặt ông tại gương mặt này xuất hiện xuất hiện trong nháy mắt bốn phía không gian tựa như dừng lại lãnh ra cái kia đại thủ trưởng dừng lại ở giữa không trung không gian còn có thể nhìn thấy như gợn sóng sóng chấn động Lý ra cổ tháp tự lơ lửng tại giang giật trên không 300 trường mạnh mẽ bất động, đông ca cái kia nguyên lực ngưng tụ dị thú cũng đứng tại giữa không chung, tất cả công kích đều bất động, thời gian tựa hồ tại thời khắc này dừng lại. Lục bình, thời gian cũng không có đình chỉ lưu động, không gian cũng không có dừng lại, lãnh ra kinh hô ra một cái tên, lý ra khóe miệng co quắp động, đông ca chất phát trên mặt đều là hối hận, ưng ra ánh mắt híp lại, khẩu phật tâm xà không cười được, hắc ra mặt đen như than cốc. Hô hô! Giang giật thì thở ra một hơi thật dài, lục bình không có hố hắn tại thời khắc mấu chốt xuất thủ không sai người của lục ra ngoại trừ đội chấp pháp bên ngoài không ai dám vào lôi sơn lôi lĩnh đến đây là tộc pháp nhưng lục bình hoàn toàn chính xác không có vào đây nàng còn tại thiên lôi thành bên trong nàng chỉ là dùng một loại lớn lao thần thông ngăn cách mấy chục vạn lý ngưng tụ khuôn mặt một loại đặc thù đạo văn mà thôi hôm tàn hắn nhìn qua không trung gương mặt kia âm thầm kinh hãi thiên quân đỉnh phong thần thông cùng chiến lược quả nhiên vượt quá tưởng tượng của hắn bên ngoài, lúc trước Linh đang tỉ nói lục bình hội bảo vệ hắn, còn có thể mấy chục ngoài vạn giảm chém giết lãnh ra bọn người, hắn còn hơi nghi ngờ, giờ phút này sinh sinh lĩnh giáo một cái thiên quân đỉnh phong trí cường giả thiên uy. Nghĩ đến tại huyết giả hung hải, đuổi giết hắn tà ra cùng kiếm ra cũng có dạng này cường giả, hắn không nhịn được âm thầm may mắn, còn tốt hắn không có bị như thế cường giả tấn công chính diện, bằng không hắn đã sớm tan xương nát thịt. Hồi tưởng lại tà ra cung phụng chiếc đỉnh nhỏ kia, hắn trên trán mồ hôi giọt giọt rơi xuống. Lãnh ngạo thiên, Lý Thiên ức, đông chú trọng các ngươi lá gan rất lớn a. À. Bầu trời gương mặt kia mở miệng nói chuyện, thanh âm như lôi minh điện giống vang vọng khắp nơi, tụ liền lôi sơn người bên kia đều nghe được rõ ràng, giọng nói của nàng lãnh nhược vạn năm sông băng, các ngươi dám tự mình buôn bán lôi thạch, mặc dù số lượng không lớn, mà lại không có chứng minh thực tế, nhưng coi như các ngươi có ý định này, bản tọa thân là Thiên Lôi Thành thành chủ, cũng có quyền dựa theo tộc pháp tại chỗ giết chết. Ây, lôi sơn bên kia võ giả toàn bộ sợ choáng váng, nhìn qua bầu trời xa xa tấm kia che đậy nửa cái bầu trời gương mặt khổng lồ, cảm nhận được kia như hồng hoang cự thú uy áp, nghe kia lạnh như băng xuyên lời nói, tất cả mọi người cảm giác sâu trong linh hồn đều đang run rẩy. Rất nhiều người cũng biết rõ cái này vừa già lại xấu nữ nhân là ai, nhưng biết rõ, vị này liền là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, thiên lôi thành chúa tể, thiên quân đỉnh phong thành chủ đại nhân. Xong lãnh gia lý ra đám người thủ hạ toàn bộ nội tâm thở dài, mặc kệ lãnh gia bọn hắn làm cái gì, mặc kệ bọn hắn phải chăng có tội, Lục Bình đã ngưng kết một tấm dạng này lớn gương mặt khổng lồ, vậy khẳng định sẽ không nói hai câu nói coi như xong. Không, Lục Bình ngươi không thể giết ta, một tiếng kinh thiên bạo giống vang lên, lôi lính nội lãnh gia cuồng loạn hét lớn, ngươi không có chứng cứ, ngươi dám giết chúng ta, khẳng định không có cách nào cùng Lục gia trưởng lão đường lời nhắn nhủ. Lục địch thống lĩnh một khi báo cáo, người chức thành chủ tuyệt đối khó giữ được đại nhân chỉ cần ngươi thả qua chúng ta chúng ta cam đoan lập tức rời đi thiên lôi đảo vĩnh viễn không ra bạch long quần đảo hắc hắc giang giật đột nhiên theo trong tay lấy ra một cái màu đỏ sậm ngọc phù ngọc phù bên trên đều là cổ pháp hoa văn ở giữa có một cái to lớn ấn chữ hắn giơ cao lệnh bài cười nói không có ý tứ lãnh ra người cuối cùng một đoạn văn vừa nói buôn bán lôi thạch sự tình lúc ta đem câu nói kế tiếp đều ấn mở đất xuống dưới đến lúc đó có thể hiện ra cho trưởng lão đường ấn thạch thương là người cái này cầu tạp toái hại chúng ta lãnh ra nổi giận giống to lý ra mấy người cũng đầy mắt nổi giận cùng tuyệt vọng ấn thạch năng phục chế hình ảnh hiện trường hết thảy đều có thể ấn mở đất tại ấn trong đá đây chính là thiết chứng cứ a giang giật quá độc phía trước không ấn mở đất hết lần này tới lần khác tại cuối cùng mấy câu lúc ấn mở đất hừ còn dám uy hiếp bổn thành chủ chết trên không trung gương mặt kia càng âm trầm mấy phần bầu trời thượng phong vân lần nữa biến hóa thiên địa nguyên lực ngưng tụ gương mặt kia trong nháy mắt biến thành một cái kinh thiên đại thủ ấn hóa thành một mảnh hắc vân hướng phía dưới vỗ tới. Oanh, một đạo kinh thiên tiếng oanh minh vang lên, toàn bộ thiên lôi đảo cũng hơi run lên, 10 tòa lôi sơn cũng hơi lay động, lãnh ra mấy người chỗ này tòa đỉnh núi bị hoàn toàn đập thành bột mịn, bọn hắn công kích cũng hoàn toàn tiêu tán ở trong thiên địa. Cuồn cuộn bụi bặm ngập trời mà lên, tràn ngập nửa bầu trời, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh truyền khắp toàn bộ thiên lôi đảo, tiếng vọng ở chân trời, thật lâu không ngừng chương 710, bát khai vân vụ gặp thanh thiên. Lục bình một cái đại thủ đại thủ ấn diệt sát lãnh ra sáu người, thiên lôi thành bên trong cũng triệt để trở trời rồi. Phủ thành chủ gián ra thông cáo, công bố lãnh ra đám người tội danh, cũng báo lên lục gia trưởng lão đường. Bất luận lãnh ra bọn người phải chăng có tội, thành nội tất cả mọi người minh bạch, thiên lôi thành về sau chỉ có một thanh âm, giang gia thanh âm. Linh đang tỉ truyền ra lời nói, sau mấy tháng nàng đem rời đi, như đang cùng Dương Đông bọn người nghiêm chỉnh mà nói đều là Giang giật người, thành nội rốt cuộc không có người cùng Giang giật đối kháng, Giang giật tại màn đêm buông xuống cũng lần nữa mở tiệc chiêu đãi sở hữu thiên quân, thiếp mời bên trong chỉ có một câu thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Không có người muốn chết, rất nhiều dịch nô phục dịch thời gian không có đầy, không thể rời đi thiên lôi đảo. Lui một vạn bước nói, coi như rời đi thiên lôi đảo lại như thế nào đi nhận chức gì một tòa thành trì đều cần công huân, không có công huân chỉ có thể ở bên ngoài du đáng, hoặc là bị sơn phỉ giết chết, hoặc là gia nhập sơn phỉ quân đoàn. Bạch Long quần đảo phụ cận sơn phỉ quân đoàn thật to nho nhỏ có hơn vạn cái, những ngày quân đoàn thỉnh thoảng khai chiến, không phải ngươi giết ta chính là ta giết ngươi, ăn bữa hôm lo bữa mai. Tại giã ngoại tùy thời đều có nguy hiểm có thể chết đi, coi như gia nhập sơn phỉ quân đoàn, đồng dạng đến từ đầu hỗn khởi, nói không chừng còn muốn bị người âm thầm diệt sát. Cho nên khi đêm bách hoa lâu, thành nội thiên quân tới tám thành, tới tựu đại biểu quy thuận giang giật. Đương nhiên, cũng có vài chục tên thiên quân màn đêm buông xuống tựu ra khỏi thành, rời đi thiên lôi đảo đi bên ngoài sông Sáo, tìm kiếm mới đất sung thân. Kia mấy chục người đều là lãnh gia lý ra bọn người thủ hạ trung thành nhất, bọn hắn biết rõ coi như lưu lại cũng không chiếm được trọng dụng. Tiền vạn quán mừng như điên, hắn một cái nho nhỏ đại lục gia tộc thiếu gia, thế mà cũng có thống lĩnh hơn 100 thiên quân, gần vạn kim cương cường giả thời khắc mặc kệ về sau như thế nào, chỉ ít giờ khắc này hắn như điên cuồng, hưng phấn đến ghê gớm, đều không ăn cơm đi ngủ, ngày đêm bận rộn chỉnh hợp hợp nhất cần phải trong thời gian ngắn nhất đem thành nội dịch nô đều khống chế trong tay như đăng mấy người cũng hưng phấn không thôi bọn hắn nhóm này trước hết nhất quy thuận thiên quân còn có linh đang tỷ thủ hạ cao tầng đều phát đạt người người thủ hạ binh cường mã tráng hoặc là trở thành bá chủ hoặc là trở thành hộ pháp hoặc là trở thành đại đội trưởng đương nhiên tất cả mọi người rất thanh tình cũng không có kéo bè kết phái mưu đồ bất chính suy nghĩ bọn họ cũng đều biết thiên lôi thành về sau chỉ có một cái ra, giang ra. Ai dám có nửa điểm phản loạn suy nghĩ, tuyệt đối sẽ hình thần câu diệt. Không nói giang giật thực lực không ai có thể chống đỡ, coi như mạnh hơn hắn lại như thế nào ngươi có thể mạnh đến mức qua lục bình giang giật phía sau thế nhưng là đứng đấy một cái thiên lôi thành chúa tể. Giang giật trong thành ở nửa tháng, tiền vạn quán không để cho hắn thất vọng, cùng Phượng Loan hai người chế định vô số bộ chế độ cùng phương châm, thành lập một cái ẩn tổ, trực tiếp nghe lệnh của Phượng Loan, mật thiết giám thị thành nội tất cả mọi người. Có cái này ẩn tổ nơi tay, thành nội thiên quân ai cũng không dám có ý đổ xấu, cũng có thể một mực đem tất cả mọi người nắm giữ trong tay tâm. Đồng thời còn thành lập một cái ám tổ, kim giao thống lĩnh, nghe lệnh của Tiền Vạn quán, chuyên nghiệp phụ trách buôn bán lôi thạch. Tiền Vạn quán bắt đầu tìm kiếm nhân tuyển, đồng thời chuẩn bị bí mật tuyển nhận một chút kim cương cường giả, toàn bộ để kim giao thu làm hồn nô, chỉ có hồn nô mới là trung thành nhất. Đương nhiên mua bán thời điểm, nhất định phải có thiên quân hộ vệ, những người này chọn cũng muốn xác định, bất quá hộ vệ chỉ là đơn giản phụ trách an toàn công việc, tiền vạn quán tuyệt đối sẽ không để bọn hắn biết rõ nửa điểm nội tình, cầm tới nửa điểm chứng cứ. Hết thảy đều tại chiều phương diện tốt phát triển, giang giật chỉnh đốn thành nội dịch nô tốc độ, để Lục Bình rất là hài lòng, Lục Phong thống lĩnh bên kia đã liên hệ tốt, sau 3 tháng nhóm đầu tiên lôi thạch sẽ bắt đầu giao dịch. Giang giật đem tất cả mọi chuyện đều ném cho Phượng Loan cùng tiền vạn quán, mang theo giang tiểu nô hai người đi lôi sơn bên kia tu luyện thành nội vừa mới nhất thống giang giật tựu trực tiếp ra khỏi thành cái này trong thành gây nên một mảnh xôn xao giang giật cứ như vậy tự tin và tín nhiệm thủ hạ vạn nhất có người mang ý xấu bí mật mưu đồ cùng một chỗ vây công diệt sát hắn đâu giang giật càng như vậy thành nội thiên quân cùng võ giả ngược lại càng đánh chiến nơm nớp cũng vì giang giật khí độ chiết phục đây mới là làm lão đại phong phạm a lòng tự tin bạo dạp mọi người cũng càng thêm không dám lên tiểu tâm tư ngoan ngoãn nghe theo Phượng Loan cùng tiền vạn quán điều hành cùng an bài. Một tháng sau, thành nội triệt để bình tĩnh lại, hết thảy đều có đầu không sợi thô, lãnh ra mấy người cũng tựa hồ mọi người quên lãng, trong lòng mọi người chỉ có giang ra, gia, tiền ra, loan tỉ. Người bên trong thành từng nhóm ra ngoài thu lấy lôi thạch, giang giật lần này cũng không có theo quy củ cũ, mà là thu hồi lôi thạch toàn bộ nộp lên, phủ thành chủ cần nộp lên lôi thạch hắn đến giao. Không trải qua giao thêm thiên thạch, giang giật lại có thiên thạch đền bù, mặc dù bồi thường thiên thạch cũng không có theo phủ thành chủ toán pháp, một viên lôi thạch một ngàn thiên thạch, nhưng giá cả cũng xem là không tệ, mọi người về sau có thể bằng vào thiên thạch đi bên ngoài hắc thị đổi lấy công huân. Không có biết rõ ràng giật thu lấy lôi thạch làm gì, cũng không ai dám hỏi, phổ thông võ giả không biết buôn bán lôi thạch sự tình, biết rõ việc này thiên quân nửa chữ cũng không dám nói lung tung, nghĩ cũng không dám nghĩ, sợ đồ đau lúc nào tựu rơi xuống. Kỳ thật thành nội có chút ít thiên quân đều đoán được, Lục Bình có thể tại cùng Giang giật hợp tác buôn bán lôi thạch, nhưng việc này coi như nói ra cũng vô dụng, nhất định phải có chứng cứ, không có chứng cứ người đi báo cáo ngược lại sẽ nói ngươi vu hãm. Tiền vạn quán làm việc rất bí mật, quy củ cũng rất nghiêm ngặt, cái kia ẩn tổ người ở khắp mọi nơi, ai cũng biết có cái này tổ tồn tại, nhưng người nào cũng không biết ai là ẩn tổ bên trong người. Rất tốt, không tệ. Hai tháng sau, tiền vạn quán tới báo cáo một lần tình huống, đồng thời nói cho hắn biết, qua mấy sẽ dẫn đầu ám tổ ra ngoài giao dịch. Giang giật rất là hài lòng, buông tay để tiền vạn quán chấp hành kế hoạch, hắn cũng chưa có trở về thành, vẫn tại lôi sơn phụ cận tu luyện, tìm hiểu đạo văn. Nguyên lực tốc độ tu luyện rất nhanh, Giang giật coi như hài lòng. Đáng tiếc đạo văn này tìm hiểu mấy tháng, vẫn là không có manh mối tự, chờ tiền vạn quán đi về sau, Giang giật ánh mắt nhìn về phía xa xa lôi sơn, ám đạo muốn hay không từ bỏ lĩnh hội loại này đạo văn. Nếu là đạo văn này một năm, năm năm, Mười năm đều lĩnh hội không được đâu chẳng lẽ hắn muốn treo cổ tại gốc cây này bên trên hắn thời gian không nhiều, tô như tuyết còn chờ hắn đi nghĩ cách cứu viện đâu. Ai, đạo văn này quá cao thâm, vẫn là từ bỏ quên đi thôi. Hắn lần nữa hướng xa xa lôi sơn nhìn một cái, trên mặt đều là vẻ tiếc nuối, cố gắng mấy tháng, đến cuối cùng lại lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, cái này khiến hắn rất là không cam lòng. Oanh, trên không trung một đạo lôi điện đánh xuống, vạch phá bầu trời, đem không gian xé toạc ra, Giang giật tại thời khắc này cũng đột nhiên cảm giác trong đầu của chính mình cũng có một đạo lôi điện hiện lên, hắn trong con ngươi hiện lên một tia mờ mịt, thất thần thì thào cao thâm cao thâm cao thâm. Sai, sai, hắn thì thào vài tiếng, trong mắt bắn ra vạn trượng kim mang, hắn thình lình đứng dậy kích động nhìn qua xa xa lôi sơn, kinh hô lên, sai, ta cảm mộ sai phương hướng. Ta cảm mộ kia tia đạo vận, cũng không phải là đạo văn, hoặc là nói. Cũng không phải là phổ thông hạ giai đạo văn đạo vận, mà là một cái trung giai thậm chí. Thượng giai đạo văn đạo vận, đó cũng không phải một loại đạo văn, mà là ba loại hoặc là chín loại hạ giai đạo văn dung hợp mà thành cao cấp đạo văn. Dung hợp đạo văn phức tạp như vậy, ta nghĩ ăn tươi nuốt sống, lại thế nào có thể thoáng cái có thể cảm ngộ đâu. Trung giai đạo văn là ba loại hạ giai đạo văn dung hợp mà thành, cao giai đạo văn cũng là ba loại trung giai đạo văn dung hợp mà thành. Giang giật cảm ngộ đến đạo vận bên trong cũng không phải là một loại, mà là ba loại hoặc là chín loại dung hợp mà thành, thử hỏi hắn coi như lại nghịch thiên làm sao có thể nhẹ nhõm đem dung hợp đạo văn cảm ngộ. Ha ha ha, hắn cười to lên, nghĩ thông suốt đạo lý này, hắn cũng cảm giác bát khai vân vụ gặp thanh thiên thoải mái. Đạo văn này là dung hợp không tệ, nhưng hắn có thể đem kia tia đạo vận cẩn thận thăm dò, từng bước ở bên trong cảm ngộ hạ giai đạo văn, cuối cùng dung hợp lại cùng nhau, hắn liền có thể cảm ngộ một loại cao cấp đạo văn. chương 711 Bí Cảnh Đạo văn từ trước là rất thần kỳ tồn tại, đạo văn chia làm hạ, trung, thượng còn có trong truyền thuyết qua trung cực đạo văn, cao cấp đạo văn có thể trực tiếp cảm ngộ, cũng có thể dung hợp cấp thấp đạo văn mà thành. Đương nhiên trung giai đạo văn trực tiếp cảm ngộ quá khó khăn, thượng giai đạo văn càng là khó càng thêm khó, chỉ ít giang giật chưa nghe nói qua có ai có thể hiểu được giai đạo văn. Đạo văn đại biểu thiên địa pháp tắc, áo nghĩa cùng chí lý. Người cảm ngộ đạo văn càng nhiều, thiên địa đối người tán thành độ cùng thân hòa độ hội càng cao, tỉ như người cảm ngộ hỏa hệ đạo văn, người đem không e ngại lửa cháy bừng bừng đốt cháy dù sao ngươi đem lửa bản nguyên đều cảm ngộ, hỏa làm sao có thể tổn thương ngươi. Giang giật thực lực rất mạnh, bằng vào lôi hỏa hắn có thể diệt sát một mảnh hạ giai thiên quân, cũng có thể diệt sát phổ thông trung giai thiên quân, cùng cường đại trung giai thiên quân chống lại. Nhưng đó là bằng vào hỏa linh châu, bằng vào bảo vật cùng ngoại lực. Không có hỏa linh châu cùng lôi hỏa, hắn tổng hợp chiến lực chỉ có thể miễn cưỡng nhưng so sánh thiên quân, hắn cảm ngộ đạo văn kỳ thật không nhiều, nguyên lực cũng quá yếu quốc chiến bên trong hắn cảm ngộ hạ giai đạo văn phong chi thúc phược, đằng sau tại càn khôn điện bên trong cảm ngộ trung giai đạo văn phong hóa ngàn vạn, sau đó tại huyết giả hung trong nước cảm ngộ hỏa chi lực đạo văn. Hắn cảm ngộ đạo văn tốc độ không tệ, xem như thiên tư không tệ người, bất quá cùng cửu đế con em của gia tộc so ra vẫn là tranh lệch rất lớn, tỉ như doãn nhược băng y thiền niên kỳ gần giống như hắn, nhân gia đều đạt đến thiên quân cảnh. Thiên quân cảnh nhất định phải cảm ngộ chín loại hạ giai đạo văn, hoặc là ba loại trung giai đạo văn, đương nhiên ngươi nếu là thiên tư nghịch thiên, trực tiếp cảm ngộ hoặc là dung hợp một loại cao giai đạo văn cũng có thể đột phá, nguyên lực tu luyện đuổi theo là đủ. Đạo văn cảm ngộ có thể ngộ nhưng không thể cầu, thiên tư không được võ giả, cả một đời đều cảm ngộ không được, có thiên tư có cơ duyên, gia tộc có cường đại dị bảo, có lẽ có thể tiến vào các loại bí cảnh bên trong võ giả, cảm ngộ tốc độ hội nhanh rất nhiều. Tốn thời gian mấy tháng, Giang giật sốt cục bắt lấy một tia cơ duyên, ngay tại vừa rồi hắn kém chút liền đem cơ duyên này đem thả bỏ hắn xếp bằng ngồi dưới đất tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái tinh tế cảm mộ lôi sơn bên trong truyền đến kia tia đạo vận từng bước cẩn thận thăm dò phát hiện đạo này vận bên trong quả nhiên ẩn chứa còn lại đạo vận về sau cả người hắn kích động đạo này vận rất kỳ quái giam giật trước kia trong lòng cũng không có biện pháp chỉ là cho rằng đây là một loại đạo văn sở dĩ hắn chỉ có thể cảm ứng đạo một loại ý cảnh một loại vận vị mà trong lòng hắn có ý tưởng cho rằng đạo này vận truyền đạt chính là một loại trung giai hoặc là thượng giai đạo văn Hắn tinh tế cảm ứng phía dưới, có thể phát hiện nhỏ xíu khác biệt, bên trong có rất nhiều ý cảnh, có rất nhiều hoa văn cùng áo nghĩa. Chín loại, lại là chín loại, cái này đúng là một loại dung hợp thượng giai đạo văn. Phát, hắn cẩn thận cảm ngộ một phen, thân thể không bị khống chế có chút run rẩy. Đạo văn cấp bậc càng cao, uy lực càng lớn, như hắn thật có thể đem cái này cái này dung hợp thượng giai đạo văn cảm ngộ, hắn đạo văn cảnh giới liền có thể đạt tới thiên quân cảnh, chờ nguyên lực tu luyện ra, hắn liền là thực sự thiên quân. Trọng yếu nhất chính là đạo văn cấp bậc càng cao, uy lực càng cường đại. Tỷ như ngươi cảm mộ 9 loại hạ giai đạo văn, nguyên lực tu luyện ra giống nhau là thiên quân cảnh, nhưng chiến lực của ngươi khẳng định yếu đến đáng thương, ngươi thả ra công kích đều là hạ giai đạo văn, làm sao có thể cùng người khác chung giai đạo văn, thậm chí thượng giai đạo văn nhưng so sánh. Thượng giai đạo văn, dung hợp 9 loại hạ giai đạo văn, đây cũng không phải là một cộng 1 bằng hai hiệu quả, dung hợp được uy lực khủng bố đến mức nào theo bá đao đại địa gào thét lãnh ra lý ra đám người đạo văn trong công kích có thể thấy được lốm đốm. Đạo văn số lượng nhiều, giống như không dung hợp cái kia uy lực quá yếu quá yếu, một khi dung hợp sẽ biến hóa về chất, uy lực tăng lên mấy lần. Lĩnh hội, lĩnh hội, sang giật cái gì đều mặc kệ, hắn vốn chuẩn bị các loại chờ tiền vạn quán đi buôn bán lôi thạch lúc về thành tỏa trấn mấy ngày, uy hiếp quần hùng. Giờ phút này hắn cũng không muốn quản, dù sao Linh đang tỉ còn tại thành nội, có phượng loan tỏa trấn lục bình uy hiếp không ra được nhiễu loạn, đạo văn này cảm ngộ là trọng yếu nhất sự tình, thực lực mới là sinh tồn được cơ bản. Hắn tạm dừng nguyên lực tu luyện, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, hết sức chăm chú bắt đầu đem kia lôi sơn bên trong truyền đến đạo vận cẩn thận thăm dò, nghĩ biện pháp phân ra cửu tia tiểu đạo vận, từng bước cảm ngộ đạo văn, cuối cùng dung hợp. Không thể không nói, giang giật vận khí rất không tệ. Cái này dung hợp đạo văn khó khăn nhất, bởi vì ngươi không biết mấy loại đạo văn dung hợp sau sẽ có hiệu quả gì, cụ thể làm sao dung hợp mà lại đạo văn càng nhiều, càng khó dung hợp, liền giống với người cầm hai cái dây gai quấn ở cùng một chỗ vậy sẽ rất nhẹ nhàng. Nếu người muốn đem chín cái tê dại thần quấn ở cùng một chỗ, đồng thời cuốn lấy liền thành một khối, vậy khẳng định sẽ khó khăn vô số lần. Cái này lôi sơn bên trong tự nhiên hình thành đạo vận, kia là một cái mô bản, một cái phương hướng. Giang giật không cần đi cân nhắc dùng cái gì đạo văn dung hợp, làm sao dung hợp, dung hợp sau có thể hay không phạm sai lầm hắn chỉ cần dựa theo đạo này vận bên trong chỉ thị, từng bước một phân biệt cảm mộ chín loại hạ giai đạo văn, lại dung hợp lẫn nhau là đủ. Bên trong thế giới này có rất nhiều thần kỳ tồn tại, tỉ như rất nhiều hiểm địa bên trong lại có đặc thù cảnh quan, đặc thù địa hình, bên trong sẽ hình thành thần kỳ đạo vận. Như có cơ duyên bắt được những này đạo vận, đồng thời cảm mộ thành công, người cảm mộ đạo văn tốc độ sẽ phi thường nhanh. Loại địa hình này, thiên tinh giới người xưng hô là bí cảnh. Bí cảnh có là cố ý, là cường giả trí tôn có quảng đại thần thông ngưng tạo mà thành cửu đế gia tộc tự có dạng này bí cảnh có thể để con em nhà mình đi vào tìm hiểu đạo văn y thiền tà phi doãn nhược băng các nàng tu luyện được nhanh như vậy không chỉ là bởi vì các nàng thiên tư không tệ càng nhiều hơn chính là bởi vì có được bí cảnh bí cảnh còn có tự nhiên hình thành rất nhiều bí cảnh đều chỗ tuyệt địa người bình thường đi vào cửu tử nhất sinh danh môn thiếu gia tiểu thư lại có thể tại hộ vệ bảo vệ dưới đi vào sở dĩ danh môn con em thực lực sẽ như thế kinh khủng chính vì bọn họ có được hàn môn con em không có phong phú tài nguyên cùng điều kiện. Cái này 10 tòa lôi sơn rõ ràng là một chỗ bí cảnh, lại không biết là lúc trước kiến tạo tụ lôi trận trí cường giả lưu lại, vẫn là cái này lôi sơn trải qua vài 10 vạn năm lôi điện tẩy lễ hậu thiên tạo thành. Còn như, vì sao nhiều người như vậy quay chung quanh lôi sơn, tất cả mọi người không cảm ứng được cái này tia đạo vận, giang giật lại vẫn cứ có thể cảm ứng đến vậy liền coi là giang giật chính mình cũng nghĩ không thông. Không bằng hắn bản thân liền là một cái quái thai, Hắn tu luyện vô danh công pháp rất quỷ dị, trong đan điền không giống với thường nhân, tăng thêm thân thể của hắn là bị khốn long thảo tẩy tủy dịch cân qua, linh hồn còn cùng người khác không giống, hắn có thể cảm ứng đạo cái này tia đạo vận cũng không đủ là lạ. Đương nhiên, có thể cảm ứng được đạo vận, kia không có nghĩa là có thể cảm ngộ cái này thượng giai đạo văn. Dù sao hắn cần đem cửu cái hạ giai đạo văn toàn bộ cảm ngộ thành công, lại dung hợp được. Đạo văn thứ này, cũng không phải là ngộ tính cao liền có thể cảm ngộ vận khí tốt một đêm có thể đốn ngộ, bạch nhật phi thăng, vận khí không tốt cả một đời đều sẽ kẹp lại, không đạt được viên mãn chi cảnh. Đêm, dần dần tới, lôi sơn người bên kia thật sớm trở về thành, lôi sơn phía trên vô số lôi hỏa lan tràn ra, vây quanh lôi sơn xoay tròn du tẩu, như từng cái bảo liên đang lóa mắt mê ly. Tối nay trăng sáng tinh phồn, như thủy ngân ánh trăng vẩy khắp cả vùng, cảnh sắc cực đẹp. Giang giật ngồi một mình ở một đỉnh núi phía trên, mấy tháng, tóc của hắn dâu ria đều dài ra tới, cực nóng gió biển thổi vào, đem hắn mái tóc màu đỏ thổi đến lăng thiên cuồng vũ. Hoàng Sơn, tịch dạ, lôi hỏa, thiếu niên, thiên lôi ở trên đảo tạo dựng ra một bức cực kỳ thê lương vận ý hình tượng. chương 712, lôi điện chi lực, giang giật ngày đêm không ngừng cảm mộ đạo văn, thành nội mấy ngày sau một cái trong đêm, 50 người lặng lẽ theo thành tây tường phụ cận chạy ra ngoài. Cái này 50 người bên trong có 45 người là thiên quân, còn lại 5 người thì là kim cương cảnh, một cái béo giống cái viên cầu thiếu niên bị một đám người vây quanh ở trung ương, 50 người toàn bộ mặc trường bào màu đen, trên đầu mang theo áo choàng, căn bản thấy không rõ mặt. Mọi người là theo trên tường thành vượt qua đi ra, trên tường thành trong đêm hộ vệ hội ít một chút, nhưng cách mỗi một giảm vẫn sẽ có người đóng giữ, nhưng 50 người như linh hồ nhẹ nhõm vượt qua ra ngoài, trên tường thành hộ vệ ngoảnh mặt làm ngơ. Lúc đầu trên thành uổng phí là có trong suốt vòng bảo hộ, nhưng giờ phút này giữa không chung không có cái gì. 50 người ra khỏi thành thẳng đến Tây Bắc Biên, ở trên đảo trong đêm đều có đội tuần tra, nhưng tối nay ở trên đảo lại một cái quỷ ảnh không nhìn thấy, mọi người nhẹ nhõm đến bờ biển, hóa thành 50 đầu hải ngư vọt vào trong hải vực, biến mất tại biển rộng minh mông bên trong. Đám người sau khi đi nửa canh giờ, lục phong thống lĩnh mới thản nhiên mang người tại trên hải đảo tuần tra, ánh mắt của hắn như điện hướng nơi xa hải vực quét tới, dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm nói, tiền ra, ngươi cũng đừng làm cho ta cùng đại nhân thất vọng, nếu không đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt, một tên cũng không để lại. Tiền vạn quán mang theo 49 người thần không biết quỷ không hay rời đi thiên lôi đảo, bọn hắn muốn đi cách ly thiên lôi đảo ngàn vạn dặm xa Bạch Hổ đảo, kia là Bạch Long quần đảo đệ nhị đảo lớn, bọn hắn muốn tại Bạch Hổ trong đảo cùng Đông Hoàng đại lục thương nhân giao dịch. Ngàn vạn dặm không tính xa, cái này nếu là giang giật một cái độn thiên một nén hương thời gian liền có thể đến. Nhưng mọi người cần đi đường vừa đi vừa về năm ngày, bởi vì bọn hắn không dám quang minh chính đại tiến lên, vậy sẽ bị bốn chu hải vực nội vô số sơn phỉ quân đoàn để mắt tới. Mặc dù mọi người có 45 tên thiên quân, bình thường sơn phỉ đoàn khẳng định không dám trêu chọc cùng tới gần, nhưng nếu tao ngộ cường đại sơn phỉ đoàn, mọi người đồng dạng có thể toàn quân bị diệt. Bọn hắn cần tiềm hành đi phụ cận một cái bạch miêu trong đảo, sau đó ngồi trong đảo một cái thương hội thương thuyền tiến lên. Cái này thương hội cũng không phải là lục gia, tại Bạch Long quần đảo nhưng lại có uy danh hiển hách, sơn phỉ quân đoàn căn bản không dám trêu chọc thương hội đội tàu, bởi vì cái này thương hội phía sau là lục ra một tên thực quyền trưởng lão. Quan thương cấu kết, vĩnh viễn là kiếm tiền lớn như một pháp bảo. Muốn sinh ý làm đại, muốn thu hoạch được đầy đủ lợi ích, bất kỳ cái gì thương hội đều phải cùng bản địa kẻ thống trị cấu kết. Bạch Long quần đảo trên có thập đại thương hội, cái này 10 cái thương hội phía sau đều có lục gia trưởng lão thân ảnh, không có bối cảnh thương hội đội tàu cam đoan còn không có xuất hải tựu bị sơn phỉ quân đoàn cướp bóc không còn, Lục phong thống lĩnh đã sớm vụng trộm phái người dắt tuyến, đương nhiên hắn không có bại lộ, coi như giật dây người bại lộ, cũng truy tra không đến hắn. Tiền vạn quán bọn người sẽ ở đội tàu yểm hộ hạ đến Bạch Hổ Đảo, đi đặc biệt địa điểm cùng Đông Hoàng Đại Lục người giao dịch. Nhìn từ bề ngoài tiền vạn quán bọn người tựa hồ hoàn toàn không có nguy hiểm, kỳ thật nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Tỷ như bọn hắn tiềm hành đi Bạch Miêu Đảo cần nửa ngày, mặc dù cái bên này hải vực tại thiên lôi đảo cùng Bạch Miêu Đảo ở giữa, có rất ít sơn phỉ chặn giết, nhưng mọi thứ đều có cái vạn nhất không phải. Mà lại lên bạch hổ đảo, bọn hắn muốn đi giao dịch địa điểm cũng cần đi nửa ngày đường, tại thần tứ bộ lạc chỉ cần không phải thành nội, bất kỳ cái gì địa phương đều gặp nguy hiểm. Mấu chốt nhất một điểm, tiền vạn quán là dịch nô, hắn mang theo 49 người bên trong cũng có một nửa là dịch nô, trên chán thế nhưng là có một cái to lớn nô chữ, một khi bị người của lục gia phát hiện, sẽ trực tiếp giết chết. Tiền vạn quán bọn người lặng lẽ rời đi, ngày thứ hai thành nội rất nhiều người cũng phát hiện vấn đề dù sao đột nhiên thiếu đi nhiều như vậy thiên quân, ai cũng không phải mù loà. Bất quá rất nhanh thành nội một cái lời đồn truyền đến, Phượng Loan bố trí chuẩn bị ở sau có hiệu quả lời đồn đã nói, kia 50 người nhưng thật ra là đi giết người. Thành nội thiên quân nhiều lắm, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng thả ra kiếm tiền, Bạch Long quần đảo phụ cận hải vực lớn nhỏ sơn phỉ quân đoàn thế nhưng là có hơn vạn cái, trong đó rất nhiều sơn phỉ quân đoàn nhân số mặc dù nhiều, nhưng thiên quân võ giả cũng không nhiều, như đem những này Sơn Phỉ quân đoàn một nồi đạp, vậy sẽ có thể được đến đại lượng bảo vật cùng thiên thạch. Còn như cái này 50 người vì sao có thể thần không biết quỷ không hay chuồn ra thiên lôi đảo cái này tương đối huyền, nghe nói. Giang gia cùng một người thống lĩnh quan hệ rất không tệ, cái này thống lĩnh có thể cung cấp Sơn Phỉ quân đoàn vị trí cụ thể cùng tình báo, có lục gia thống lĩnh âm thầm hỗ trợ, hủy diệt Sơn Phỉ tiểu quân đoàn, vậy quá cực kỳ đơn giản. Cái này lời đồn truyền đi có bài bản hẳn hoi, cũng hợp tình hợp lý sự tình liên lụy đến giang giật cùng lục gia thống lĩnh, càng là phủ thêm một tầng thần bí áo ngoài. Tất cả cấp thấp phó giả lập tức tin, một chút thiên quân cũng tin tưởng không nghi ngờ, chỉ có chút ít hiểu nội tình thiên quân khịt mũi coi thường, diệt sát sơn phỉ quân đoàn có thể làm mấy cái thiên thạch lừa gạt quỷ đâu. Sau năm ngày, tiền vạn quán bọn người an toàn trở về, trên người mọi người đều là mùi máu tươi, đằng đằng sát khí, sau khi trở về tiền vạn quán mang theo 49 người tại Bách Hoa Lâu say rượu một đêm, Ngày thứ hai càng nhiều lời đồn theo bách hoa lâu gái lầu xanh trong miệng truyền tới, nghe nói lần này mọi người ra ngoài thành công xử lý một cái sơn phỉ quân đoàn, diệt mấy ngàn người, cho tới thiên thạch gần trăm vạn. Lần này người bên trong thành gần như đều tin, tụ liền một chút hiểu nội tình thiên quân cũng hoài nghi, chẳng lẽ tiền vạn quán thật dẫn người ra ngoài diệt sơn phỉ quân đoàn nếu không trên thân mọi người tại sao có thể có như vậy nồng đậm mùi máu tươi sát khí lệ khí làm sao nặng như vậy thành nội rất nhiều người đều là núi đao biển lửa đi tới, đối với loại khí tức này mẫn cảm nhất, không phải chém giết rất nhiều người, là tuyệt đối sẽ không có như vậy cường đại lệ khí. Dương Đông cùng Nhiêu Đăng lần này không có tham dự buôn bán lôi thạch, tiền vạn quán cùng Linh Đăng tỷ cũng không có nói cho hai người bất luận cái gì nội tình. Hai người tại cùng ngày liền đi tìm tiền vạn quán, rất là u oán cùng tiền vạn quán mịt mờ nâng lên, có như thế chuyện tốt vì sao không mang tới bọn hắn có phải hay không giang giật không tín nhiệm bọn hắn a? À. Tiền vạn quán hảo hảo trấn an hai người một trận, làm trời xế chiều liền đi tìm giang giật báo cáo kia biết giang giật bên người có hai tên thiên quân thủ hộ chuyển đạt giang giật mệnh lệnh trừ phi trời sập bất kỳ cái gì sự tình đều đừng kêu tỉnh hắn mọi chuyện tiền vạn quán cùng phượng loan tự mình xử lý tiền vạn quán xa xa nhìn một cái xếp bằng ở trên đỉnh núi giang giật mắt nhỏ bên trong sáng lấp lánh giang giật nếu không có chuyện trọng yếu tuyệt đối sẽ không hạ như thế mệnh lệnh nhìn hắn bộ dạng này tựa hồ tại lĩnh hội một loại nào đó cường đại đạo văn Giang giật hoàn toàn chính xác tại tìm hiểu đạo văn, ngay tại hôm trước hắn cuối cùng từ đạo vận bên trong cảm ngộ một tia hoa văn, từ đó thôi diễn ra vừa gieo xuống giai đạo văn lôi điện chi lực. Hắn luyện hóa rất nhiều lôi thạch, bị lôi điện đánh không biết mấy chục vạn lần, hắn đối với lôi điện chi lực đã sớm có mơ hồ cảm giác, lần này tương đạo vận phân giải về sau, thôi diễn ra một tia lôi điện chi lực hoa văn, hết thảy tựu nước chảy thành sông. Trời tối, hai tên bảo vệ thiên quân trở về, Giang giật vẫn là yên lặng tại thôi diễn trong tham mộ, trong đêm có lôi hỏa du đãng tới, Giang giật cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Lôi hỏa tới gần Giang giật thân thể, hội phóng thích lôi điện công kích hắn, nhưng hắn đối với lôi điện sức chống cự đã cường đại đến kinh khủng chi cảnh, lôi điện quấn quanh toàn thân hắn, hắn nhưng như cũ yên lặng trong vòng tham ngộ không có nửa điểm phản ứng, lôi hỏa tới gần về sau, sẽ tự động bị hỏa linh châu hấp thu. Trời đã sáng, hai tên thiên quân trước tiên tới đề phòng, cứ như vậy một ngày lại một ngày, tại bảy ngày sau đó Giang giật rốt cuộc chậm rãi mở mắt. Ông, Tại hắn con ngươi mở ra trong nháy mắt, hắn toàn thân đều có hồ quang điện hiển hiện, đôi mắt chỗ sâu cũng có điện quang lấp lánh, lệch làm cách đó không xa hai tên thiên quân linh hồn rung động, hai người giờ khác này đều cảm giác, giang giật không phải một người, mà là một tôn lôi thần. Lôi điện chi lực đạo văn cảm ngộ thành công, giang giật trên mặt đều là kích động, có thể cảm ngộ một loại đạo văn, đại biểu hắn có thể cảm ngộ loại thứ hai, loại thứ ba. Thứ bậc chín loại đạo văn cảm ngộ thành công dung hợp về sau, hắn liền có thể cảm ngộ một loại cường đại thượng giai đạo văn. chương 713, Ly Biệt, 9 ngày thời gian, vẹn vẹn 9 ngày thời gian giang giật tụ cảm ngộ vừa gieo xuống giai đạo văn, như thế thần tốc cái này nếu là cho ngoại nhân biết, khẳng định sẽ khiếp sợ đến không gì sánh kịp. Cái này cảm ngộ cùng đốn ngộ thế nhưng là có khác biệt về bản chất, đốn ngộ là một đoạn thời khắc linh cơ lóe lên, đột nhiên bị xúc động tiến vào một loại thần kỳ trạng thái, cái này bỗng nhiên ngộ có thể ngộ nhưng không thể cầu, liền xem như cửu đế như thế tồn tại cường đại, cũng đừng hòng cưỡng ép đốn ngộ, cũng tỷ như giang giật phong chi thúc phược, còn có hỏa chi lực đạo văn đều là ngộ hiểu, cái này bỗng nhiên ngộ thời gian đều là cực kỳ ngắn ngủi, ngắn thì mấy cái mấy chục hơi thở thời gian, lâu là mấy ngày. cổ ngữ có nói, mai kia đốn ngộ bạch nhật phi thăng, liền làm miêu tả ngộ hiểu chỗ thần kỳ. cảm ngộ thì là có tính nhắm vào đi lĩnh hội một loại nào đó đạo văn, đi xác minh, thôi diễn trong lòng một ít ý nghĩ, nơi này có một cái quá trình tiến lên tuần tự, dù sao có khả năng thôi diễn sai lầm vậy liền cần một lần nữa thôi diễn. Đạo văn cảm ngộ khó khăn nhất là nhập môn, một khi bước vào cánh cửa, đạo văn này không có gì bất ngờ xảy ra đều có thể cảm ngộ, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Thiên tư ngộ tính nghịch thiên người cần 10 ngày nửa tháng, ngộ tính kém người có cần mấy tháng, có thậm chí cần mấy năm. Giang giật có thể tại 9 ngày thời gian có thể cảm ngộ mộ một loại đạo văn, thiên tư tuyệt đối là cấp cao nhất. Đương nhiên, hắn là tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, tại cái này trong trạng thái thôi diễn tốc độ hồi gấp bội tăng lên, sở dĩ coi như thiên tư của hắn xem như rất không tệ, còn không đạt được cấp cao nhất. Đây cũng chính là thiên nhân hợp nhất trạng thái thần kỳ địa phương, trong lịch sử trở thành nghịch thiên cường giả người không nhất định có được loại trạng thái này, nhưng có loại trạng thái này người, chỉ cần không chết hiểu thường thường lại có một phen thành tựu. Hô hô, hắn cảm khái một trận, thật dài phun ra hai cái, lấy ra đế cung quét một vòng bên trong giang tiểu nô cùng tiểu hồ ly, gặp hai người đều trong tu luyện, cũng không đi quản. Đối thanh thủy hắn nuốt mấy cái năng lượng đan, đưa tới hai tên thủ vệ thiên quân, hỏi thăm một phen thành nội sự tình, xác định tiền vạn quán kế hoạch chấp hành rất thuận lợi, thành nội cũng một mảnh yên tĩnh sau hắn tiếp tục bế quan. Đạo văn cái này đồ vật cùng cũng không cầu, hắn đã gặp được, tự nhiên muốn toàn lực ứng phó trước tiên đem đạo văn này triệt để cảm mộ lại nói, nguyên lực tùy thời đều có thể tu luyện, thành nội sự tình hắn cũng giúp không được gấp cái gì, dứt khoát hồi trở lại đều không trở về. Tu luyện không tuế nguyệt, nhoáng một cái ba tháng lại qua. Giang giật xếp bằng ở lôi lính bên trên an tĩnh tu luyện, cái này đã trở thành lôi sơn phụ cận một đạo đặc biệt phong cảnh, đi vào lôi sơn võ giả, mỗi ngày lần đầu tiên đều là khóa chặt giang giật thân ảnh, nhìn thấy hắn sau mọi người mới hội an tâm xếp bằng ở lôi thạch phía trên. Cũng chính là bởi vì có giang giật tại cái này, lôi thạch phụ cận trật tự tương đối tốt, cướp đoạt lôi thạch lúc cũng sẽ không có dưới người nặng tay. Vù vù, ngày hôm đó, thiên lôi thành phương hướng mấy chục đạo tiếng xé gió lên, kinh động đến lôi sơn dưới võ giả ánh mắt mọi người quét qua lập tức sợ hãi đứng dậy, hướng đám người kia kho người hành lễ cung kính quát khẽ tham kiến tiền ra, loan tỷ, dương ra, nghiêu ra. Tham kiến chư vị đại nhân, tiền vạn quán, dương đông, nghiêu đăng, phượng loan bọn người cùng nhau mà tới, lôi sơn dưới võ giả đối với những người còn lại ấn tượng cũng không sâu, thậm chí đối với phượng loan nghiêu đăng dương đông, rất nhiều người nội tâm đều không có nửa điểm e ngại, ngược lại nhìn về phía tiền vạn quán trong ánh mắt đều là hoảng sợ. Ba tháng qua, Tiền vạn quán cho mọi người ấn tượng quá sâu, 3 tháng thời gian bị hắn giết chết người trọn vẹn đạt tới mấy trăm, cái này mấy trăm người bên trong còn có gần 10 tên thiên quân, người nói mọi người làm sao không e ngại. Bị làm chết người, đều là không nghe lời, hoặc là có phản loạn không phục tri tâm, ẩn tổ uy lực tại 3 tháng qua cũng hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Giang giật ra khỏi thành đã mấy tháng, thành nội một mực rất bình tĩnh, theo thời gian trôi qua, rất nhiều người đều quên đi Giang giật hung uy, quên đi hắn đổ đau, Sở dĩ có người ở sau lưng nói huyên thuyên, có người bí mật tụ tập cùng một chỗ thảo luận, có người phát ngôn bừa bãi, có người ý đồ liên hợp lại mưu đồ đại sự. Mặc kệ lại như thế nào ẩn nấp, tiền vạn quán đều có thể trước tiên nhận được tin tức, sau đó lặng yên bố trí, tại bọn hắn ra khỏi cửa thành sau phái người ở cửa thành chém giết trước mặt mọi người, đồng thời bí mật công bố những người này tội trạng. Ẩn tổ người ở khắp mọi nơi, người cũng căn bản không biết ai là ẩn tổ người, có lẽ cùng người tương giao bạn cũ lâu năm liền là ẩn tổ người, có lẽ đêm qua ngươi ôm chìm vào giấc ngủ bách hoa lâu nữ tử cũng là ẩn tổ người mấy tháng qua theo mấy trăm đầu đầu người rơi xuống đất tiền vạn quán trở thành đời thứ hai sát thần thành nội cũng không còn có người dám kéo bè kết phái có nửa điểm nghịch phản chi tâm đứng lên đi tiền vạn quán cười tủm tỉm hướng mọi người vung tay lên vô số người người đều cảm giác phía sau mát lạnh mỗi lần ở cửa thành trước mặt mọi người giết người lúc tiền vạn quán đều là cười tủm tỉm rất nhiều người đều cho rằng kỳ thật khẩu Phật tâm xả xương hô thế này càng thích hợp tiền vạn quán hưu phượng loan tiền vạn quán mang theo mọi người thẳng tắp hướng giang giật bay đi nhìn thấy kia hai tên hộ vệ lại muốn nói cái gì phượng loan bá đạo vung tay lên nói các ngươi không cần nhiều lời lần này có đại sự giang gia nhất định phải trở về thành phượng loan thanh âm rất kiên định đồng thời nàng truyền âm nhập mật vang lên tại giang giật linh hồn bên trong giang giật quần áo trên người không gió mà bay một thân bụi bặm bị chấn khai hắn mở to mắt liếc nhìn tới ngưng âm thanh hỏi tỉ muốn đi nhìn thấy mọi người nhẹ gật đầu Giang giật thân thể đằng không mà lên, hóa thành một đạo bạch quang hướng thiên lôi thành bay đi, vung tay lên quát khẽ toàn bộ người nghe, lập tức trở về thành, quảng trường tập hợp. Xoạt, lôi sơn dưới võ giả vỡ tổ, không có bất kỳ người nào trần chờ trước tiên bằng nhanh nhất tốc độ hướng thành nội chạy như bay, chỉnh tề, không có chút nào nửa điểm hỗn loạn. Nói đùa, hai đại sát thần đều tại phụ cận, ai dám không tuân mệnh lệnh, khẳng định sẽ chết không nơi táng thân. Chưa tới nửa giờ sau, giang giật bọn người trước tiên về tới thành nội, ánh mắt của hắn quét qua cửa thành chờ đợi như vượng ngưng âm thanh hỏi linh đang tỉ đâu như vượng cấp bách trả lời trên quảng trường đâu giang ra như lại chế ta sợ là nàng đều đi hưu giang giật đều không để ý tới cùng thủ vệ thống lĩnh chào hỏi thân thể hóa thành lưu quang xông vào thành nội thẳng đến quảng trường trên quảng trường giờ phút này rất nhiều người phượng loan hiểu rất rõ giang giật nàng đạt được tiểu hùng đưa tin về sau trước tiên đem thành nội tất cả mọi người tụ tập tại quảng trường đồng thời để thanh ngư kéo lấy linh đang tỉ nàng cùng tiền vạn quán bọn người thì đi đem Giang Giật mời về. Hưu, Giang Giật từ đằng xa băng băng mà tới, thật xa nhìn thấy trên quảng trường một đạo màu xanh biếc thân ảnh sau thở dài một hơi, hắn thả chậm bước chân ánh mắt xa xa cùng Linh đang tỉ đối mặt, hai người dù có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng ở ánh mắt giao hòa một phen về sau, đều cảm giác cái gì đều không cần nhiều lời, hết thảy đều không nói bên trong. Tiểu hồng tại Linh đang tỉ trước người mười trượng, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, một tấm coi như xinh đẹp mặt đã sớm khóc bỏ ra, nàng không dám khóc thành tiếng âm chỉ là không ngừng rơi lệ nhìn qua linh đang tỷ tiểu hồng sau lưng tụ tập hai vạn người chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp tại tiểu hồng sau lưng khuôn mặt trang nghiêm ánh mắt đều xa xa khóa chặt giang giật giang giật khoảng cách linh đang tỷ trăm triệu ngừng hắn cùng linh đang tỷ nhìn nhau trọn vẹn một nén hương thời gian tại lôi sơn bên trong hơn hai vạn võ giả toàn bộ trở về hội tụ tại phía sau hắn hắn giơ lên một cái tay quát khẽ đưa linh đang tỷ bá 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 ngoại trừ giang giật bên ngoài tất cả mọi người bao quát phượng loan tiền vạn quán đều một gối quỳ xuống, quát khẽ cung tiến linh đăng tỉ. Mấy vạn người cùng kêu lên bạo giống thanh âm lớn bao nhiêu. Giờ khắc này rất nhiều cấp thấp võ giả màng nhĩ bên trong anh minh rung động, thiên lôi thành giờ khắc này cũng cảm giác khẽ run lên, tiếng giống chấn thiên động địa, vang vọng nửa tòa thiên lôi đảo, vang vọng thật lâu không ngừng. chương 714, một tiễn bốn điêu, linh đang tỉ cười, tựa như một đóa kiểu diễm hoa hồng nở rộ, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Nàng một câu chưa hề nói, quay người hướng thành tây đi đến, đi lại nhẹ nhàng, phiêu nhiên như tiên. Tỷ, sang giật rốt cục vẫn là kêu một tiếng, truyền âm tới, vô luận ngươi ở bên ngoài trôi qua như thế nào, xin nhớ kỹ thiên lôi thành có một người đang chờ ngươi trở về. Còn có, giống như ở bên ngoài gặp được nguy hiểm, mời trước tiên tới tìm ta, chỉ cần không có mở ra cửu thiên diệt thần trận, vô luận là ai theo đuổi giết, ta đều có thể mang ngươi thoát đi. Tỷ, quên nói cho ngươi ta gọi giang giật, giang giật, linh đang tỉ thân thể mềm mại khẽ run lên, có lẽ người bình thường đối với cái tên này rất lạ lắm, nhưng nàng lại như sấm bên tai. Bởi vì một đoạn thời gian trước thành chủ lục bình gần như thiên thiên đều tại nhắc tới cái tên này, danh tự này tại thần tứ bộ lạc cũng có rất nhiều tên. Thần tứ bộ lạc cùng đông hoàng cửu đế là đối lập, cho nên có thể để cửu đế gia tộc kinh ngạc sự tình, thần tứ bộ lạc 13 nhà tộc hội rất vui vẻ. Mặc dù song phương đối lập, nhưng tin tức cũng rất linh thông, rất nhiều lui tới thương nhân cũng sẽ đem Đông Hoàng Đại Lục đại sự truyền khắp toàn bộ bộ lạc. Giang giật tại Huyền Thần cung nội lực áp cửu đế gia tộc công tử tiểu thư độc chiếm dị bảo, về sau bị Tà gia kiếm ra liên thủ truy sát, đây là tại Đông Hoàng Đại Lục là một kiện hiếm lạ sự tình, đằng sau Tà phi kiếm vô ảnh truy sát thất bại càng là gây nên sóng to gió lớn, đại sự như thế tất nhiên truyền khắp toàn bộ tội đảo. Hỏa Vân Khải, Độn Thiên, ta sớm nên nghĩ đến. Linh đang tỉ nội tâm khe khẽ thở dài, nàng hít một hơi thật sâu, không quay đầu lại chỉ là thần thức khóa chặt giang giật truyền âm nói, đệ đệ, người ta nhớ kỹ, ta cũng không có lừa ngươi, tên của ta hoàn toàn chính xác gọi khinh linh, bất quá ta không họ khinh, mà là họ nam cung. Đệ đệ, hào hào bảo trọng, tỷ nếu không chết, nhất định trở về tìm ngươi. Linh đang tỷ truyền âm về sau, tiếp tục về phía tây cửa thành đi đến, lần này đi lại không có như vậy phiêu nhiên, ngược lại có một chút phát run, trước ngược nàng Linh đang cũng truyền tới một trận tiếng vang lanh lành. Nàng từ đầu đến cuối đều không quay đầu lại, bởi vì nàng sợ mình vừa quay đầu lại, tự không nỡ rời đi. Giang giật không có đưa nàng ra khỏi thành, chỉ là đưa mắt nhìn nàng rời đi, đối với tỷ tỷ này hắn không hiểu có loại hảo cảm, cái này không quan hệ ân tình, cũng không phải yêu thương, chỉ là đơn thuần thích, kính trọng. Hắn cũng không có đi thuyết phục nàng lưu lại, đã tôn trọng nàng, vậy sẽ phải tôn trọng lựa chọn của nàng. Nam cung khinh linh cái này họ chẳng lẽ có đặc thù ý tứ. Giang giật trong đầu hiện lên một tia nghi hoặc, bất quá rất nhanh xa rời khác vẻ u sầu chiếm cứ toàn bộ tâm linh hắn nhắm mắt lại đứng thật lâu thẳng đến linh đang thì cũng đã rời đi thiên lôi đảo về sau hắn mới mở to mắt mệt mỏi phất phất tay ra hiệu mọi người vạn quán đi theo giúp ta đi uống rượu giang giật hướng tiền vạn quán vẫy vẫy tay cái sau hướng dương đông nghiêu đăng hai người nháy mắt ra dấu ra hiệu bọn hắn an bài thành nội sự tình hắn thì đi theo giang giật phượng loan bọn người hồi trở lại bản thân trong sân đi trở lại viện tử về sau Phượng Loan cùng Thanh Ngư gặp Giang giật tâm tình không tốt đều không có quấy giày, còn đi chiến vô song viện tử nhìn một chút, đáng tiếc chiến vô song đang bế quan cũng không có để hắn. Giang giật cùng tiền vạn quán theo buổi sáng uống đến ban đêm, uống đến linh ninh say mềm, vào đêm sau mới bị Phượng Loan Thanh Ngư hai người mang về gian phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Giang giật tự tỉnh lại, cùng mọi người cùng một chỗ ăn điểm tâm, hắn lúc này mới có tâm tư hỏi thăm về đến, Phượng Nhi, vạn quán, gần nhất kế hoạch chấp hành đến thế nào. Phượng Loan hướng tiền vạn quán nhìn thoáng qua nói, vạn quán, người tới nói đi. Tiền vạn quán gật đầu nói, làm ăn lớn làm rất thuận lợi, đã giao dịch hai lần, lần thứ ba ta chuẩn bị để Kim giao đơn độc dẫn đội đi. Cùng phủ thành chủ bên kia hợp tác cũng rất vui sướng, thành chủ đại nhân rất phúc hậu, nên đến chúng ta đều chiếm được, đương nhiên. Ta lấy ra một phần nhỏ phân cho thập đại thống lĩnh, trước mắt mà nói không có bất cứ vấn đề gì. Giang giật khẽ vuốt cằm, cam lòng tốn tiền trinh, mới có tiền lớn kiếm, đại quỷ dễ nói tiểu quỷ khó chơi, vạn nhất còn lại thống lĩnh đỏ mắt ghen ghét, không để ý Lục Bình thành chủ huy hiếp, vụng trộm động tay chân việc này tự treo. Tiền vạn quán dừng một chút, lại nói ra ta cùng loan tỷ thương nghị thoáng cái, chúng ta vẫn cảm thấy chia hoa hồng cho thập đại thống lĩnh kỳ thật cũng không an toàn, dù sao chia hoa hồng thiên thạch tương đối lớn sinh ý mà nói vẫn là quá ít quá ít, vạn nhất trong lòng bọn họ có ý tưởng, thì hậu hoạn vô tận. Ừm, Giang giật nhẹ gật đầu, ánh mắt quét qua hai người nói, các ngươi khẳng định có biện pháp tốt đi. Đúng, Phượng Loan nói tiếp, Vạn Quán rất thông minh, hắn nghĩ đến một cái biện pháp, đem còn lại thống lĩnh đều kéo xuống nước, cột vào trên một cái thuyền, chúng ta nếu là xảy ra vấn đề, bọn hắn cũng đừng hòng tốt hơn. Cái này mới kế hoạch đã áp dụng hai vòng, trước mắt đến xem hiệu quả được không sai. A, à, Giang giật kinh dị nhìn về phía Tiền Vạn Quán, cười nói ra, tiểu tử ngươi quả nhiên ý đổ xấu nhiều a, à, nhanh kỹ càng nói cho ta nghe một chút đi. Hắc hắc, không có lão đại ở phía trên chịu lấy ta cho dù có vạn loại kế sách cũng không thi triển được a. À. Tiền vạn quán nhếch miệng cười ngây ngô một trận, giải thích cặn kẽ, Giang giật nghe được liên tục gật đầu, ám đạo quả nhiên là hảo kế hoạch. Kế hoạch này kỳ thật rất đơn giản, trước đó tiền vạn quán lần thứ nhất sau khi rời khỏi đây, Phượng Loan không phải phân tán lời đồn sao nói tiền vạn quán mang theo 50 người đi diệt sát sơn phỉ quân đoàn. Tiền vạn quán trở về một suy nghĩ, quyết định đem lời đồn biến thành sự thật. Nếu muốn ở thần tứ bộ lạc trong thành chỉ ở lại, kia nhất định phải có cách xù công huân, bình thường võ giả làm sao có thể có được đến nhiều như vậy công huân sở dĩ những người này cơ bản đều du đáng ở ngoài thành, cuối cùng hoặc là bị giết, hoặc là gia nhập sơn phỉ quân đoàn. Đông Hoàng Đại Lục nhân khẩu đông đảo, mỗi thời mỗi khắc vô số địa phương đều sẽ có chiến đấu phân tranh, cũng sẽ có vô số nhà tộc cửa nát nhà tan, bị người đuổi giết. Những này lăn lộn ngoài đời không nổi người, rất lớn một phần đều sẽ lựa chọn đến tội đảo, dù sao tới nơi này Đông Hoàng Đại Lục gia tộc cũng không dám truy sát, tại cái này cũng có vô số khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Sở dĩ thần tứ bộ lạc sơn phỉ cơ hồ là giết không hết chảm không hết, những này sơn phỉ chỉ cần sống sót, trên thân đều có bảo vật cùng thiên thạch, giống như có thể tiêu diệt toàn bộ một cái sơn phỉ quân đoàn, thu hoạch khẳng định không ít. Thiên lôi thành bên trong võ giả đông đảo, thành nội nhất thống thiên quân gần như đều vô dụng, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng điều ra ngoài giết người kiếm tiền. Thiên lôi thành bên trong thống lĩnh, tại lục gia không tính là gì nhân vật, nhưng bọn hắn nói thế nào đều là con em lục gia, cùng lục gia cao tầng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nếu để cho bọn hắn đi đánh giết Sơn Phỉ khẳng định không có khả năng, nhưng muốn bọn hắn đi làm ta tình báo, dò xét nơi đó có cường đại Sơn Phỉ quân đoàn, chỗ đó Sơn Phỉ quân đoàn tương đối yếu ớt, cái này quá đơn giản. Thế là một cái điên cuồng kế hoạch lại bắt đầu, thành nội có rất nhiều dịch nô phục dịch thời gian đều đến, rất nhiều thiên quân cường giả càng là thật sớm phục dịch kỳ đây, bọn hắn có thể tùy ý ra vào thiên lôi đảo. Lục gia thống lĩnh cũng không cần đảm đương cái gì trách nhiệm, chỉ cần nghĩ trăm phương ngàn kế tìm hiểu tình báo liền có thể được chia đại lượng bảo vật cùng thiên thạch, cớ sao mà không làm. Kế hoạch này trọng yếu nhất tác dụng có thể yểm hộ buôn bán lôi thạch kế hoạch, toàn thành người đều coi là giang giật chỉ là cùng thống lĩnh hợp tác diệt sát sơn phỉ, tự liền những cái kia nguyên bản có chút hoài nghi người, giờ phút này cũng không dám hoài nghi, dù sao bọn hắn cũng tham dự kế hoạch. Hai lần hành động, mỗi lần xuất động thiên quân 70, 80 người, kim cương cường giả mấy ngàn người, dùng thế xét đánh lôi đình diệt sát phụ cận hai cái trên đảo nhỏ sơn phỉ quân đoàn, toàn bộ chém tận giết tuyệt một tên cũng không để lại. Tiền vạn quán đem đoạt được bảo vật tài vật chia làm 10 phần, một nửa cho còn sót lại thống lĩnh, bốn thành theo giết người chiến công phân phát cho suốt chiến quân sĩ, chính bọn hắn bên này chỉ cần một thành. Cách xù thu hoạch để người tham dự đều hưng phấn không thôi, thống lĩnh bọn họ cũng tích cực điều động quan hệ, tiếp tục tìm hiểu tình báo tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Thành nội võ giả thì mài đao hách hách, nhau nhau báo danh chuẩn bị xuống một lần xuất chiến. Dùng vô tâm tính toán hiếu tâm, dùng chúng địch quả. Mỗi lần đều có thể nhẹ nhóm thu hoạch được đại lượng bảo vật tài vụ, còn có thể tham gia nhiệt huyết chiến đấu, không đi mới là ngớ ngẩn đâu. Tốt tốt tốt, vạn quán cái này mưu kế quá cao minh, vừa có thể đem thống lĩnh bọn họ kéo xuống nước, lại có thể vàng thao lẫn lộn giấu giếm chúng ta làm ăn lớn, còn có thể kiếm tiền, một mũi tên chúng ba con chim A. Giang giật vỗ tay tán dương, tiền vạn quán lại cười hắc hắc nói nhưng thật ra là bốn điêu, thành nội quá nhiều người, khai chiến hội tiêu hao một chút, chúng ta có thể được đến càng nhiều lôi thạch. chương 715, xảy ra chuyện lớn, cái này, không ngừng khai chiến, cứ việc dùng vô tâm tính toán hữu tâm, dùng chúng lăng quả, nhưng đồng dạng sẽ người chết. Thành nội lôi thạch đều là giang giật, nhưng là hắn nhất định phải theo đầu người nộp lên lôi thạch cho phủ thành chủ, người càng ít hắn nộp lên lôi thạch lại càng ít, có thể kiếm cũng càng nhiều. Đây có phải hay không hữu thương thiên hòa? Giang giật sờ lên cái mũi, muốn nói giết người hắn diệt mấy vạn võ giả con mắt đều không nháy mắt, nhưng lợi dụng âm mưu quỷ kế để cho người ta đi chịu chết, hắn luôn cảm giác không đúng vị. Phốc, Phượng Loan cùng tiền vạn quán đều cười, Phượng Loan bay Giang giật một cái nói, công tử, người người này hảo hảo kỳ quái, cái này có cái gì thương thiên hòa cũng không phải chúng ta ép buộc bọn hắn đi, rất nhiều người đều tranh suốt chiến danh ngạch đâu, loại này chiến đấu tính nguy hiểm cũng không cao, còn có thể phân đến đại lượng thiên thạch bảo vật, đừng nói thành nội dịch nô người tùy ý đi thần tứ bộ lạc triệu tập nhìn xem bao nhiêu người tranh bể đầu sọ đều muốn hợp tác với chúng ta đâu người chết vì tiền chim chết vì ăn thế giới này liền là tàn khốc như vậy chiến tranh nào có không chết người a à nha giang giật nhẹ gật đầu không hỏi thêm nữa dừng lại ánh mắt của hắn nhìn về phía phía đông nói ra những chuyện này các ngươi xử lý đi ta gần nhất tại cảm mộ một loại thượng giai đạo văn không có đặc biệt chuyện quan trọng không nên quấy giày ta trễ chút ta đi bái phòng hạ thành chủ đại nhân cùng thập đại thống lĩnh, liền đi lôi sơn bên kia tu luyện. Thượng giai đạo văn, Phượng Loan cùng tiền vạn quán hai người nhãn tình sáng lên, hai người rất rõ ràng thượng giai đạo văn đại biểu cái gì, tiền vạn quán vội vàng gà con mổ thóc gật đầu nói, lão đại, người yên tâm đi tu luyện, thành nội có chúng ta không ra được nhiễu loạn, có đại sự ta hội trước tiên thông chi ngươi. Giang giật mang theo tiền vạn quán đi trước bái kiến thành chủ lục bình, tiếp lấy đi thập đại thống lĩnh nơi nào đây bái phỏng một phen, lần này rõ ràng cảm giác khác biệt, thành chủ cùng thập đại thống lĩnh đối giang giật đều rất khách khí cùng thân cận. Giang giật thế nhưng là bọn hắn thần tài, tiếp tục hợp tác xuống dưới bọn hắn đều có thể kiếm tiền đại lượng tài vật. Có tiền bọn hắn không chỉ có thể cùng cao tầng chấp nối, còn có thể mua sắm đại lượng tài nguyên tu luyện, tăng lên thực lực bản thân, bị gia tộc trọng dụng. Bái phòng xong thống lĩnh, Giang giật trở về cùng mọi người ăn một bữa cơm, một người lại ra khỏi thành gia lôi sơn bên kia tu luyện, loại thứ hai đạo văn vừa mới nhập môn, nội tâm của hắn bức thiết muốn đem đạo văn này thôi diễn hoàn tất, triệt để cảm ngộ. Thiên lôi thành lại khôi phục bình tĩnh, 10 ngày sau Dương Đông dẫn đội lần nữa ra ngoài săn giết sơn phỉ quân đoàn, lần này dòng dã mang theo gần trăm thiên quân, tám 000 kim cương cường giả. Mặc dù một số người phục dịch thời gian còn không có đầy, nhưng có thập đại thống lĩnh hỗ trợ, mọi người tùy tiện ra khỏi biển đảo, lặng yên từ đáy biển tiềm hành đi mấy ngàn dặm bên ngoài một cái cự đại trên hải đảo. Cái kia hải đảo Sơn phỉ tương đối nhiều, khoảng chừng hơn một vạn, thiên quân võ giả đạt tới hơn 40 người, thủ lĩnh vẫn là một tên trung giai thiên quân. Đại bộ đội tại ngày thứ 6 trở về, nhưng 8.000 kim cương cường giả chỉ còn lại không tới 4.000, thiên quân cũng vẫn lạc trọn vẹn 8, 9 người, nhưng trở về người đều hưng phấn kích động không thôi, bởi vì lần này thu hoạch quá lớn. Quả nhiên, tại chiến lợi phẩm cùng thiên thạch chia hoa hồng sau khi xuống tới, toàn thành đều oanh động, lần này tiểu liên chiến công ít nhất kim cương cường giả, đều phân đến thiên thạch gần vạn, thánh khí một cái thập đại thống lĩnh cũng vui vẻ điên rồi, riêng này lần chia hoa hồng, cũng đủ để cho bọn hắn tiêu sái cả đời, cái này nếu là dựa vào lục gia bổng lộc, bọn hắn muốn nhâm thống lĩnh 100 năm. Lần nữa qua một đoạn thời gian, Kim Giao lại dẫn đội đi ra, lần này chỉ dẫn theo 50 tên thiên quân. Cái này khiến rất nhiều cấp thấp kim cương cảnh nội tâm đều có bất mãn, làm sao lần này không mang theo bọn hắn chơi. Bất mãn thì bất mãn, ai cũng không dám phát ra nửa điểm thanh âm bất mãn, tiền vạn quán thiết huyết thống trị, đừng nói những này kim cương cảnh võ giả, liền xem như thiên quân võ giả cũng không dám bộc lộ nửa điểm bất mãn chi sắc. Thế giới này cường giả vi tôn, tại giang giật thực lực tuyệt đối phía dưới, ai dám nhảy ra chỉ có chết. Cứ như vậy một bên buôn bán lôi thạch, một bên phục kích sơn phỉ quân đoàn, theo thời gian trôi qua, giang giật bọn người cùng phủ thành chủ bên kia đều thu được đại lượng lợi ích. Thành nội võ giả số lượng mặc dù không ngừng lại giảm bớt, nhưng còn sống võ giả người người thu hoạch, những cái kia thiên quân cũng nhận được đại lượng chia hoa hồng người người cảm giác đi theo giang giật làm, không chỉ có hả giận có có thể được ích lợi thật lớn, trung thần độ cao hơn. Thời gian nửa năm, tiền vạn quán tính toán một khoản, bọn hắn kiếm lấy tài vụ, quy ra thành thiên thạch đã có 300 triệu, như như trên chợ đen đổi lấy công huân, đã có thể đổi lấy 3.000 vạn điểm. Tiền vạn quán thật sớm để cho người ta đi đổi lấy 10 triệu điểm công huân, đồng thời vụng trộm phái người cưới thương đội thương thuyền, đi phụ cận Lam Long quần đảo Lam Long thành nội mua một tòa biệt viện, chuẩn bị đem vân phỉ cùng chiến vô song đưa qua tu luyện đó cũng không phải tiền vạn quán đến lúc khởi ý, mà là giang giật bọn người sớm tự thương nghị kết quả tốt. Chiến vô song cùng Vân Phỉ là vợ chồng, hai người cần yên ổn sinh hoạt cùng tu luyện, đi theo mọi người quá nguy hiểm. Cái này buôn bán lôi thạch nói không chừng lúc nào tự bộc quang, đến lúc đó giang giật chỉ có thể mang theo đại gia chạy ra tội đảo, tiếp tục lưu lạc thiên nhai, tìm kiếm nơi an thân. Thậm chí một cái không tốt, đối phương xuất động trí cường giả, tất cả mọi người phải bỏ mạng. Giống như chỉ là chiến vô song một người, Giang giật có lẽ sẽ không cân nhắc đem hắn đưa tiến, nhưng hắn đã cùng vân phỉ đám cưới, có gia đình cần yên ổn. Hai người tại thiên lôi thành rất ít lộ diện, hoặc là tại đế cung tu luyện, hoặc là trong sân. Đi lam long thành nguyên lực là phía ngoài mấy lần, hai người mai danh ẩn tích cũng sẽ không khiến cho chú ý, chỉ cần không ra khỏi thành hai người liền sẽ an toàn vô cùng. Vì việc này, Giang giật cố ý trở về một chuyến, là chiến vô song vân phỉ tiến đưa, đồng thời cam đoan giống như mọi người đi thần tứ thành định cư về sau, nhất định đem hai người nhận lấy. Chiến vô song cũng không phải lề mề chậm chạp người, màn đêm buông xuống có một lần hành động muốn đi giao dịch lôi thạch, hai người tự xâm nhập vào trong đại quân. Tiền vạn quán tự mình dẫn đội an bài hai người đi bạch miêu đảo, cưới thương hội thuyền lớn thẳng tới Lam Long Thành. Lần này Giang giật lúc đầu chuẩn bị đem Giang Tiểu Nô Thanh Ngư cũng đưa tiến, nhưng các nàng chết cũng không nguyện ý rời đi đành phải thôi. Tiềm thu nửa năm Giang giật đạo văn cảm mộ tiến bộ rất lớn, chín loại đạo văn cảm mộ sáu loại, chỉ chờ còn lại ba loại đạo văn lĩnh hội về sau liền có thể dung hợp thành thượng giai đạo văn chiến vô song cùng vân phỉ rời đi để giang giật cũng có chút thương cảm mặc dù đây là vì hai người tốt hắn lần này không có lập tức ra khỏi thành đi tu luyện ngay tại thành nội ở chậm đợi tiền vạn quán trở về xác định hai người bình an lên thương thuyền mới có thể an tâm mấy ngày thời gian giang giật cũng không tu luyện bồi tiếp phượng loan cùng thanh ngư giang tiểu nô tiểu nô bế quan một đoạn thời gian mặc phố thần công cũng có một chút đột phá bất quá khoảng cách đệ nhị trọng đại viên mãn chi cảnh còn sớm vô cùng. Ban ngày hắn mang theo ba người đi vào trong thành đi dạo, trong đêm cùng Phượng Loan Thanh Ngư hai người điên long đảo Phượng, cũng là khoái hoạt không thôi. Ngày thứ năm, ra ngoài buôn bán lôi thạch người trở về. Nhưng, để giang giật bọn người kinh hãi chính là, lần này trở về người không đến một nửa, mà lại tiền vạn quán thế mà chưa có trở về. Giang giật nổi điên, tại hỏi thăm kim giao chuyện đã xảy ra về sau, trên thân dâng lên kinh thiên sát ý, kém chút phóng thích lôi hỏa đem trở về thiên quân toàn bộ xử lý. Tiền vạn quán đưa tiến chiến vô song vân phỉ dẫn người đi bạch hổ đảo, giao dịch thành công trở về lúc, lại bị một cái sơn phỉ quân đoàn phục kích, tiền vạn quán cùng kim giao đều bị bắt sống, năm thập thiên quân bị giết một nửa, những người còn lại may mắn chạy về. Kim giao có thể trở về, là sơn phỉ đoàn thủ lĩnh để hắn mang theo một câu cho giang giật như nghĩ chuộc về tiền vạn quán, chuẩn bị 100 triệu thiên thạch, nửa tháng không thấy thiên thạch tựu giết con tin. Phượng Nhi, Người chuẩn bị 100 triệu thiên thạch, ta cái này đi gặp thành chủ. Thiên thạch đều cất giữ trong phượng loan cái này, giang giật dặn dò một tiếng, thân thể đằng không mà lên, thẳng tắp hướng phủ thành chủ bay đi. a à, thành nội vô số người nhìn thấy giang giật đằng đằng sát khí hướng phủ thành chủ bay đi, toàn bộ đều quá sợ hãi, bọn hắn không hiểu cảm giác có đại sự sắp xảy ra. Lập tức lên đường đi thâm quyến tham gia đại thần phong hội, tồn cảo chỉ có mấy chương, sở dĩ hôm nay chỉ có thể ba chương.